Chương 2555, nhân họa đắc phúc. Hai bên mới đánh nhau một chút đã ra trên trăm chiêu, tất cả các dương hòm trong mật thất đều bị sức mạnh của khí cụ đập vỡ thành các mảnh vụn. Cậu nhóc, chúng ta nhanh chóng liên thủ với nhau, bằng không, chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Đột nhiên bóng đen kia mở miệng kêu lên, giọng nói hình như có chút khàn khàn. Diệp Phàm vừa thấy, cho rằng cũng chỉ có biện pháp này có thể thực hiện được. Bất luận bóng đen này có mục đích gì, cũng không thể để cho Sử Vô Đoan thắng. Bằng không, nhất định mình sẽ biến thành xác ướp. Cho nên, Diệp Phàm vung ra phi đao, thỉnh thoảng quấy rối Sử Vô Đoan một cái. Thứ nhất bộ dạng như vậy, hơn nữa lúc trước Sử Vô Đoan đã bị hao tổn quá nhiều nội khí, nhưng thật ra là ngang sức ngang tài. Sau 3 tiếng đồng hồ, khí lực của ba người đều nhanh chóng bị tiêu hao. Đột nhiên Sử Vô Đoan cười khan một tiếng, hai luồng đại lực truyền đến, lập tức tập trung vào Diệp Phàm và người mặc áo đen kia. Diệp Phàm cảm giác nội khí của Sử Vô Đoan hình như giống nhau, thiếu chút nữa là bị ông ta rút lấy nội khí của mình. Mà phỏng chừng tình trạng của bóng đen kia cũng không khác biệt là mấy, anh ta cũng đang liều chết chống cự Sử Vô Đoan rút ra nội khí. Còn kịp hả, lão phu cũng sắp đột phá tôn giả tiên thiên đại tôn giả rồi, có hai người các cậu giúp đỡ, hôm nay chính là lúc lão phu sẽ đột phá đến trình độ trong truyền thuyết. Sử Vô Đoan cười một cách điên cuồng. Diệp Phàm luôn tìm kiếm lấy cơ hội, vừa thấy thời cơ đã tới rồi. Cổ tay vừa động, rốt cuộc can tướng bay ra ngoài. Cậu nhóc như cậu đã làm gì? Sử Vô Đoan tức giận hét to một tiếng, bởi vì, thực ra lúc lão già này cười hô hố trên cánh tay đã bị trúng một đao. Một tiếng kêu rất lớn, Diệp Phàm bị Sử Vô Đoan tát một cái, lập tức cánh tay liền sưng lên. Cậu nhóc, đợi chút nữa ta hút sạch nguyên khí của cậu. Sử Vô Đoan cười lạnh một tiếng, tăng lực về phía Diệp Phàm. Mà không ngờ vào lúc đó bóng đen kia cũng đột nhiên há miệng phun ra một cái quái dị giống như bóng bàn bay thẳng về phía Sử Vô Đoan. Lão phu đang chơi độc bóng, người vẫn còn non lắm. Sử Vô Đoan cười lạnh một tiếng một cái tát hướng tới. Hay là dùng nội khí vây quả cầu lại căn bản cũng không làm cho Đông Đông có cơ hội nổ tung. Tuy nhiên, làm cho Sử Vô Đoan không ngờ rằng vật kia căn bản không nổ tung, hơn nữa, đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo rất lớn truyền đến. Không ngờ thoáng một cái có thể xuyên thấu qua nội khí cách không men theo, nháy mắt đã đến tay Sử Vô Đoan. Thoáng cái luồng khí lạnh đó liền chui vào huyệt vị kinh mạch trong bàn tay Sử Vô Đoan. Cái gì thế, nói mau. Sắc mặt Sử Vô Đoan vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm bóng đen. Ha ha ha, tiếng cười càn rỡ cùng truyền đến, người kia hừ nói. Thế nào, không phải ông muốn tìm dược độc hoa huyết trích tử sao? Đây chính là tứ đại tích vương dưới tay ung chính gia tự mình chế biến. Hợp lực bốn người chế biến thành độc dược huyết trích tử trung tính chính cống. Không phải ông muốn trung tính đấy sao? Hiện tại làm cho ông trung tính xem sao? Bố mày phải lấy mạng mày. Sử Vô Đoan giận dữ, bất chấp mọi thứ, tập trung nội khí mãnh lực, lập tức muốn cho người kia chết luôn. Ông trúng độc rồi, nếu như độc phát ta công sẽ phải chết. Người kia cười một cách thâm hiểm, Sử Vô Đoan biết những gì anh ta nói là thật, chỉ có thể bước ra một phần nội khí để bước độc ra. Bởi vậy, Diệp Phàm, người mặc áo đen cùng với độc dược tương trợ lẫn nhau, toàn thân lão Sử đều ướt đẫm. Dần dần, Sử Vô Đoan cảm thấy dường như mình không nhanh được nữa. Biết rõ độc dược kia thật lợi hại, lão già giận dữ, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Hừ nói, không phải cậu muốn tự bạo sao? Được, lão phu sẽ giúp cậu đạt được mục đích. Giọng điệu Sử Vô Đoan cứng rắn, đột nhiên Diệp Phàm cảm giác được có hai luồng lực lớn truyền đến. Biết là Sử Vô Đoan đem nội khí của chính mình hướng về phía mình cùng người mặc áo đen kia. Ngay sau đó, cái bụng giống như nồi sắt lớn móc ngược lên, hơn nữa, nhìn bằng mắt thường có thể thấy tốc độ tăng nhanh, mắt như muốn vỡ ra rồi. A! À, đột nhiên Sử Vô Đoan hét to một tiếng, một chưởng đánh về phía bóng đen. Bóng đen bị đánh một cái đầu đập vào núi đá. Làm chết người rồi. Hình như Sử Vô Đoan bị điên rồi, bổ nhào qua vồ lấy bóng đen vừa đánh vừa cắn. Bóng đen cũng đang liều chết đánh lại, cứ như vậy, không ngờ hai người lăn thành một đoàn. Không ngờ hai đại cao thủ đang vật lộn nhau giống như trò vui. Đau quá. Diệp Phàm kêu thảm, trước mặt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết phải bao lâu mới tỉnh lại, mở mắt ra có chút mơ hồ. Thấy dưới đất là một bãi lộn xộn. Về cơ bản vật ban đầu có thể nhìn thấy kia đã không còn hoàn chỉnh, mà đã biến thành những mẩu vụn bằng đầu ngón tay.
ngay cả vách động cũng giống như sụp một nửa, ngổn ngang. Diệp Phàm giãy giụa bò lên, phát hiện thấy cái bóng đen kia đang nằm úp sấp dưới một đống đất đá, mà Sử Vô Đoan cũng nằm đối diện với người đó, tuy nhiên, giống như là chết rồi, hai người đều vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa, y phục của hai người trông đều giống như mảnh vải rách. Cái mông và hơn nửa bộ ngực của Sử Vô Đoan đều bị lộ ra ngoài. Mà người kia cũng không kém, ống chân và tay áo cũng bị mất, máu tươi đầy khắp người. Lão Sử cũng không khác biệt lắm, toàn thân đều là máu. Quần áo cũng bị dính, trong động toàn mùi máu tươi khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng của mình dò xét một chút, phát hiện rõ ràng cả hai người đều có hơi thở hơi yếu. Sợ tới mức khẩn trương liều mình giãy giụa chạy ra bên ngoài vừa lật vừa lăn, cứ liên tục lăn lộn như vậy muốn chạy thẳng ra ngoài động. Này, cậu thanh niên! Đột nhiên bóng đen kêu một tiếng, khiến Diệp Phàm sợ tới mức lập tức dừng lại thân mình quay cuồng. Tiền bối muốn nói gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Cậu lại đây đi! Người kia nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm không có động tĩnh gì, người nọ lại nói. Tướng người này cũng thiệt, ta có thứ tốt muốn cho cậu. Ha ha, đa tạ tiền bối ưu ái, thứ tốt như vậy hậu bối không dám nghĩ tới. Diệp Phàm nhẹ giọng cười cười. Tôi biết cậu sẽ không tin tôi, tuy nhiên, tôi chỉ xin nhờ cậu một việc. Người nọ nói. Tiền bối cứ nói đi. Diệp Phàm nói. Lúc các cậu ở bên ngoài ngôi miếu đổ nát có phải có hai bóng đen công kích các cậu không? Bóng đen nói. Đúng vậy, tuy nhiên, hình như hai người đó đều bị Sử Vô Đoan đánh chết. Diệp Phàm vội vàng đem việc này gác qua Sử Vô Đoan. Ôi, vận mệnh bọn họ đã như vậy, tuy nhiên, còn có một người không chết, nó là con của tôi. Tuy nhiên, giờ đã trở thành tàn phế. Bây giờ đang ở trong núi Trúc Lâu cách miếu đổ nát năm dặm. Nếu cậu đồng ý chăm sóc nó cả đời, tôi sẽ đem Lạc Hận Thiên Hội mà chúng tôi cất giữ mấy trăm năm tặng cho cậu. Đối với tôi mà nói, cái đó giờ cũng vô dụng. Mà hiện tại thằng con độc nhất Lạc Phi của tôi cũng đã tàn phế. Trong nhà cũng không còn ai, tôi còn giữ nó để làm gì? Bóng đen nói rất chân thành tha thiết, không giống như là làm bộ. Cả người còn giãy giụa trở mình tiến tới, chỉ vào đầu của mình, nói. Cậu nhóc, cậu nhìn thấy rõ chưa? Đầu của ta bị một con dao găm đâm xuyên qua. Bộ dạng như vậy mà còn có thể sống sót được trừ khi là thần. Mà tôi không phải là thần, tôi có thể chịu đựng được đến bây giờ, là một kỳ tích đó. Ông trời đối đãi với tôi cũng không bạc, không để cho cậu đi trước. Chăm sóc con của ông, cũng được. Tuy nhiên, tôi cũng phải xem tôi có được đồ vật gì đáng giá hay không chứ. Tiền bối cũng biết, chăm sóc một người tàn phế cả đời thật là vất vả. Hơn nữa một khi đã nhận lời làm tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Diệp Phàm nói. Đó là điều đương nhiên. Lạc Hận Thiên nói. Cậu nhóc, thật ra, cậu đến đây cũng là để tìm kiếm bí mật huyết trích tử đúng không? Không phải, tôi bị Sử Vô Đoan kéo tới đây. Cơ bản trước đó tôi cũng không hiểu được huyết trích tử là cái gì. Bởi vì tôi và lão Tạp Mao có cửu oán, mấy ngày này đi phái Hoa Sơn tìm kiếm đế vương giám nhà Hoa. Sau lại gặp Sử Vô Đoan mới hiểu được đế vương giám chính là chìa khóa mở tài khoản bí mật. Những gì Diệp Phàm nói là thật tình, hơn nữa, thấy lão đầu tử nhất định không sống được nữa. Bởi vì, con dao găm kia đang ở giữa đầu của ông ta. Máu đầy đầu, chắc Lạc Hận Thiên dùng biện pháp gì để khiến máu chảy ra chậm đi một chút, bằng không, ông ta đã sớm chết rồi. Không sai, đúng là đế vương giám có liên quan đến bí mật huyết trích tử. Lúc trước Ung Chính dính vào chuyện này cũng bị tiêu diệt, rất nhiều thế hệ Lạc gia thụ phong chúng ta chiếm giữ chỗ này. Nói thật, không có đế vương giám người của Lạc gia chúng tôi cũng không vào được. Bởi vì vẫn ở trong núi. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài thiếu. Cho nên, người trưởng thành càng ngày càng ít. Hơn nữa, vài thập niên trước đột nhiên lây nhiễm một hồi ôn dịch. Người của Lạc gia cũng chết không ít. Hiện tại, ngoài tôi ra vài thập niên trước cũng không có gặp anh em Lạc dịch bên ngoài chỉ còn lại hai con trai tôi. Hiện tại chỉ còn lại một người. Hơn nữa, mấy đời chúng tôi bị tổ huấn, vẫn chiếm giữ lấy nơi này. Lạc Hận Thiên nói, nếu đến tận bây giờ tiền bối vẫn còn có thể nhớ Lạc Dĩnh. Chắc quan hệ của hai người rất tốt. Tiền bối có thể cung cấp một vài đặc điểm của người em trai kết nghĩa Lạc Dĩnh, sau này nếu có gặp ông ta tôi có thể đem Lạc Phi giao cho ông ta chăm sóc. Diệp Phàm hỏi. Ôi! Lạc Hận Thiên thở dài, nói. Người em kết nghĩa của tôi, năm đó thích Mai Thiên Tuyết. Năm đó cô gái này được xưng là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam.
bản lĩnh của cậu cũng không tồi, có lẽ cũng đã nghe nói đến tên Mai Thiên Tuyết đúng không? Chẳng lẽ chính là một trong 6 người đẹp hoa hạ, Vu Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, trong lòng tự nhủ hay là mẹ vợ vụng trộm lão tử? Đúng vậy, chính là cậu ta. Thực ra anh em tôi cũng là người của một đại gia tộc. Tuy nhiên, hình như là hai bên gia đình đều không đồng ý việc hôn nhân này. Cho nên, sau đó, Lạc Dĩnh liền mất tích. Lúc đầu tôi còn hoài nghi có đúng hay không. Mai gia cho ám toán, tuy nhiên, sau này cần nhắc lại cảm thấy cũng không có khả năng. Bởi vì thế lực của Lạc Dĩnh Lạc gia so với Vu Sơn Cung còn mạnh hơn nhiều. Tôi có thể nghĩ đến Lạc gia. Chỉ có điều, vài chục năm nay đều không nhìn thấy. Nếu nói đặc điểm, bộ dạng của huynh đệ tôi rất tuấn tú. Hoàn toàn được xưng tụng là người khiêm tốn, đặc biệt thích thổi sáo trúc, trên người thường đeo một quả có thể co giãn thanh sáo trúc. Nghe nói cây sáo trúc này đã có từ mấy trăm năm nay, do được xử lý bằng phương pháp đặc thù, cho nên sẽ không bị hư. Hơn nữa, cây sáo của cậu ta thổi rất mơ hồ. Cây sáo này cũng là binh khí tấn công của cậu ta. Năm đó Mai Thiên Tuyết người đẹp đệ nhất Giang Nam đều bị tiếng sáo trúc hấp dẫn. Nói về việc này, Lạc Hân Thiên còn có vẻ có chút tự đắc. Chẳng lẽ thật sự là ông ta? Diệp Phàm không khỏi ấp úng nói. Cậu nói cái gì? Ông ta là ai vậy? Lạc Hân Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không nhịn được hỏi. Tôi biết Mai Thiên Tuyết, bà ấy chính là mẹ vợ của tôi. Diệp Phàm nói. Mẹ vợ của cậu? Lạc Hân Thiên có chút không hiểu. Chương 2556, canh giữ bí mật. Thực ra, tôi đã có vợ con. Tuy nhiên, Mai Thiên Tuyết bắt tôi phải cưới con gái bà là Lạc Tuyết Phiêu Mai. Hình dạng Lạc Tuyết có 7 phần giống mẹ của cô ấy, nếu nói về vẻ đẹp thì không thể chê được. Lúc ấy Mai Thiên Tuyết nói là bà không hề cần một danh phận. Đoán chừng là tâm lý trong lòng vẫn còn rất phức tạp. Diệp Phàm nói. Lạc Tuyết Phiêu Mai, họ Lạc, đúng rồi, chẳng lẽ Lạc Tuyết Phiêu Mai chính là con gái của Lạc huynh đệ? Mắt Lạc Hận Thiên trợn lên nhìn. Cũng có thể, bằng không, vì sao vừa họ Lạc giữa tên lại có chữ Mai? Cái tên Lạc Tuyết Phiêu Mai là sự kết hợp giữa tên của bố và của mẹ. Tuy nhiên, việc này, trước kia tôi cũng chưa từng hỏi qua Lạc Tuyết. Cô nói hiện tại mẹ rất đau buồn, nhưng hỏi chuyện về bố cô mẹ cô cũng không nói. Diệp Phàm nói. Xem ra, chúng ta còn là thông gia với nhau. Cậu nhóc, cậu tên là gì? Con trai Lạc Phi của ta phải nhờ cậy cậu rồi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Cậu đến tảng đá điêu khắc dưới mặt ghế, đem nó mở ra. Lạc Hận Thiên chỉ vào chỗ giữa tảng đá có cái ghế bị đập bể chỉ còn lại một chân. Tiền bối có thể gọi tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm trần trừ một lúc rồi nói, bắt đầu dùng nội khí đào lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn còn có chút lo lắng có phải trong này còn có huyền cơ, cho nên, mắt vẫn còn liếc qua nhìn chằm chằm Lạc Hận Thiên. Diệp Phàm, cậu được đấy, có phải cảm giác rất đủ khí không? Lạc Hận Thiên cười nói. Quái, tôi cảm giác là rất đủ, còn giống như cảm giác còn phình lên. Diệp Phàm gật gật đầu. Đó là bởi vì tôi cùng Sử Vô Đoan đều có mấy chục năm tôi luyện nội khí ở đan điền. Tôi đoán chắc cậu đã đạt đến thập nhất đẳng. Lạc Hận Thiên vừa mới nói đến đây Diệp Phàm giơ tay. Hô, làm sao có thể, thập nhất đẳng, kia. Đừng kích động, có thể đạt đến thập nhất đẳng là chuyện tốt. Tuy nhiên, Diệp Phàm, cậu đột phá là bị chúng ta, nứt vỡ, đấy, chưa tính là bình thường đột phá. Cho nên, sau khi trở về mỗi ngày phải tăng cường luyện công, đem đan điền cùng bí mật của chúng ta từ từ hóa giải. Hơn nữa, còn phải học cách ly hợp và dung hợp. Nếu chúng ta không thể hoàn toàn dung hợp nội khí, như thế sẽ trở thành mối họa vô tận. Lạc Hận Thiên nói. Mối họa vô tận. Diệp Phàm có chút không hiểu liếc mắt nhìn Lạc Hận Thiên một cái. Không sai. Giống như là việc truyền máu trong xã hội hiện đại. Nếu nhóm máu khác với người cho kết quả người bệnh sẽ bị chết nhanh hơn. Nội khí cũng giống như vậy đấy, nội khí của người khác cậu có thể thử nhận, từ từ thôi hợp sau đó phải dung hợp để chính mình có thể sử dụng. Cho nên, người ta có cho cái gì cũng chưa chắc phải là tốt. Bằng không, nội công có cao đến mấy cũng thua nội khí của người có nội công thấp. Đây cũng có thể là giúp cho người có bậc thấp đột phá nhanh chóng. Nếu vậy thì cao thủ đầy đường sao? Đó là chuyện không thể. Nguy cơ thua là rất cao, 10 người có một người thành công cũng là không tệ rồi. Thứ hai, nội công của bản thân là do luyện tập tích tụ từ mấy chục năm, có được không dễ. Tinh thần bị tổn thất là nội khí bị tổn thất, nó sẽ không trở lại.
có thể bổ trở về chỉ có nội khí mà không phải nội khí tinh thần. Nội tức phải là nội khí lấy ra từ một tầng cao hơn. Giống như thuốc phiện sau khi chiết xuất trở thành dạng hải lạc anh. Đương nhiên, việc này cũng là con dao hai lưỡi. Nếu cậu không dung hợp được hết nó sẽ gây cho cậu một sức ép rất lớn đấy, làm không tốt có thể cậu sẽ mất cao thủ tuyệt sát. Đến lúc đó coi như cậu đã tự lấy mạng sống của mình. Bởi vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp để dung hợp tất cả mới được. Tôi không có cách nào cả, nhưng cậu đã được trải qua khổ luyện có thể dung hợp. Vừa rồi cậu có thể sống sót đúng là mạng cậu rất lớn, bằng không. Đã sớm nổ tan sát rồi. Lạc Hận Thiên nói. Rầm rầm rầm. Trong mình đang có cảm giác nội khí càng ngày càng lớn lên, rõ ràng không lâu sau Diệp Phàm cho tay vào trong hố. Cảm thấy phía dưới có vật cứng, Diệp Phàm liền dừng lại, phát hiện trong hố sâu 3 mét có một cái dương được đúc bằng sắt, rộng khoảng chừng 1 mét vuông. Ngay phía trên dương có một cái đầu lâu trông rất đáng sợ. Có phải là có một đầu lâu không? Lạc Hận Thiên nói. Ừ, chẳng lẽ ở bên trong chứa các loại chất hóa học nguy hiểm hiện nay? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, đó chính là ký hiệu của huyết trích tử. Chắc là không khóa, chẳng qua là dùng một chút vật liệu đặc thù để che dương thôi, cậu dùng nội khí có thể mở ra. Tuy nhiên, rốt cuộc ở bên trong có cái gì tôi cũng không rõ cho lắm, tuy nhiên, nhất định là đồ tốt. Lạc Hận Thiên mỉm cười hai tiếng. Diệp Phàm nhớ lại quan tài đá của mộ cổ đời Đường cũng là dùng nội kình để mở ra, cũng dùng hồ lô thay đổi hồ lô, quả nhiên là mở ra được. Vén lên nhiều tầng có một chút tơ lụa bị nát vụn, cuối cùng thấy được diện mạo ở bên trong Lư Sơn Chân. Một bình ngọc tử vây xung quanh bốn phía, bên trong giống như là các viên thuốc, chai thuốc này có đến vài thập niên. Hơn nữa, trên cái chai dùng mãn văn để đánh dấu, có một số thì thuyết minh, Diệp Phàm xem cũng không hiểu. Tuy nhiên, việc này cũng không cấp bách, sau này mời chuyên gia biết mãn văn dịch là được. Mà vòng thứ hai cũng là dung thượng đẳng ngọc phiến tách ra, nhìn màu của ngọc phiến rất tốt. Chỉ cần lấy mảnh ngọc này về bán đấu giá cũng có thể được mấy nghìn vạn. Đương nhiên, những việc như thế này Diệp Phàm không có nhiều hứng thú lắm. Tuy nhiên, cậu nhóc này cũng cầm viên ngọc lên để nhìn. Đúng lúc này, cảm thấy như có cái gì đó thoáng vụt qua. Chẳng lẽ có bí mật, trong lòng Diệp Phàm kêu một tiếng. Lại càng nhìn tìm kiếm. Tuy nhiên, lần này lại không có gì lắc lư, nó chỉ là một viên ngọc đắt tiền thôi. Trên bề mặt hoa văn cũng không có, giống như là một khối tự nhiên được mài ra thành miếng ngọc thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác thấy mảnh ngọc này không phải tầm thường. Chỉ có điều bây giờ không có thời gian suy xét cũng không hề nhìn thấy. Về sau chỉ còn lại một vòng ngọc chính, bên trong dương có ba cái nhỏ hơn, chỉ vẻn vẹn bằng bàn tay. Hình như chiếc dương được làm từ loại gỗ đặc biệt rất đắt tiền. Bốn phía đều khắc các thần thú hung ác, trông giống như là truyền thuyết tứ đại thần thú trong thần thoại Trung Quốc, đó là Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước. Truyền thuyết thượng cổ tứ đại thần thú có từ lúc bàn cổ khai thiên. Thời kỳ sơ khai, thiên địa linh khí sinh ra tứ đại thần thú là Thanh Long ở phía đông, Bạch Hổ ở phía tây, Chu Tước ở phía nam, Huyền Vũ ở phía bắc, bản tính tứ thú tà ác, hủy thiên diệt địa. Sau này bị nữ oa thu phục. Nữ oa nương nương được tôn là đại thần thượng cổ đầu tiên, tứ thú đại diện cho sự khác biệt, đặc tính cũng khác biệt. Thanh Long, thuộc thủy, đại diện cho lôi, long còn được tôn xưng thần mưa, trông coi việc trời mưa. Bạch Hổ, thuộc kim, đại diện cho thép, là hộ thần rừng rậm nguyên thủy. Chu Tước phương nam, thuộc hỏa, đại diện cho hỏa, là một loại phượng hoàng. Huyền Vũ phương bá con rắn thuộc mộc, đại diện cho mộc. Là mãnh thú thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên, bởi vì có ba cái dương, cho nên thiếu mất một cái dương khác, Chu Tước. Diệp Phàm nói chuyện này với Lạc Hân Thiên một lần. Chắc cái dương kia đã bị mất từ trước, tuy nhiên lão phu đoán chỗ đặt binh khí chính tông nhất huyết trích tử là ở trong dương đầu. Cho dù là năm đó sáng lập huyết trích tử nhưng binh khí chính tông nhất huyết trích tử cũng khó tìm được. Nghe nói tất cả nơi dán là 10 cái. Mà ba cái này còn có khắc thần thú. Tuyệt đối chính là nơi cất binh khí huyết trích tử lợi hại nhất. Phỏng chừng trước kia đều là nơi gián ai đã từng dung qua. Trong truyền thuyết nói công lực của huyết trích tử có thể lấy được đầu người xa hơn 10 dặm. Đương nhiên, để làm được điều này điều kiên quyết phải là người có công lực rất cao. Kỳ thật, tôi cảm thấy cũng không có gì là thần bí cho lắm. Nếu như người bản lĩnh cao cũng có thể thuận tay giết địch ở cách xa ngoài 1 dặm. Chẳng qua huyết trích tử bị thần hóa thôi. Lạc Hận Thiên nói. Diệp Phàm mở cái dương tử đàn.
phát hiện bên trong lại dung chất đầy mảnh gỗ vụn màu máu, mảnh gỗ vụn tỏa ra hương khí nồng nặc. Nhẹ nhàng bỏ một mảnh gỗ, ở bên trong lại chỉ vẻn vẹn có loại chỉ đầu thô. Diệp Phàm phát hiện thấy, trên đầu đồ chơi nhỏ không ngờ còn có một vòng tròn nhỏ, hình như là phương tiện dắt ở trên đai lưng người. Toàn thể đồ chơi nhỏ như là một đóa nụ hoa sen chưa nở. Lại có mấy loại màu sắc, đồ chơi này tương đối tỉnh xảo đấy. Cái này sao có thể là huyết trích tử? Diệp Phàm tương đối thất vọng nói. Cầm lại đây cho tôi xem nào. Bộ dạng Lạc Hận Thiên cũng có chút không chắc chắn. Diệp Phàm cầm đồ vật đó tới trước mặt Lạc Hận Thiên. Hình dáng cũng có chút giống đấy, chẳng qua là quá nhỏ. Tổ tiên tôi từng nói qua về huyết trích tử, nhưng ít ra nó cũng phải bằng nắm đấm. Dưới nội tức thì có thể lớn lên bằng cái lồng gà. Một bộ ở đầu người kéo một cái liền mở ra. Lạc Hận Thiên nói xong liếc mắt một cái nhìn Diệp Phàm, nói. Thế này, tôi sẽ nói lại cho cậu phương pháp sử dụng huyết trích tử một lần nữa. Nếu không, cũng không thể nào trong dương đầu tiên lại đặt một món đồ trang sức không có tác dụng gì đúng không? Đem huyết trích tử cách lơ lửng trên không trung, sau đó cậu sẽ bước ra nội khí làm quen một chút với vật kia. Chờ cậu cảm giác hơi quen thuộc sau đó đem nội khí truyền vào bên trong vật nhỏ kia. Người đời cũng nghĩ đến việc trực tiếp đẩy nội khí vào bên trong huyết trích tử, nhưng thật ra là không phải. Mà là trước tiên phải truyền vào bên trong vòng tròn. Thật ra, vòng tròn nhỏ kia có mấy cái tác dụng, một cái là dùng để lúc tiện tay dắt ở phần eo hoặc trong quần áo. Thứ hai nó mới là chỗ truyền nội khí vào miệng. Thứ ba, vòng tròn nhỏ này cũng khống chế huyết trích tử chỉ bồng. Giống như là bánh lái của một con thuyền, toàn bộ huyết trích tử phải dựa vào chỗ vòng tròn này đến khống chế. Sau khi nghe xong cách thức Diệp Phàm bắt đầu quen dần, chỉ có điều khoảng một giờ qua đi mà vẫn không thể nào có cảm giác quen thuộc với vật nhỏ thanh long. Diệp Phàm vẫn đang kiên trì, một giờ lại trôi qua. Đột nhiên trong ý nghĩ có cái gì thoáng qua, cũng có thể nói là cảm thấy linh cảm thoáng hiện lên. Hình như Diệp Phàm phát hiện được một vật nhỏ trong đầu lóe lên. Hắn bất chấp tất cả đem nội tức bước tới vòng tròn nhỏ, tuy nhiên, không có động tĩnh. Diệp Phàm thử bước lại, gia tăng đẩy mật độ nội tức vào tinh thuần. Rốt cục, tai người khó nghe được một âm thanh truyền đến rất nhỏ, không ngờ vật nhỏ run rẩy một cái. Về sau lại thấy không có động tĩnh, hắn không khỏi có chút uể oải. Diệp Phàm, kiên trì chính là thắng lợi, cậu quay về như từ từ suy nghĩ đi, tôi không xong rồi. Lạc Phi kính nhờ cậu rồi, mấy năm nay. Trong chúc lâu của tôi còn cất giấu một cái dương vàng thỏi. Cậu cũng cầm đi đi. Con tôi bị tàn phế, phòng trưng còn phải nhờ người chăm sóc, lão phu kính nhờ cậu rồi. Mắt Lạc Hận Thiên có chút tản ra, Diệp Phàm hiểu được, ông ta không xong rồi. Chương 2557, Vương Long Đông gặp bất lợi. Tiền bối, có một việc tôi không rõ. Nếu đế vương dám có liên quan đến bí mật của huyết trích tử, tại sao ung chính gia lại ban cho tấn lĩnh tỉnh Phong Châu của Hoa gia? Còn, tiền bối so với Sử Vô Đoan hơi thua một chút, chắc bản lĩnh có lẽ cũng phải đạt đến thập nhị đẳng. Diệp Phàm vội vàng hỏi. Kỳ thật việc này vẫn là một tiểu bí sự, truyền thuyết tổ tiên Hoa gia ở Phong Châu kia hình như là con riêng của Ung Chính gia. Việc này, tôi cũng không biết rõ ràng lắm, chỉ có là có nghe phụ thân nói qua việc này. Chúng tôi chịu trách nhiệm trông coi nơi này, những thứ khác chúng tôi đều không biết. Cho đến khi có người đến mới thôi, còn bản lĩnh của tôi. Không phải chỉ thập nhị đẳng, mà một chân đã bước vào đẳng cấp tiên thiên tôn giả rồi. Chỉ có thể nói là đi tới một nửa tiên thiên thiên tôn giả. Tuy nhiên, nội tức của Sử Vô Đoan so với tôi phải tinh thuần. Cho nên, tôi không bằng được ông ta. Tuy nhiên, may mắn biết được chút bí mật có trong động này. Mới dùng phương pháp ám thạch làm ông ta bị thương. Bằng không, căn bản cậu không thấy được tôi. Tôi biết ông ta vẫn còn hơi thở, trộm nghe chúng ta nói chuyện. Vậy thì sao chứ, dù sao đều phải chết thôi. Lão Phu đi trước một bước, Sử Vô Đoan, chúng ta gặp lại dưới hoàng tuyền. Lạc Hận Thiên thở dài, ánh mắt càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng nghẹo đầu, chết luôn. Diệp Phàm thở dài tiến lên kiểm tra, có thể xác định là chết rồi. Ôi, bán tiên thiên cường giả thì sao, cuối cùng cũng rơi vào tình cảnh này. Người kia, tội gì? Diệp Phàm thở dài đi tới phía Sử Vô Đoan. Cậu nhóc! Cả đời lão Sử tôi làm sai duy nhất một chuyện chính là hiểu sai về cậu. Từ khi biết cậu cho đến bây giờ tôi luôn gặp chuyện xui xẻo. Nếu có kiếp sau lão Phu cũng không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu chính là sao chổi. Sử Vô Đoan biết khó có thể che giấu được. Khẽ nói thành thật.
Sao có thể nói như vậy, kỳ thật, đồng chí Sửu, ông là rất may mắn đấy. Không có lời nói của tôi ông đã phải phơi thây hoang dã, cuối cùng có muốn đi Hoàng Tuyền địa phủ cũng khó khăn. Diệp Phàm tôi làm việc thiện cho ông có thể tìm hố đất tốt để chôn. Đồng chí Sửu, đừng trách tôi, việc này đều là do bản thân ông gây nên thôi. Thứ nữa Vương Long Đông ngu rồi tôi ở TQ hành hạ ông làm gì? Diệp Phàm thản nhiên nói. Cậu nhóc được đấy, vẫn còn khoe mẽ. Tự nhiên Sửu vô đoan bốc lửa, mắng lên, nhưng vẫn có chút yếu ớt. Nói như thế nào đây? Người Diệp Phàm thẳng đứng nhìn chằm chằm Sửu vô đoan. Nếu không phải hiện tại tôi ra Hoa Sơn, đám người các cậu có thể về nhà sao? Bản lĩnh của Tiêu Sắt Nhất với lão phu không khác nhau là mấy, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Nếu tên kia không đánh lén ta, cả đám các người đều phải ở lại Hoa Sơn. Cho nên, các người phải cảm tạ tôi mới đúng. Rõ ràng trước khi chết Sửu vô đoan còn lộ ra vẻ đắc chí chi thần tình. Tôi có chút không rõ, đế vương dám đến cả Hoa Gia và phái Hoa Sơn hình như đều chưa nghĩ ra được nơi cất giấu, sao ông lại hiểu rõ đến vậy? Diệp Phàm hứng thú, hỏi. Ha ha, cậu nhóc, cậu muốn lão già tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Không ngờ Sửu vô đoan mỉm cười, bộ dạng rất vui vẻ, cười một tiếng máu tươi liền chảy từ miệng ra. Ông mang vào địa phủ thì cũng có tác dụng gì? Diệp Phàm hừ nói. Tôi vui đến mức độ nào đây? Cả thiên hạ chỉ có Sửu vô đoan tôi hiểu được bí mật này. Tôi sẽ mang nó về địa phủ. Sẽ khiến cậu thành một con quỷ, vĩnh viễn nhớ về chuyện này. Đột nhiên Sửu vô đoan cuồng tiếu vài tiếng, máu tươi càng chảy ra nhiều. Diệp Phàm tiến lại gần giơ tay điểm chỉ để khống chế máu chảy ra. Thấy không, cậu vẫn còn hy vọng tôi có thể sống lâu một chút. Đến đây đi, có gì thì nói nhanh. Sửu vô đoan hừ nói. Ông kết oán với Tam Độc Giáo đúng không? Diệp Phàm hỏi. Tam Độc Giáo có bí mật gì tôi còn không biết, còn cậu mà sao biết được bí mật của Huyết Trích Tử? Đương nhiên tôi cũng biết, tuy nhiên, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu, sẽ biến cậu thành một tên hồ hồ. Sửu vô đoan nói. Hừ, nếu không nói tôi sẽ cho ông không được chết toàn thây. Diệp Phàm u ám nói. Không sao, cậu cứ hướng tới trên người tôi mà đánh. Thân thể Sửu vô đoan đúng là cường tráng. Ba địa một tiếng, bị Diệp Phàm quăng một cái tát vào mặt. Nhưng, rõ ràng Sửu vô đoan còn nhếch môi lên cười, đang nhìn ngó Diệp Phàm cười. Diệp Phàm chọc tức, đang vung tay lên muốn cho cái tát thứ hai, tuy nhiên, cuối cùng là không đánh thêm nữa. Hắn ngồi trên một tảng đá thở dài muốn nghỉ ngơi một chút đã. Sao cậu không cho tôi một cái tát thứ hai để biết một bí mật, Tiêu Sắt Nhất chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Sửu vô đoan nói, việc này có đếch gì là bí mật, tên ngốc cũng có thể biết được. Tuy nhiên, bản thân tôi không sợ anh ta, chỉ cần phái Hoa Sơn không bị diệt môn. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, diệt Hoa Sơn, lòng dạ cậu cũng quá cao, phái Hoa Sơn, không đơn giản giống như cậu nhìn bên ngoài đâu. Nghìn năm đại phái, bên trong có huyền cơ đấy, tuy nhiên, ta sẽ nói cho cậu biết, Tiêu Sắt Nhất có tình nhân, cô gái này là Thôi Hồng. Là nữ đệ tử của phái Nga Mi, tuy nhiên, được Tiêu Sắt Nhất coi trọng, cũng thương lượng với phái Nga Mi, tuy nhiên, phái Nga Mi không chịu để cho Thôi Hồng hoàn tục. Cuối cùng liền đứng dậy rằng co, cuối cùng, Thôi Hồng chạy xuống núi, sau vẫn để lại tóc, hiện tại ở thành phố Phổ Hải không mở công ty tên là Tập đoàn Việt Thành. Sửu vô đoán nói, việc này theo tôi nghĩ thì có quan hệ gì đây? Diệp Phàm hừ nói, cậu nhóc cậu ngốc thật đấy. Nếu Tiêu Sắt Nhất sẽ xuống tay với cậu, cậu hoàn toàn có thể đem Thôi Hồng ra để khống chế cậu ta. Đến lúc đó, Tiêu Sắt Nhất không thể đến đây được. Tuy nói Thôi Hồng là đệ tử hạch tâm của phái Nga Mi, nhưng bản lĩnh cũng không cao lắm, nhiều lắm thân thủ cũng chỉ đạt đến ngũ hoặc lục đẳng thôi. Một tay cậu có thể dễ dàng đối phó với cô ta. Việc này là tự bảo vệ mình. Nghe cũng có lý, tuy nhiên, Tiêu Nhất Sắc cũng 70-80 tuổi, chắc Thôi Hồng cũng không kém là mấy. Diệp Phàm hỏi. Thôi Hồng không hề già, hiện tại chắc cũng chỉ 30 mấy tuổi thôi. Là Tiêu Nháy Sắt tình cờ gặp, không ngờ Tiêu Nhất Sắc mắt đối mắt với Thôi Hồng, liền thích cô gái này. Hơn nữa, tôi hoài nghi đứa trẻ chính là con của Tiêu Nhất Sắt. Thế nào cậu nhóc, lão già này đối với cậu đã đủ rồi chứ? Sửu vô đoan nói, hơi thở càng ngày càng yếu. Xem ra, lão Sửu cũng muốn đi xuống Hoàng Tuyền rồi. Tốt cái con khỉ, bí mật này không nói cho tôi còn vỗ tay tán thưởng. Diệp Phàm hừ nói. Một mã đổi một mã.
Sửu Vô Đoan lắc lắc đầu. Thật ra, bản thân tôi cũng không sợ Tiêu Sắt Nhất, ông ta cũng không coi ra gì. Diệp Phàm hừ nói. Cậu nhóc cậu đừng quá tự cao tự đại, hiện tại thân thủ của cậu mới chỉ đạt đến thập nhất đẳng, nảy sinh ức hiếp tiểu nhân còn thấu hòa. Thật muốn ganh đua cùng Tiêu Nhất Sắt, cho dù 10 người cũng không chịu được một bàn tay của Tiêu Nhất Sắt. Không phải trước kia các cậu đấu thắng tôi sao? Hai người các cậu chỉ đạt tới thập nhị đẳng một đám người bọn cậu thì thế nào? Không phải Sửu Vô Đoan tôi khinh thường đâu, thật sự cậu là người ưu tú, nhưng muốn ưu tú cũng phải hiểu được tường tận chuyện. Mãng phu nhanh chóng bị chết cũng là bởi vì không có đầu óc. Sửu Vô Đoan vô cùng khinh thường nói. Nhìn xem đây là cái gì? Đột nhiên Diệp Phàm giương bàn tay lên. Việc này, làm sao có thể, làm sao có thể? Mắt Sửu Vô Đoan đột nhiên mở rất to, miệng luôn luôn kêu. Tất cả mọi thứ đều có khả năng, ông nói một chút đi, chẳng nhẽ tôi sợ Phái Hoa Sơn sao? Diệp Phàm cười nhếch miệng. Ha ha ha, thú vị. Thật thú vị, Tiêu Sắt Nhất, cậu sẽ gặp phải sử thượng khó chơi nhất. Ha ha ha. Sửu Vô Đoan cuồng thiếu vài câu, miệng phun ra rất nhiều máu tươi, cuối cùng khẽ đảo. Đi thật. Diệp Phàm kiểm tra rồi đưa hai người đi khoảng 2 dặm vào rừng chôn. Lão Sửu, ông đi thong thả nhé. Đừng trách tôi. Diệp Phàm còn mặc niệm 1 phút, sau đó đi thẳng tới trúc lầu của Lạc Hận Thiên. Cảm thấy trúc lầu cũng tương đối tốt, bên cạnh còn có vài tòa lầu khác. Diệp Phàm đi một lượt xuống dưới, cũng không thấy có người. Đi thẳng đến cuối lầu mới thấy có một tên trên mặt đang thoa nước thuốc, tay đang cầm dính ngơ ngác bên một tảng đá. Cha tôi chết rồi có phải không? Người trung niên kia liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, nói. Anh tên là Lạc Phi đúng không? Diệp Phàm hỏi. Ừ. Lạc Phi chỉ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Ngay sau đó Diệp Phàm nói lời nhắn nhủ của Lạc Hận Thiên. Sau đó lấy ra bức huyết thư của Lạc Hận Thiên, sau khi xem xong Lạc Phi, nói. Tôi không cần anh chăm sóc, tôi không có vấn đề gì cả. Cậu tàn phế thế tự sống thế nào, hơn nữa, nơi này rất hẻo lánh, một con đường quốc lộ nhỏ cũng không có. Quanh mình lại không có ai, cậu yên tâm, đi theo tôi về. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một vụ giao dịch, đừng cho là Diệp Phàm tôi có thiện tâm như thế nhé. Nếu không phải vụ giao dịch làm sao tôi phải chăm sóc anh. Diệp Phàm khuyên nhủ. Tàn phế, đó là cha của tôi nghĩ như vậy. Thật ra tôi vẫn còn có một chân để đi, anh nhìn này, tôi đi cho anh xem nhé. Lạc Phi bướng bỉnh đứng lên, chân thấp chân cao chống gậy đi lại một vòng. Tuy nhiên, sau khi nghe Diệp Phàm phân tích tốt xấu anh ta mới đồng ý đi cùng Diệp Phàm. Diệp Phàm cõng anh ta trên lưng đi xem mộ cha, lại cha một cái sau đó mới rời khỏi đây. Đây là nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Thị trấn Thủy Khâu huyện Điền thành phố Đông Hà tỉnh Giang Đô. Lạc Phi đáp. Tôi ở đây mấy ngày rồi? Diệp Phàm hỏi. 3 ngày rồi. Lạc Phi nói. Không ngờ là đã đến tỉnh Giang Đô rồi, thật sự là không nghĩ tới. Xong đời, chạy mau. Diệp Phàm có phần xúc động, khẩn trương chạy tới các huynh đệ bằng hữu thị trấn Thủy Khâu. Không ngờ có rất nhiều đồng chí đang cùng nghe điện thoại của Diệp Phàm đều có chút nghẹn ngào. Diệp Phàm. Cậu không hiểu đâu, cậu đã mất tích 3 ngày rồi, thiếu chút nữa là thủ trưởng cung lật tung cả nước lên tìm cậu. Lần này anh ta điều động tổ trưởng tổ đặc nhiệm A có quyền lực đặc biệt, điều động nhiều tổ phối hợp tìm kiếm. Cung thủ trưởng đối với cậu đúng là rất tốt. Thiết Chiêm Hùng nói, ôi, chuyện lần này đúng là khiến cho nhiều anh em phải mệt nhọc. Thật là ngại quá. Diệp Phàm nói, nói như vậy thì khách khí quá, chỉ cần cậu em có thể bình an trở về là được rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Tuy nhiên, đúng lúc này, Bao Nghị điện thoại đến. Diệp Phàm chuyển hướng nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Bao Nghị. Bí thư Diệp, Vương Long Đông đã xảy ra chuyện rồi. Gặp chuyện gì, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phàm vội vàng hỏi. Cũng không hiểu được sao lại như thế này, anh ta nói trong nhà có chuyện xin nghỉ rồi. Tuy nhiên, mọi người phát hiện buổi sáng nay anh ta đã trở về. Tuy nhiên, là bị đưa vào bệnh viện. Chỉ có điều, người giống như là trúng gió, hơn nữa không thể nói được gì. Mà cũng không thể di chuyển được, chỉ thấy mỗi mắt của anh ta chuyển động. Giống như nói điều gì nhưng quá nhỏ, chỉ có thể táp 3 liễu nhất hạ, sau đó ai cũng ngô nghê không rõ anh ta nói cái gì. Hơn nữa nước bọt cứ chảy ròng ròng, lập tức truyền ra bên ngoài, nói là bí thư Vương bị trúng gió. Hơn nữa, có rất ít người thấy được việc này.
nói cái gì là Vương Đông đoạt vợ của người khác bị đánh cho choáng váng. Còn có người nói Vương Long Đông tham ô mấy trăm vạn bị đồng chí trong ủy ban kỷ luật tìm đến tận cửa đánh. Còn nói là, cho dù thế nào cũng có bản gốc. Điều này đối với Long Đông mà nói là rất bất lợi đấy. Bao Nghị nói. Chương 2558, cởi bỏ mưu toan. Nhìn qua không phải là đần độn sao? Diệp Phàm hỏi. Không giống như là đần độn, dường như là giống như đánh lén. Bởi vì Bao Nghị cũng tập võ, cũng đã đạt được đến tứ đẳng. Cho nên, nghĩ tới một khối. Đừng nóng vội, lập tức tôi sẽ trở lại. Và hơn nữa đã kiểm tra. Diệp Phàm khuyên nhủ. Cậu không biết, bộ dạng Long Đông vừa mới biến thành cái gì à? Khổng Đoan nói cậu xin nghỉ, mà dự án nhà máy nhiệt điện không thể thiếu người, cho nên Xa Nhất Quân cùng Chiêu Khai không mở hội nghị thường vụ lâm thời. Người phụ trách dự án nhà máy nhiệt điện đang thay đổi. Hiện tại chuyển cho Phó Chủ tịch thành phố La Phong đảm đương. Bao Nghị giận dữ nói. Xuống tay qua nhanh. Tôi mới đi ra ngoài 3 ngày không ngờ lại gặp chuyện không may thành ra gây sức ép. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi đặt điện thoại xuống lên xe thẳng hướng Thủy Châu mà đi. Ở trong xe Diệp Phàm gọi điện gấp cho Cung Khai Hà tỏ vẻ cảm ơn. Cậu là thế nào với ma trưởng Sử Vô Đoan? Nghe nói người này có một nửa tài năng của tiên thiên tôn giả. Cung Khai Hà ra vẻ rất ân cần hỏi han, trong lòng Diệp Phàm biết rõ, biết lão cung có ý muốn thăm dò mình xem có thu hoạch được gì không. Thật may là vận khí tốt, kỳ thật, Sử Vô Đoan và Tiêu Sắt Nhất cùng bị thương. Đúng lúc đụng phải Sử Vô Đoan đối thủ một mất một còn, người nọ kêu Lạc Hận Thiên. Hai người liền đấu, cuối cùng ngay cả tôi cũng bị đánh ngất xỉu luôn, sau khi tỉnh lại thấy cả hai người đều đã chết. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói. Chết rồi ư, thật đáng tiếc. Cung Khai Hà có chút tiếc nuối. Ừ, tuy nhiên, cho dù là bất tử thì chúng ta cũng không thể sử dụng được. Ngược lại thì đã chết sạch rồi. Tôi đã chôn cất bọn họ. Mộ được đặt trong núi sâu ngay tại thị trấn Thủy Khâu huyện Điền thành phố Đông Hà tỉnh Giang Đô. Diệp Phàm nói cụ thể địa điểm ra. Đương nhiên là để lấy được sự tin tưởng của Cung Khai Hà. Bằng không, rất khó lừa gạt được ông ta. Đã chết là được rồi, chỉ cần cậu bình an. Mấy ngày nay chắc chạy thoát thân thôi cũng đã rất mệt, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm. Cậu cứ nghỉ ngơi đi tôi sắp xếp người đi mời, phía tỉnh ủy cũng không có việc gì. Cung Khai Hà nói, cũng không hỏi ai chuyện gì. Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, chắc là không nghỉ ngơi được rồi. Diệp Phàm thở dài. Hai, cậu ý, bảo tôi phải nói cái gì đây? Kêu cậu chuyên tâm công tác ở tổ đặc nhiệm A cậu lại không muốn. Chuyện này biết rõ là mệt, hai phía đều trao, đương nhiên là mệt rồi. Hơn nữa, nghe nói trên tỉnh ủy còn gọi cậu phụ trách công việc của địa khu Phong Châu, bôn ba hai phía thì càng mệt mỏi. Người không phải làm bằng sắt. Hay là cứ chú ý nghỉ ngơi. Tuy nói bản lĩnh của cậu tốt, nhưng vẫn phải chú ý. Cung Khai Hà cằm giàm một đoạn lâu nói, Diệp Phàm nghe thấy trong lòng cảm thấy nóng ran. Vội vàng chạy về thành phố Đồng Lĩnh thì trời đã tối. Diệp Phàm cũng không thấy mệt nhọc, đem Lạc Phi đến thẳng bệnh viện lớn nhất thành phố. Thật ra, qua cuộc kiểm tra, Diệp Phàm phát hiện niềm vui bất ngờ. Sức khỏe Lạc Phi cũng không có nghiêm trọng như Lạc Hận Thiên nói. Có lẽ lúc đó Lạc Hận Thiên bận quá không kịp kiểm tra. Một chân của Lạc Phi chỉ bị thương ở ngoài vẫn tốt. Chỉ có điều kinh mạch chân kia bị tắc, đoán chừng là bị Sử Vô Đoan điểm huyệt. Chỉ cần có thể làm thông chỗ tắc đó, Lạc Phi còn có cơ hội chạy bằng hai chân. Còn nói bị thương nghiêm trọng đương nhiên là nghiêm trọng, tuy nhiên, phải tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh hiện đại hơn nữa Diệp Phàm còn biết thuật châm cứu, việc hoàn toàn bình phục là không có vấn đề gì. Sắp xếp xong việc điều trị của Lạc Phi Diệp Phàm chạy thẳng đến phòng của Vương Long Đông. Thấy Bao Nghị và Mễ Nguyệt vừa đứng canh giữ vừa trò chuyện gì đó trong lối đi nhỏ. Tình hình thế nào, bệnh viện nói như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bác sĩ nói là không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bởi vì thể trạng của anh ta tốt lắm, tất cả các bộ phận đều bình thường. Chỉ có điều người không thể di chuyển và không nói thành lời. Nếu nói là trúng gió cũng đúng. Bao Nghị đáp. Diệp Phàm vội vàng vào phòng bệnh. Vừa thấy Diệp Phàm đi vào, Vương Long Đông cố gắng di chuyển con ngươi. Lại chép miệng u ơ, tuy nhiên, cho dù Diệp Phàm đã cố gắng lắng nghe nhưng cũng không hiểu anh ta muốn nói gì. Long Đông, đừng nóng vội, trước tiên tôi kiểm tra anh một chút. Diệp Phàm nói, Vương Long Đông giống như rất hiểu, không cố nói nữa. Diệp Phàm từ từ truyền nội khí vào bên trong cơ thể Vương Long Đông, kinh mạch các bộ phận đều có vẻ thông.
Tuy nhiên, có chỗ kinh mạch bị tắc, khẳng định đó chính là nguyên nhân khiến Vương Long Đông không thể di chuyển. Mà chỗ bị tắc rất tệ hại. Diệp Phàm lấy kim châm ra bắt đầu châm cứu. 2 giờ trôi qua, người Diệp Phàm đầy mồ hôi. Tuy nhiên, cũng không có hiệu quả. Ngay sau đó, Diệp Phàm gọi điện thoại. Không lâu sau đặt điện thoại xuống. Sau 3 canh giờ, Xa Nhất Đao vội vàng tiến vào. Tiền bối ở Hoa Sơn có bị thương nặng không? Diệp Phàm hỏi. Chỗ vết thương nhẹ, coi như cũng được, chắc 3 ngày sẽ khôi phục được. Vết thương ở ngoài da phải từ từ mới liền, còn nội tức cũng không có trở ngại lớn. Xa Nhất Đao nói. Vật là tốt rồi. Diệp Phàm cao hứng gật gật đầu, nói. Tiền bối, lần này trở về tôi tìm được một loại độc dược tốt, có lẽ sẽ có tác dụng chữa bệnh của anh. Tuy nhiên, trong lúc này quá bận, chờ tôi cân nhắc thấu đáo sẽ nói cho anh biết, việc này có gấp cũng không gấp được, không suy nghĩ kỹ tôi sợ kê đơn mù quáng sẽ làm anh bị thương. Không sao, mọi thứ cậu cứ quyết định là được, tôi cần phải làm thế nào cậu cứ nói là được. Xa Nhất Đao thể hiện rõ vẻ độ lượng. Hơn nữa, vừa nghe nói giáo lý phúc âm Xa Nhất Đao có vẻ hơi kích động. Dù sao, có thể tiếp tục sống so với biết mình chỉ sống được 2 năm nữa thật tốt. Hơn nữa, Xa gia còn có thù sâu hận lớn muốn Xa Nhất Đao đi xử lý. Đương nhiên, anh ta hy vọng mình có thể sống sót. Tôi mời anh lại đây chủ yếu là bởi vì tôi phát hiện Vương Long Đông bị người ta đánh lén, người xuống tay bản lĩnh tương đối cao. Hoặc có thể là dùng thủ đoạn đặc biệt mà không phải là người này có bản lĩnh rất cao. Những điều này cũng đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, dựa vào nội tức của một mình tôi không thể giúp anh ta mở được hoàn toàn chỗ kinh mạch bị tắc. Diệp Phàm giải thích. Ý của cậu là hợp công lực của tôi vào để làm. Xa Nhất Đao vừa nghe đã hiểu ngay. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu nói. Nhìn bộ dạng như vậy là tính mạng tương đối nguy hiểm, nếu nội tức của chúng ta kém nhau quá nhiều, không phân dung sẽ sinh ra nghịch phản, khống chế không tốt còn có thể lấy mạng của đồng chí Vương Long Đông. Tình hình sức khỏe của cậu ta như thế nào? Xa Nhất Đao ngưng trọng nói. Cậu ta có thân thủ tứ đẳng, đương nhiên, cho dù là như vậy cũng không chịu được chúng ta gây sức ép. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khả năng thành công có tới 8 phần. Bởi vì tôi có bí pháp có thể đẩy mạnh việc dung hợp. Hơn nữa, chúng ta có thể thử độ mạnh yếu của nội tức, nếu Vương Long Đông chịu không nổi sẽ có phản ứng đúng không? Hơn nữa, trước tiên chúng ta tìm kinh mạch nào bị tổn thương không nhiều đem nội tức của chúng ta dung hợp trước. Nếu thấy có nghịch phản thì dừng lại. Diệp Phàm nói. Biện pháp này cũng không tệ. Xa Nhất Đao gật gật đầu. Bắt đầu gây sức ép đến tận 4 giờ sáng mới hoàn toàn thông được kinh mạch bị tắc của Vương Long Đông. Long Đông, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Phàm cũng không để ý tới mệt nhọc, trực tiếp hỏi. Tô có một người bạn gái cậu còn nhớ chứ? Vương Long Đông dựa người vào trên giường bệnh, nói. Hình như là Cổ Phi Phi, một đại tiểu thư chua ngoa. Nghe nói là người của cổ phủ thành phố Kim Lăng, cổ phủ rất có tiền, ở thủ đô mở một khách sạn có phải không? Diệp Phàm nói. Đúng vậy, lần trước ở khách sạn Kinh Đô chúng ta và người của cổ gia còn không thoải mái với nhau. Lúc đó tôi tức giận đã đi, rút cuộc đã lâu như vậy mà vẫn chưa gặp lại Phi Phi. Lúc đầu muốn quên đi, nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở. Tuy nói Phi Phi có chút chua ngoa, nhưng bản chất cô ấy cũng không xấu. Hơn nữa lúc nào lương thiện thì rất lương thiện, là người rất hồn nhiên. Đêm hôm trước tôi vừa mới về đến nhà đã đụng phải Phi Phi gọi, như chỉ tên người hầu béo. Tên kia có vẻ rất thảm hại, đầu bù tóc rối không nói câu nào hơn nữa trên người còn nhiều chỗ tím sưng. Cậu ta đi vào bên trong phòng tôi. Sau tôi hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, cậu ta dắt tôi chạy, nói là Phi Phi đã xảy ra chuyện. Tôi lập tức xin nghỉ, trên đường mới biết Phi Phi có một anh con bác tên là Cổ Dũng. Người này ngày đó chúng ta cũng đã gặp ở Kinh Đô, rất kiêu căng. Cổ Dũng vẫn muốn đem Phi Phi giới thiệu cho Nam Vân Cáo Hồng của Nam Vân ra thành phố Kim Lăng. Bởi vì Cổ Dũng và Nam Vân Cáo Hồng là bạn tốt. Hơn nữa, Cổ gia chuyên buôn bán thuốc phiện, việc buôn bán thuốc phiện của Cổ gia bị thất bại do chính phủ. Mà Nam Vân gia có mấy người nhận chức trong chính phủ. Hơn nữa cấp bậc còn rất cao, phó bộ có mấy người. Cho nên, Cổ Dũng muốn thông gia với Nam Vân gia. Hai nhà hòa hợp thì việc buôn bán sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, Phi Phi vẫn không để ý tới Nam Vân Cáo Hồng. Không ngờ lần này bị Cổ Dũng cho bắt về. Đương nhiên, việc này cũng ải ý của Cổ Thiên Cha của Phi Phi. Căn bản là người ta gai mắt với một cán bộ bình thường như Vương Long Đông tôi.
Sau khi bị bắt trở về, Phi Phi vẫn bị người trông giữ không cho ra ngoài. Hơn nữa, hàng ngày có người tới khuyến khích cô lấy thằng cha cáo hồng của Nam Vân ra kia. Tuy nhiên, Phi Phi vẫn kiên trì hành hạ không nhượng bộ. Tuy nhiên, sau đó, người hầu của Phi Phi, thì ra là Ngưu Chỉ nghe lén được chuyện. Hình như là cổ gia chỉ thị người bỏ thuốc Phi Phi, để gạo nấu thành cơm chắc chắn cho dù Phi Phi có gây sức ép cũng không có cách nào khác nữa. Ngưu Chỉ vừa nghe thấy tìm một cơ hội lén chạy ra ngoài. Cho nên tìm được tôi đi cứu Phi Phi, bởi vì lúc ấy không liên lạc được với anh Diệp, mà Bao Nghị vừa mới đi làm nhiệm vụ. Thời gian cấp bách, không còn kịp rồi. Tôi nghĩ, trong xã hội bọn họ có thể làm gì tôi. Vì thế phải đi thôi, muốn thuyết phục người cổ gia hoặc trước tiên đem việc này gây sức ép chí ít cũng có thể kéo dài thêm một thời gian ngắn. Đến lúc đó anh Diệp đã trở về chúng ta sẽ có biện pháp. Không thể tưởng tượng được tôi vừa đến cổ gia, từ trước đến giờ bọn họ đã không coi tôi ra gì. Hơn nữa bảo ta lập tức cút đi và vân vân. Hơn nữa cổ Dũng còn kiêu ngạo nói mấy ngày nữa là Phi Phi xuất giá. Vẻ bên ngoài thì tươi cười nhưng trong thì không cười, đưa cho tôi thiệp mời đến lúc đó mời tôi đến uống rượu mừng. Thật sự là rất ức hiếp người, tôi thật sự rất bực mình, tranh giành với bọn họ. Kết quả là cổ Dũng nổi cáu liền đánh nhau. Tôi không hiểu được tại sao về sau lại thế này. Vẻ mặt Vương Long Đông tức giận nói, xoay người đứng dậy mở tủ đầu giường lấy ra thiệp mời, nói. Mọi người nhìn xem, bọn họ thật đúng là quá kiêu ngạo. Đem tôi đến bệnh viện rồi còn dám đem thiệp mời đặt ở bên cạnh tôi. Cũng không sợ người khác sẽ điều tra được trên người bọn họ. Quả thật là coi trời bằng vung. Chương 2559, đến cổ gia ở Kim Lăng. Cổ Dũng không thể nào đánh cậu bị thương như thế này được. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Hơn nữa, bọn họ cho rằng cậu không thể nào có thể tỉnh táo trở lại. Cho nên, cũng không cần phải lo lắng. Thiệp mời này được mang tới đây đơn giản chỉ là bọn họ đang kiêu ngạo đắc ý thôi. Tình hình sau này tôi không rõ ràng lắm, tôi cũng không hiểu được tại sao bộ dạng lại ra thế này. Vương Long Đông nói, Diệp Phàm lật thiệp mời, nói. May là, tối ngày mới kết hôn, được dịp chúng ta đi tới tham gia náo nhiệt. Anh Diệp, việc này, tôi cứ coi như vậy, cổ gia liên kết với Nam Vân gia, thế lực quá mạnh. Ở thành phố Kim Lăng là rất nổi danh. Chúng ta không nên rước họa vào thân. Vương Long Đông có phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Ha ha, bạn học cũ, anh thật sự cho là như vậy sao? Diệp Phàm thản nhiên nhìn chằm chằm Vương Long Đông cười. Việc này, tôi... Vương Long Đông vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm phất tay đã cắt đứt lời của anh ta, mặt nghiêm hừ nói. Tôi muốn thử xem uy phong của cổ gia như thế nào, thế lực của Nam Vân gia ra sao? Long Đông, trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi. 10 giờ sáng mai tôi sẽ sắp xếp sau đó lên đường. Ra khỏi phòng điều trị, Diệp Phàm liếc nhìn Sa Nhất Đao một cái, hỏi. Anh Sa cho rằng công lực của kẻ ra chiêu độc như thế nào? Tương đối cao, ít nhất cũng không kém cậu là mấy. Bởi vì, cùng thứ bậc của cao thủ nhưng cậu muốn tìm ra thủ đoạn của anh ta không phải là dễ. Bởi vì thực lực tương đương nhau, công lực của cậu không phá được anh ta thiết lập. Mà so với người luyện võ bậc cao nội tức của anh ta càng hùng hậu, cho nên đột phá gông cùm xiềng xích khá dễ dàng. Cũng chỉ có thể nói là khá dễ dàng, thật ta vẫn là không dễ dàng. Ví dụ như đánh giặc, quân địch muốn phá vỡ kế hoạch bí mật của cậu thì quá khó khăn. Nói chung lý do cũng chỉ như thế. Sa Nhất Đao nói ý kiến của mình. Ừ, cũng là nhân vật khó giải quyết. Hơn nữa, còn những người tới đó dự lễ. Hình như Nam Vân gia là thế gia võ lâm. Phỏng chừng có thể lấy được vài người xuất thủ. Hơn nữa, thành phố Kim Lăng là địa bàn của bọn họ, chúng ta có đi cũng phải gọi thêm mấy người đi mới được. Diệp Phàm nói, phái Hoa Sơn cũng phải đi đến cổ gia ở Kim Lăng. Sa Nhất Đao nói, Thiên Thông và Tuyết Nha cũng không có mặt rồi, phải đổi vài người khác đi. Diệp Phàm nói xong gọi điện thoại cho Trương Hùng, gọi anh ta điều tra một chút tình hình kiển Nam Vân gia ở thành phố Kim Lăng. Tuy nhiên, đúng 8 giờ sáng Trương Hùng gọi điện thoại tới, nói là Nam Vân gia ở thành phố Kim Lăng không có tư liệu ở tổ đặc nhiệm A, khiến Diệp Phàm đang có chút buồn bực. Bởi vì tổ đặc nhiệm A để điều tra đến loại võ công hoặc tài liệu liên quan đến an toàn quốc gia. Đối với gia đình bình thường tổ đặc nhiệm A đâu có để ý đến. Tuy nhiên, hay là Trương Hùng nghe được chút gì về Nam Vân gia. Hình như là có tới 4 người là cán bộ cấp bộ, tội tình vẫn là tương đối nặng nề đây. Sáng sớm Diệp Phàm cùng Mễ Nguyệt đi qua thành phố Ngọc Xuân. Hỏi.
tập đoàn truyền thông Giang Nam tỉnh Nam Phúc có tới hay không? Đi cùng ai tới đấy? Còn ai ở tập đoàn Bàn Đế Thủy Châu đến đây? Tập đoàn truyền thông Giang Nam đã đến đây 4 ngày trước, có rất nhiều người đến đây. Đều là nhân viên quản lý của tập đoàn truyền thông Giang Nam. Dẫn đầu đoàn người là Phó Tổng Tập đoàn Khâu Vân Lượng tiên sinh. Bao Nghị nói, ừ, Khâu Vân Lượng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, Chủ tịch Mai Phán Nhi không tới sao? Diệp Phàm hỏi, kỳ thật, Diệp Phàm có chút nghi ngờ cũng là không hề gì. Có thể gọi Khâu Vân Lượng lên thuyết minh chứng tỏ Mai Phán Nhi vô cùng coi trọng chuyện này. Bởi vì Khâu Vân Lượng đứng lên nói cũng chính là Mai Phán Nhi nói. Mai Phán Nhi là trợ thủ đắc lực, là nhân vật số 2 của tập đoàn truyền thông Giang Nam. Ông ta không có tới đây, Phó Tổng Khâu nói là Tổng Giám Đốc Mai không rảnh. Bao Nghị nói, gần đây bọn họ đang làm gì đó? Diệp Phàm hỏi, thứ nhất là đến Hồng Cốc Trại nhìn chữ của ông ta trên vách đá. Hơn nữa còn có hứng thú muốn làm đi đài truyền hình tỉnh làm video tài liệu. Bảo là muốn ra sức tuyên truyền khác chữ cổ, còn ngày thứ ba tập đoàn Bàn Đế tới, nghe nói là tới xem truyền thông Giang Nam tuyên truyền. Tuy nhiên, thành phần rất đông đủ, dẫn đầu là Diệp Cường tiên sinh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bàn Đế. Chủ tịch Diệp là người rất hiền hòa, tuy nói là bản thân có mười mấy trăm triệu, nhưng chủ tịch Diệp một chút tử đô không lay động. Hơn nữa, lúc ấy tôi còn nói giỡn là 500 năm trước chủ tịch Diệp cùng bí thư Diệp của chúng ta là người một nhà. Lúc ấy chủ tịch Diệp cũng cười ha hả nói là vậy thì thật là tốt quá, đến lúc đó có đầu tư còn có thể có người giúp đỡ đấy. Đoàn khảo sát tập đoàn Bàn Đế cũng đi tới Hồng Cốc Trại. Còn mang đến các chuyện gia để khảo sát dự án khai thác du lịch của Hồng Cốc Trại. Bọn họ rất thích thú. Hơn nữa, muốn đánh giá dự án du lịch của Hồng Cốc cũng tương đối cao trại. Ngọc Xuân Phong cười nói. Cậu có đề cập qua với chủ tịch Diệp về chuyện trạm phát điện Hồng Cốc và đường quốc lộ hay không? Diệp Phàm biết rồi mà vẫn còn hỏi. Có đề cập qua rồi, qua bàn bạc bọn họ cảm thấy chẳng qua cũng chỉ là đầu tư thêm chút tiền thôi. Hơn nữa, trạm phát điện Hồng Cốc có thể có cổ phần cũng có thể chịu sự quản lý của nhà nước. Nói về đường quốc lộ, vốn chính là một phần của toàn bộ dự án, việc bỏ vốn cũng không nói gì. Nói là sẽ trở về thương lượng một chút sau 10 ngày sẽ định thời gian đến đây ký kết hợp đồng. Bỏ qua hợp đồng đã ký. Mễ Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Chủ tịch Diệp cởi mở hơn so với Tổng Giám Đốc Đinh của tập đoàn Thiên Cảnh. Không giống như cái ông Tổng Đinh, hình như cái mũi mọc ở trên trán. Gần đây tập đoàn Thiên Cảnh không có động tĩnh sao? Diệp Phàm cười hỏi, trong lòng tự nhủ cô đến đây đương nhiên ông ta không khách khí rồi. Nếu đổi lại là người khác ông ta khách khí mới là lạ. Vị giám đốc Trần Hùng kia đã đến lần thứ hai rồi. Mễ Nguyệt nói. Ha ha, càng nhiều người càng tốt, chúng ta có thể thu hút nhiều nhà đầu tư chẳng phải là rất tốt sao? Diệp Phàm cười nói, trong lòng tự nhủ cho dù cô nói nhiều hơn. Thông lệ là 8 giờ 30 chiều khai hội nghị thường vụ. Diệp Phàm nghe báo cáo công tác các mặt, vòng người hỏi Vương Long Đông. Đồng chí Vương Long Đông, dự án nhà máy nhiệt điện Ngưu Gia Bình chuẩn bị đến đâu rồi? Khổng Đoan nghe xong, lập tức sắc mặt trầm xuống. Khẳng định Diệp Phàm đã sớm hiểu việc này rồi, giờ phút này còn cố nói ra, đó chính là muốn làm mất thể diện của mình. Cho nên, Khổng Đoan khẩn trương giành nói. Bí thư Diệp, mấy ngày trước đồng chí Vương Long Đông đột phát bệnh nặng, miệng không thể nói chân tay đều không thể nhúc nhích. Bác sĩ chẩn đoán là bị trúng gió đột phát, nhưng, công việc bên kia lại không thể dừng được. Bởi vậy, tôi và Sa Quân cùng nhau thương lượng, tạm thời sẽ điều động đồng chí La Phong đi phụ trách dự án nhà máy phát điện Ngưu Gia Bình rồi. Ừ, chuyện đó bình thường, sự kiện đặc biệt phải sắp xếp xử lý thôi. Diệp Phàm thản nhiên gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe đồng chí Long Đông đã được khôi phục khỏe mạnh. Lúc đầu dự án Ngưu Gia Bình đã do anh ta phụ trách. Nếu đột nhiên điều động đồng chí khác chỉ sợ nhất thời không thích ứng được. Hơn nữa, dự án Ngưu Gia Bình đã đến thời điểm mấu chốt. Chắc hơn 10 ngày nữa đoàn khảo sát của tập đoàn Điện lực Viễn Đông sẽ ra. Lúc này, không thể có nửa điểm đại khái. Diệp Phàm nói xong sau đó nhìn chằm chằm Khổng Đoan nói. Thật ra, tuy nói là đồng chí Long Đông đã khôi phục. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không nên cho anh ta tham gia công tác ngay lập tức. Cần phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chắc thời gian trước quá mệt mỏi nên mới phát loại bệnh này. Lúc này, Sa Quân xen vào một câu,
kết hợp Khổng Đoan không muốn Vương Long Đông quay trở lại dự án Ngưu Gia Bình. Không sao, tôi đã hoàn toàn khôi phục, bác sĩ đã kiểm tra, tất cả mọi thứ của tôi đều bình thường. Mọi người nhìn đi, hiện tại tôi vẫn vui vẻ đấy, không có cái gì không thích đáng cả. Hơn nữa, tỉnh giao cho dự án là sự quan tâm đến sự phát triển của đồng lĩnh chúng ta. Không cần nói hiện tại hoàn toàn tốt, cho dù bị bệnh cũng có thể công tác được. Bởi vậy, Bí thư Diệp, tôi thỉnh cầu lập tức được trở về đúng cương vị công tác. Vương Long Đông lập tức đứng lên xin chỉ thị cấp trên. Đồng chí Long Đông, nhìn bề ngoài sức khỏe của cậu có vẻ tốt. Tuy nhiên, bệnh chưa phát mà ẩn núp sau này đấy. Tôi cảm thấy nên lấy sức khỏe làm trọng, tuy nói công việc rất trọng yếu, nhưng đầu tiên cũng phải cam đoan tình hình sức khỏe đúng không? Đã không có sức khỏe tốt làm sao có thể triển khai công việc tốt được đúng không? Khổng Đoan cũng đáp lại. Ha ha, nếu thái độ đồng chí Long Đông cương quyết, chúng ta cũng không nên làm trái với lời nói của một đồng chí làm việc nhiệt huyết đúng không? Các đồng chí, nếu mỗi đồng chí chúng ta đều có sự nhiệt tình giống như đồng chí Long Đông, không có công việc gì là làm không tốt đúng không? Việc này quyết định như vậy đi, đồng chí Long Đông trở lại cương vị công tác. Còn đồng chí La Phong, vẫn trở về làm công việc của mình. Dù ở bất kỳ vị trí nào cũng đều là vì góp một viên gạch cho đồng lĩnh đúng không? Diệp Phàm liền quyết định cứng rắn, Sa Quân cùng Khổng Đoan nhìn, cuối cùng không phản đối nữa. Người ta nói hợp tình hợp lý. Hiện tại không tìm ra bất kỳ điều gì có thể phản bác lại được. Chuyển giao công việc xong, sau đó đoàn người Diệp Phàm vội vàng đi tới thành phố Kim Lăng. Cuối cùng 3 giờ chiều đã tới. Thành phố Kim Lăng, thành phố lớn thứ hai Hoa Đông, giáo dục đứng thứ ba cả nước, là thành phố trọng tâm trong cả nước, là khu vực chính trị, quân sự, khoa giáo, văn hóa, công nghiệp và là trung tâm tài chính thương nghiệp trọng yếu của quốc gia, tổng hợp đầu mối giao thông quan trọng. Lịch sử thành phố Kim Lăng đã có từ lâu. Đã trải qua hơn 2.500 năm xây dựng và 500 năm là thủ đô, là một trong bốn cố đô lớn của TQ, được gọi là cố đô lục triều, thập triều đô hộ. Thành phố Kim Lăng nằm ở hạ du sông Trường Giang, là thành phố đầu mối trọng yếu, là cửa ngõ quan trọng quốc gia, là thành phố quan trọng trong vùng Hoa Đông và thành phố công nghiệp quan trọng, trung tâm vận tải đường thủy Trường Giang, thích hợp là thành phố sinh thái, đặc biệt đã được Liên Hiệp Quốc vinh danh. Đối với một thành phố mang hơi thở cổ kính và không hiện đại, đám người Diệp Phàm vẫn có vẻ rất hứng thú. Tuy nhiên, Thông Thông Nhi đã vào khách sạn Kim Lăng. Long Đông, tình cảm của cậu đối với Phi Phi là gì? Không phải lần trước cậu nghe Ngưu Chỉ nói sao? Bọn họ định gạo nấu thành cơm, chỉ sợ hiện tại chuyện này đã xảy ra thì phiền toái. Diệp Phàm thở dài. Tuyệt đối sẽ không xảy ra. Không thể tưởng tượng được. Vương Long Đông quả quyết lắc đầu. Việc này tôi không rõ. Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Long Đông, ngàn vạn lần đừng lừa mình dối người nữa. Chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất mới được. Có một số việc cậu phải thay đổi suy nghĩ đấy. Nếu nói đã xảy ra chuyện đó cậu sẽ quyết định thế nào, buông xuôi hay vẫn tiếp tục? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Long Đông, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2560, thực lực của Nam Vân gia. Anh Diệp, anh không hiểu Phi Phi rồi. Tuy cô ấy hơi chanh chua. Nhiều khi không biết điều nhưng nói chung là cô ấy rất hồn nhiên. Hơn nữa tính tình lại bướng bỉnh, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì có lẽ cô ấy sẽ phát điên lên hoặc thế nào đó. Tuyệt đối sẽ không vui vẻ kết hôn với cậu công tử nhà Nam Vân đó đâu. Tôi tin tưởng vào con mắt của mình, nếu thực sự xảy ra chuyện đó mà cô ấy vẫn kết hôn thì coi như Vương Long Đông tôi mù mắt. Cả đời này tôi sẽ là một lão vương cô độc, không bao giờ bàn đến chuyện lập gia đình nữa. Thực không ngờ Vương Long Đông lại si tình đến vậy, Diệp Phàm còn có thể nói được gì nữa? Hắn vỗ nhẹ vào vai Vương Long Đông, lạnh lùng nói. Nếu Cố gia kết hợp với Nam Vân gia làm chuyện bẩn thỉu đó thì Diệp Phàm tôi sẽ bắt họ phải trả một cái giá đắt. Bất kể là phải dùng đến cách nào, đã ức hiếp anh em của tôi thì đều phải chịu như vậy. Cảm ơn anh Diệp, cả đời này Vương Long Đông tôi sẽ là hầu cận của anh. Vương Long Đông cảm động, đôi mắt như đã ngấn nước. Không phải là hầu cận mà là huynh đệ. Diệp Phàm nói, mấy người họ đi vào nhà khách. Đúng lúc đó Bao Nghị và Vương Triều vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đã thăm dò được rõ ràng chưa? Diệp Phàm hỏi. Rõ ràng rồi, hôm nay 5:30 sẽ tổ chức hôn lễ long trọng ở Vườn Hoàng Thanh. Vườn Hoàng Thanh này là quán bả nhà họ Cố mở ra ở Kim Lăng. Vườn này khá nổi tiếng ở Kim Lăng, nghe nói là được xây dựng một phần phòng theo đại quan viên.
Nghe nói Cố Phủ đã cùng lão Tào ngự bút Hồng Lâu Mộng. Khi đó Tào Phủ còn rất là thân thiết, họ không hề đơn giản chút nào, việc buôn bán kinh doanh cũng đã có hàng trăm năm nay. Ở Kim Lăng này, thanh danh của Cố Phủ như sấm bên tai vậy. Bao Nghị nói, thế còn nhà họ Nam Vân thì sao? Diệp Phàm hỏi, gia tộc này khá bí hiểm, người Kim Lăng ít ai biết đến họ. Bọn họ nổi tiếng vì trong gia tộc có 4 cán bộ cấp bộ, trong đó có một chính là ba phó. Lãnh đạo cấp bộ chính của nhà họ là Nam Vân Định Chu. Có lẽ là cấp tỉnh chính, làm chủ tịch tỉnh của một tỉnh nào đó. Còn Nam Vân Tùng Giang và Nam Vân Cư Hạo là cán bộ cấp bộ phó. Nam Vân Thiên Hà thì là một thiếu tưởng tư lệnh viên phó nào đó bên tôi. 4 người này là 4 người hiển hách nhất của nhà Nam Vân đấy. Nam Vân Định Chu hoàn toàn xứng đáng là người chèo lái của nhà họ Nam Vân. Người kết hôn hôm nay là Nam Vân Cáo Hoành gọi Nam Vân Định Chu là ông trẻ. Còn Nam Vân Tiếu Tiếu là ông nội ruột của cậu công tử hôm nay kết hôn. Con trai lớn ông ta là Nam Vân Cương, cũng chính là cha ruột của Nam Vân Cáo Hoành. Vương Triều kể lại tỉ mỉ. Cái ông Nam Vân Tiếu Tiếu đó không lẽ là người trong võ lâm sao? Diệp Phàm hỏi. Chưa từng nghe nói tới. Nhà Nam Vân chúng tôi chưa hiểu cặn kẽ hết, hình như không phải là người trong giới võ lâm. Vương Triều nói, giọng điệu có chút nghi ngờ. Kỳ lạ thật, không lẽ cao thủ mà bọn họ mời đã hạ âm thủ với Long Đông? Diệp Phàm hỏi một cách khó hiểu. Có lẽ là vậy, với Cố gia thì việc mời cao thủ đến không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa Cố Dũng cũng là cao thủ ngũ đẳng. Với những đại thương nhân đã có lịch sử buôn bán kinh doanh hàng mấy trăm năm như nhà họ Cố thì trước đây, việc bỏ tiền ra mời cao thủ đến bảo vệ họ là chuyện bình thường. Vì thế có lẽ bọn họ có quan hệ với người trong võ lâm. Chẳng hạn như sư phụ của Cổ Dũng là ai? Người này chắc chắn võ nghệ đã đạt đến mức độ nào đó rồi, hoàn toàn có thể thanh toán Long Đông. Người âm thầm ra tay không chỉ đạt đến bát đẳng, có lẽ ít nhất cũng đã đạt đến thập đẳng. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Thập đẳng sao? Vương Nhân Bàng giật mình vì những cao thủ như vậy thường rất khó tìm. Đúng thế. Diệp Phàm khẳng định. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tất cả bọn họ đều mặc cùng một loại trang phục tiến thẳng đến vườn Hoàng Thanh. Đã đến đó để gây sự nên bọn họ phải căn mặc gọn gàng một chút. Đó cũng là cách giữ thể diện cho Vương Long. Bãi đỗ xe bên ngoài vườn Hoàng Thanh hôm nay rất náo nhiệt, toàn lỡ EPA các xe xịn nổi tiếng khắp thế giới. Những chiếc Rolls Royce, Bentley, BMW, Mercedes hay Benz đều trở nên bình thường. Chiếc xe Audi bọn Diệp Phàm ngồi lại càng phổ thông hơn, chỗ nào cũng thấy. Phía ngoài sớm đã được răng đèn kết hoa, một chiếc đèn lồng lớn đường kính chừng 2 mét khẽ lay động trong gió. Trong ánh đèn mê ảo, vườn Hoàng Thanh được tô điểm, trang trí vô cùng đẹp đẽ, tráng lệ. Quan khách đều là giới máu mặt, nổi tiếng ở Kim Lăng. Củ A khu vườn Hoàng Thanh mang đậm bản sắc Trung Hoa này nghe nói được phục chế lại theo cổng của đại quan viên. Trông nó còn lớn và khí thế hơn cổng của đại quan viên rất nhiều. Một bên cổng có mấy chiếc xe cảnh sát xếp hàng, cách đó không xa có mười mấy viên cảnh sát đứng hai bên có lẽ là để làm bảo vệ. Cửa mở ra có một đám người xếp thành hai hàng, người nào trông cũng chỉnh tề đội kính râm. Hơn nữa những người được chọn cao chừng 1m90. Tất cả đội hình trông đều vừa vặn, cân đối. Hai hàng các cô gái xinh đẹp, niềm nở mặc sườn xám cũng đứng hai bên cửa để đón khách. Trông họ còn niềm nở hơn cả các nữ tiếp viên hàng không. Có tiền có khác, đến vệ sĩ cũng mặc đồ hàng hiệu. Mỗi bộ đó chắc chắn cũng phải vài vạn mới có được. Vương Nhân Bàng cười nói, giơ tay ra chỉ trỏ. Chỉ thiếu mỗi chỗ trên mặt viết thêm mấy chữ ta đây có tiền mà thôi. Vương Long Đông lạnh lùng chua chát nói. Ông ta là ai vậy? Lam Tồn Quân chỉ vào một vị ăn mặc như các thương nhân cổ đại, dưới cằm còn có vài cọng râu. Đó chính là Nam Vân Cương. Ông ta là chủ cũng là trụ cột chính của gia đình Nam Vân ở Kim Căng này. Ông ta là cha của Nam Vân Cáo Hoành người hôm nay sẽ kết hôn. Ông ta tinh thần còn rất minh mẫn, thần thái rất tốt, hai tay ôm quyền chào hỏi theo cách của người trong gia tộc lớn ngày xưa. Còn tên có vẻ mặt lấc cấc đứng bên cạnh chính là Nam Vân Cáo Hoành chú rể của ngày hôm nay. Vương Triều thản nhiên nói. Sao không thấy tân nương Cố Phi Phi cùng ra tiếp khách nhỉ? Phí Nhất Độ thắc mắc gì là phải hỏi thẳng, hắn ta biết Vương Long Đông cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn nhắc đến, bình thường thì rõ ràng là có gì công kỳ Long Đông. Có lẽ là bị nhốt trong phòng, khi nào bái đường mới cho ra. Diệp Phàm nói, mẹ nó, thời đại nào rồi mà còn ép hôn.
Vương Nhân Bàng chửi đồng, Sa Thiên thì như người câm không hé răng lấy nửa lời. Long Đông, đem giấy mời của chúng ta a, chúng ta cũng phải ngẩng mặt mà bước vào chứ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vương Long Đông móc ra tấm thiệp mời khi đó Nam Vân gia đã khiến hắn nhục nhã nhận lấy. Đợi chút đã. Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói của một cô gái. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, hắn ngạc nhiên hỏi. Cô đến đây làm gì? Tôi đến chơi, tiệc cưới vui như vậy, nghe nói là nhân vật số một của Kim Lăng, như vậy sẽ rất thú vị, nhiều người như vậy rất vui. Ha ha! Tuyết Hồng đã trang điểm, mặc bộ áo dài màu đỏ với ý vẻ mặt rất ngây thơ, hôm nay lại buộc tóc nuôi ngựa, đang cười rất đắc ý ở phía sau cách chỗ Diệp Phàm không xa lắm. Con nhà đầu này cứ như thể hôm nay nó sẽ kết hôn vậy. Xem ra các chị em đều đã có tâm lý kết hôn rồi. Mà Tuyết Nha đã âm thầm đứng bên cạnh cô ta, Thiên Thông cũng bước tới, vẻ mặt tất tưởi của anh ta nhìn qua cứ ngỡ là mấy tên đi ăn cỗ chùa. Cái hình tượng ấy chẳng phải sẽ làm mất thể diện của bọn Diệp Phàm ở đó hay sao? Diệp Phàm bất đắc dĩ, cười nhăn nhó nói. Ôi, đừng có gây thêm phiền hà rắc rối cho tôi nhé. Diệp Phàm nói, đôi mắt ưng thần của hắn đã thấy Sa Thiên đang nhìn trộm Tiểu Tuyết. Hắn cười thầm trong bụng. Có lẽ Sa Thiên cũng sẽ bị vướng vào lưới tình thôi. Xem ra, tự cố chỉ kim, chứ tình khó mà tranh được. Gây thêm rắc rối, anh Diệp, anh có ý gì vậy? Thiên Thông tôi đến đây là để làm việc, không lẽ anh không hiểu sao? Nếu bàn về tư cách thì tôi cũng là người của nhà họ Cố ở Kim Lăng này đấy, có người không đáng cả sách dép cho tôi. Thiên Thông bắt đầu khoa trương khoác lác. Sao thế hả Thiên Thông? Có phải ngức ngáy chỗ nào muốn Diệp Phàm lấy máu hộ không? Nhân Bàng cười nói, thả cái lông chân ấy, anh đi mà thử sức với anh ta. Thiên Thông vừa nghe thấy, quay người đi về phía Tuyết Hồng như một phản xạ điều kiện. Lúc đó hắn ta như mới nhớ ra mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Anh trốn gì vậy? Tuyết Hồng bĩu môi nói, cả đoàn người bọn họ cùng đi về phía cổng lớn. Vừa nhìn thấy Vương Long Đông, Nam Vân Cáo Hoành đã sững người lại, bất đắc dĩ hỏi. Sao anh lại tới đây? Anh không ngờ đến có phải không? Vương Long Đông rất bình tĩnh hỏi lại. Có gì mà không ngờ tới? Anh đến lại càng hay. Hôm nay là ngày đại hỷ của tôi và Phi Phi. Thật tuyệt. Trong chốc lát, Nam Vân Cáo Hoành đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Anh ta nhìn Vương Long Đông cười nói với tư thế của kẻ thắng cuộc. Cái này thì chưa chắc đâu. Vương Long Đông lạnh lùng đáp trả. Anh còn muốn đi ngược lại sóng gió sao? Nam Vân Cáo Hoành liếc mắt nhìn bọn Diệp Phàm hết một lượt. Anh ta hỏi với vẻ mặt bỡn cợt và ánh mắt rất khinh thường. Ha ha ha, các anh không đáng là khói, lại càng không thể là sóng. Diệp Phàm đáp chen vào một câu. Anh là ai? Nam Vân Cáo Hoành nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đó là đại ca tôi. Vương Long Đông trả lời, đầu không thèm ngoảnh lại. Không gọi hết tất cả người nhà cùng đến sao? Không sao cả, bao nhiêu người đến cũng không quan trọng. Người nào trông cũng quê mùa cả. Cho dù có mặc đồ hiệu thì cũng chỉ là một lũ cẩu được hóa trang mà thôi. Gà trong ổ thì làm sao mà biết bay được, hay không phải là gà nhỉ? Nam Vân Cáo Hoành nói một cách mỉa mai. Nói đúng lắm, tên đối diện với tôi chính là như thế đó. Vương Long Đông đáp trả ngay một câu, Nam Vân Cáo Hoành trợn mắt nhìn hắn. Anh! Ha ha, nghe nói Cố gia và Nam Vân gia đều là những gia đình quyền thế ở Kim Lăng. Không lẽ đây là phép tắc tiếp đón khách sao? Lại còn gà vịt gì nữa chứ? Không lẽ tân lang của chúng ta sành sỏi về mặt này? Vương Nhân Bàng cũng mỉa mai lên tiếng. Anh ta còn lắc lắc cái đầu tỏ ý tiếc nuối nói. Chăm nghe không bằng một thấy. Thật đáng tiếc. Nhị ca, bọn người này từ xó quê nào chui ra thế? Đúng lúc đó, một người nhìn khá giống với Nam Cân Cáo Hoành từ bên cạnh tiến đến, nhìn về phía Vương Nhân Bàng. Từ xó quê, nói hay lắm, các bậc đại sư đều ở đó cả. Trên đời này người đường như thế thì nhiều lắm, không lẽ đến đạo lý đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Thật đáng tiếc, Lam Tồn Quân nói với vẻ mặt nuối tiếc. Chương 2561, Phô Trương. Cáo Hoành, đừng nhiều lời với bọn họ nữa, bên kia đang có khách quý tới. Cứ để họ vào, bố trí cho một bàn trong góc là được. Nam Vân gia chúng ta sợ gì người đông, có đến đây một làng cũng vẫn đủ cỗ cho ăn. Đừng vì đám nhà quê ấy mà phá vỡ quy tắc. Lúc đó, Nam Vân Cương quay người lại lạnh lùng nói. Khuôn mặt ông ta lộ đầy vẻ khinh bỉ, tất nhiên là ông ta coi đám người Diệp Phàm là bọn ăn mày.
Xin mời. Nam Vân Cáo Hoành đưa tay ra mời. Phía sau tức khắc có người dẫn bọn Diệp Phàm đi vào. Tên này cũng rất nghe lời chủ, tìm đúng một bàn khuất nhất trong góc cho bọn họ ngồi. Đám người Diệp Phàm cũng không hề tức giận, bọn họ thản nhiên ngồi xuống. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau bọn họ phát hiện ra góc tường chỗ họ ngồi có 7-8 tên đeo kín đen đến. Xem điệu bộ thì họ đến để canh chừng bọn Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng sóng khí để quan sát thì phát hiện ra Đơ Ma người này cũng có võ nghệ. Trong số họ hình như còn có cả cao thủ ngũ lục đẳng nữa. Xem ra chúng ta không được chào đón rồi. Phí Nhất Độ cười nói. Khách không mời mà đến thôi. Lam Tồn Quân cười nói. Có cao thủ đó. Diệp Phàm ngầm ám chỉ. Cao thế nào đây? Vương Nhân Bàng cười hỏi lại. Như thế này này. Diệp Phàm giơ tay ra hiệu 5 và 6, mọi người tự hiểu trong số đám người đó có cao thủ ngũ đẳng hoặc lục đẳng. Vẫn còn được, còn vừa sức. Vương Nhân Bàng gật gật đầu. Bây giờ anh ta đã vượt qua cửu đẳng nên không thèm để ý đến bọn cao thủ ngũ lục đẳng gì đó nữa. Một lát sau, Nam Vân Định Chu đang làm chủ tịch tỉnh của một tỉnh nào đó cùng với chủ tịch thành phố Chu Thành Đông dẫn theo vài người An Hem và một vài viên chức chính quyền trong tỉnh xuất hiện ở cửa lớn. Lúc đó, cả hội trường bỗng náo động hẳn lên. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ như sấm dậy. Hôm nay là đại hôn của đứa cháu Nam Vân Cáo Hoành của tôi, mời các vị ngồi xuống. Nam Vân Định Chu bính tĩnh cười rồi chậm rãi nói những lời khách sáo. Ông ta vào cùng với Chu Tinh cùng Nguyệt với vẻ mặt rất đắc ý. Bọn người Diệp Phàm vẫn ngồi đó, không vỗ tay cũng không đứng lên khiến cho Nam Vân Định Chu sững người lại rồi quay lưng đi. Chủ tịch thành phố Kim Lăng là Chu Thành Đông len lén nhìn đám Diệp Phàm, khuôn mặt tuy vẫn ngụy trang bằng vẻ tươi cười nhưng ánh mắt của ông ta đã bị Diệp Phàm bắt gặp. Ánh mắt như ngừng lại sững sờ của Nam Vân Định Chu vẫn bị một vài quan khách lõi đời phát hiện ra. Thế là lúc đó có đến mấy chục cặp mắt len lén nhìn vào đám người kỳ lạ là bọn Diệp Phàm. Điều khiến các quan khách nhíu mày hơn là Tuyết Hồng không thèm để ý đến ai đã đụng đũa trên bàn ăn. Tất cả mọi người ở đó đều hưa ai đụng đũa đụng chén, đợi chủ nhà trước rồi mới bắt đầu. Bọn họ đều là người có quyền thế, chỉ có bàn Diệp Phàm là đã nâng chén. Tất nhiên là bọn họ khiến cho đám quan khách kia khinh thường mà nghĩ bọn họ là đám nhà quê chưa dừng được ăn của ngon vật lạ. Tiệc tựu này được sắp xếp ở đại sảnh của tầng dưới cùng. Ít lâu sau một ông lão tóc đã bạc trắng, mặc bộ quần áo từ thời nhà Thanh, chân đeo giày vải, tay chống trượng. Đi bên cạnh là bà vợ trông không già lắm. Hai người bọn họ bước vào cùng với một đám người tháp tùng. Cụ Nam Vân đến rồi. Lúc đó, người dẫn chương trình trung tuổi cầm micro nói rất lớn, cả đại sảnh lại đứng dậy vỗ tay như sấm. Diệp Phàm lén dùng sóng radar sinh vật để quét xuống. Hắn bất ngờ thu ngay sóng lại vì Nam Vân Tiếu Tiếu nói nhìn về phía bọn hắn, hơn nữa hình như ông ta đang nhìn vào hắn mà cười. Thật lợi hại, hình như là bị ông ta phát hiện ra rồi. Không lẽ võ nghệ của ông ta còn cao hơn mình? Không thể nào, chắc là ảo giác thôi. Diệp Phàm bực bội nghĩ thầm trong lòng. Nam Vân Tiếu Tiếu dừng lại nhìn họ rồi lại thu ngay ánh mắt đó về, chậm rãi bước vào giữa. Hai vợ chồng họ ngồi xuống hai chiếc ghế thái sư. Xin mời tất cả các vị ngồi xuống. Nam Vân Tiếu Tiếu ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống rồi nhìn khắp lượt. Diệp Phàm phát hiện ra, ánh mắt ông ta dừng lại ở phía bàn hắn khá lâu. Hôm nay là ngày đại hôn của cháu ta Nam Vân Cáo Hoành. Nam Vân gia sinh ra và lớn lên đều là người Kim Lăng. Từ thời nhà Đường, tổ tiên ta đã an cư lập nghiệp ở đất Kim Lăng này. Thường ngày được các vị quan tâm nên Nam Vân gia mới được yên ổn. Hôm nay tôi xin được cảm ơn các vị quan khách đã đến đây. Vườn Hoàng Thanh này. Nam Vân Tiếu Tiếu nói chuyện rất hay, rất khí thế, không hề giống người già. Cả đại sảnh lại vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Chưa uống được nửa chén trà, phía bên ngoài lại ồn ào. Một đám người bước vào, đó là cô dâu Cố Phi Phi đầu che lụa đỏ, bên cạnh là một đám các cô nương xinh đẹp mặc sườn xám dìu cô dâu chậm rãi bước vào. Nhìn thấy chưa, không phải là dìu mà là áp tải. Vương Nhân Bàng lạnh lùng cười nhìn Vương Long Đông nói. Đúng thế, có bốn cô nương cũng có võ nghệ bên cạnh nhưng bọn họ che giấu khá tốt. Người bình thường không phát hiện ra dâu. Diệp Phàm cũng lạnh lùng lên tiếng. Phi Phi. Vương Long Đông tức giận định đứng bật dậy nhưng anh ta đã bị Diệp Phàm kéo xuống. Diệp Phàm nói nhỏ. Đừng sốt ruột, đợi trò hay xem đã. Vương Long Đông hậm hực ngồi xuống, hai mắt vẫn bừng bừng tức giận. Lúc đó. Nam Vân Cáo Hoành cười tươi vui vẻ từ trên đại đường bước xuống trước mặt Phi Phi.
anh ta còn biểu diễn theo đúng kiểu của kỵ sĩ người Anh, quỳ nửa gối xuống hôn lên tay Phi Phi. Ai mắt anh ta không nhìn vào Phi Phi mà cố tình liếc sang phía Vương Long Đông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất đắc ý. Cứ cười đi rồi chút nữa mày sẽ phải khóc. Phí Nhất Độ nhìn hắn rồi lạnh lùng lên tiếng. Thưa các vị khách quý, các quý, ông quý, bà, quý cô, quý cậu, phần quan trọng nhất xin được bắt đầu. Nói đến đây người chủ trì ngừng lại nhìn khắp lượt đại sảnh rồi lại lên tiếng. Tân lang, tân nương nhất bái thiên địa. Hay quá, bái đường rồi. Ngay tức thì tiếng hét, tiếng vỗ tay tiếng chân đạp cùng vang lên, cả đại sảnh lại càng náo nhiệt. Nam Vân Cáo hoành chỉnh đốn lại trang phục, tay mang một bó hoa lớn có thắt giải lụa đỏ ở giữa đến trước mặt cô dâu cố Phi Phi. Bái thiên địa thì cũng cần bái đấy, nhưng dừng lại chút đã. Diệp Phàm đột nhiên dùng mê thuật hóa âm để lên tiếng. Giọng hắn tuy nhỏ nhưng hàng trăm khách ở đại sảnh đều nghe thấy rất rõ ràng. Nam Vân Tiếu Tiếu đang ngồi trên ghế thái sư nhìn Diệp Phàm nhưng ông ta vẫn rất điềm tĩnh. Ai đang hét lên vậy? Nhị đệ của Nam Vân Cáo Hoành là Nam Vân Mậu Đức hét lên. Là tôi. Diệp Phàm đứng lên, dẫn theo các huynh đệ ngẩng đầu hiên ngang bước vào giữa đại đường. Hắn đem đến cái cảm giác như là bốn đại tử tù ở Giang Nam vậy. Anh là ai? Nam Vân Mậu Đức quát lớn. Đám người đeo kính đen bên cạnh lặng lẽ bước đến cạnh NH ta. Một áp khí vô hình được hình thành nên giữa hai bên. Không khí xung quanh như cũng toát ra một loại khí tràng. Khiến cho mọi người trong vòng khí tràng này đều có cảm giác nghẹt thở. Các quan khách xung quanh cũng cảm thấy sợ hãi. Có một số người lùi xuống đến chừng 10 mét để quan sát. Còn những người hiếu kỳ khác thì tiến lên để xem. Lúc đó phía bên ngoài đều có cảnh sát, chủ tịch thành phố Kim Lăng và các quan viên khác đều có mặt ở đó. Trong đại hôn lễ của hai gia đình họ Cố và họ Nam Vân vừa giàu có vừa quyền thế như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì bất chắc chứ? Quan khách đều tin rằng chuyện giằng co không thể xảy ra ở đâu được. Đại ca của Vương Long Đông. Diệp Phàm rất bình tĩnh trả lời. Này chàng trai trẻ tuổi, những lời cậu vừa nói có ý gì vậy? Nam Vân Cương đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ chuyện này người nhà Nam Vân phải rõ hơn ai hết chứ? Diệp Phàm nói, mắt liếc sang Cố Thiên Tắc đứng bên cạnh rồi hỏi tiếp. Chuyện này chủ tịch Cố chắc phải rõ chứ nhỉ? Ha ha ha! Cố Tắc Thiên cười rồi hỏi vặn lại. Này chàng trai trẻ tuổi, tôi không hiểu những lời cậu vừa nói là ý gì. Hôm nay là ngày con gái tôi và con trai anh Nam Vân là Nam Vân Cáo Hoành kết hôn. Nếu cậu thấy còn thiếu lời lẽ văn hoa nào thì xin mời cứ nói. Cố gia tuy không phải là gia đình lớn gì nhưng vài nghìn vài trăm thì vẫn có, đúng không nào? Lão già này thật thâm hiểm, ông ta đã hạ nhục bọn Diệp Phàm thành lũ người đi ăn xin. Diệp Phàm tức thầm trong bụng, miệng nói. Nếu chủ tịch Cố và nhà Nam Vân đều không muốn lên tiếng thì xin để cho em tôi là Vương Long Đông kể lại vậy. Vương Long Đông nghe thấy vậy thì đứng dậy, bắt đầu kể. Tôi và Phi Phi quen nhau đã lâu. Chúng tôi tâm đầu ý hợp đã thề non hẹn biển kiếp này sẽ bên nhau mãi mãi. Vương Long Đông vừa nói đến đây thì Nam Vân Cáo Hoành không nhịn được nữa, hét lớn lên. Khốn kiếp, từ mấy năm trước Phi Phi đã là vị hôn thê của tôi rồi. Chuyện này rất nhiều người có thể làm chứng. Hơn nữa Phi Phi một lòng yêu tôi, làm sao cô ấy có thể đi yêu hạng người lưu manh vô lại như anh. Khôi hài. Ha ha, này chàng trai trẻ tuổi, nếu muốn gây lộn thì cậu chọn nhầm chỗ rồi. Cổ Thiên Tắc nghiêm nghị nói. Trước nay tôi chưa bao giờ nghe Phi Phi nhắc đến người nào tên là Vương Long Đông mà cũng chưa từng nghe nói nó có chuyện gì với người này. Trong mắt nó chỉ có một người là Nam Vân Cáo Hoành. Hơn nữa hai đứa chúng nó tâm đầu ý hợp, sớm đã chọn này kết hôn. Chàng trai trẻ tuổi, những lời nói sằng bậy như vậy mà cậu cũng có thể nói ra được thì cậu chọn nhầm chỗ rồi. Đi chỗ khác đi, hy vọng sau này sẽ không gặp lại cậu nữa. Nói đến đây. Cố Thiên Tắc nhìn Cố Dũng rồi nói. Cố Dũng, đi lấy một vạn tệ đưa cho anh chàng Vương Long Đông này. Nếu không đủ thì cho xe đưa bọn họ đi. Xin mời Vương tiên sinh. Cố Dũng đưa tay ra mời. Không ngờ là chủ tịch Cố và Nam Vân Cương lại làm cái chuyện ép mua ép bán này. Thật đáng buồn cười. Vương Nhân Bàng đột nhiên cười lớn. Ép mua ép bán, cậu thanh niên, phải có trách nhiệm với lời nói của mình đó. Nam Vân Cương nghiêm mặt nói. Hắn liếc mắt một cái thì hai tên đeo kính đen bước tới bên cạnh Vương Nhân Bàng. Chương 2562, Gia Quy. Đương nhiên gánh trách nhiệm, thưa các vị hãy xem.
Cô Cổ Phi Phi căn bản là bị ép buộc. Diệp Phàm đột nhiên đưa ngón tay ấn mấy cái. Một luồng nội lực vô hình chạy vào kinh mạch trên người Cổ Phi Phi. Diệp Phàm biết rằng, Cổ Phi Phi là bị Nam Vân gia động chân động tay, thuật điểm huyệt lôi âm cương chỉ này là để ép thần kinh và một số kinh mạch khác. Thế mới khiến cô ta có muốn cử động cũng không cử động được, muốn kêu lên cũng không kêu được. Và lại dưới sự khống chế của mấy cô gái thì thực sự là không thể làm chủ được mình. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa động tay thì giống như điểm huyệt vào chăn bông, không mất sức. Hắn kinh hãi, lập tức dùng lực mạnh hơn, dùng năm thành công lực. Tuy nhiên, vẫn cứ như là đang điểm huyệt vào chăn bông vậy. Dưới con mắt chim ưng, Diệp Phàm phát hiện, dường như quanh người Phi Phi hình thành một màng khí kỳ lạ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Giống như một quả cầu khí trong suốt bao bọc lấy cơ thể của Phi Phi. Mẹ kiếp, có cao thủ bảo vệ. Diệp Phàm thầm chửi một câu liếc nhìn Sa Quân, Sa Quân vừa nhìn đã hiểu Diệp Phàm đang gặp phiền toái lớn. Y cũng đưa tay điểm huyệt cổ Phi Phi, xoay một vòng, hai luồng sức mạnh lập tức truyền đi phân tán một phần sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, rõ ràng không có tác dụng gì. Đối phương quá mạnh, không thể nào đâm phá được khí trường của đối phương. Nếu không thể đâm phá được thì hôm nay Diệp Phàm thực sự là bị mất mặt. Mọi người nhìn thấy không? Phi Phi nhà tôi căn bản không muốn nói chuyện với tên khốn kiếp này. Khốn kiếp, cút đi. Lúc này Nam Vân Cáo Hoành cười ngạo mạn. Cút. Lúc này Cổ Dũng lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Bốp một tiếng sau đó lại tiếp tục. Ở chốn đông người ngươi muốn làm gì? Đại ca của ta là để cho tên ngu xuẩn như ngươi có thể mắng chửi sao? Chính là Phí Nhất Độ ra tay trước, tát cho Cổ Thông một cái rất mạnh, hắn trực tiếp bị văng vào đám người ở đó. Hơn nữa còn liên tiếp va ngã mấy người gọi là mỹ nữ. Hiện trường lập tức đầy những âm thanh vang lên, trong đó cũng có tiếng la hét chói tai của những người đẹp kia. Hừ! Nam Vân Tiếu Tiếu đột nhiên hừ một tiếng, tay khẽ động đậy, Phí Nhất Độ giống như bị người đang biểu diễn ảo thuật nâng lên không trung rồi nắm vào một góc. Diệp Phàm nhìn thấy không ổn, cổ tay cử động, can tương liền từ bên ngoài lồng khí của Cổ Phi Phi xẹt qua. Tuy là không nghe thấy âm thanh bị vỡ của quả cầu khí. Nhưng quả cầu khí của cao thủ bí ẩn kia đã bị phá vỡ. Diệp Phàm không hề do dự liền điểm xuống mấy chục phát, còn Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đã sớm bổ tới để đón lấy Phí Nhất Độ. Tuy nhiên, rõ ràng Nam Vân Thiếu Thiếu muốn lấy lại danh dự. Lại đánh hai cái khiến hai người Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân đập vào nhau lăn xuống đất. Còn thân hình quỷ dị của Phí Nhất Độ đang trên không trung xoay một vòng rồi lùi về phía sau mấy bước ngã đập lên người Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân. Phi Phi, còn không mau chạy đi. Diệp Phàm cố ý dùng hóa âm mê thuật gọi to. Long Đông, anh đến rồi. Cổ Phi Phi lập tức tỉnh dậy, lao bổ đến Vương Long Đông. Phi Phi. Vương Long Đông cũng kích động nước mắt chảy dòng ôm chặt lấy Cổ Phi Phi. Kỳ lạ là nếu dựa vào sự lợi hại như vậy của Nam Vân Tiếu Tiếu thì hoàn toàn có thể khiến cho hai người này không ôm được nhau. Điều này khiến Diệp Phàm nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Tuy nhiên. Bên này ba người Phí Nhất Độ, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cuối đã đập vào nhau, lập tức va đập làm gãy mấy cái bàn. Dưới đất càng trở nên hỗn độn, còn trên người ba người lại bốc lên mùi vị của những món ăn. Diệp Phàm cũng không kịp nữa, vừa rồi tuy là đã cách âm đánh qua rồi, tuy nhiên lại bị nội công thâm hậu của Nam Vân Tiếu Tiếu ngăn lại. Chỉ có thể trông mắt đứng nhìn ba người họ va đập vào nhau. Ba người không sao chứ? Diệp Phàm chạy đến nâng bọn họ dậy hỏi. Làm đi. Lúc này phát hiện có mấy người đang tiến tới gần Vương Long Đông và Cổ Phi Phi, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân nổi giận xuất quyền lao tới. Người bên kia cũng chống đỡ lại, đám tay chân đeo kính đen ra tay, lập tức hiện trường diễn ra một trận chiến hỗn loạn. Hơn chục cao thủ đeo kính đánh với người của Diệp Phàm. Khách mời la hét sợ hãi chạy đến nấp ở chân tường phía đối diện. Tuy nhiên, ai cũng rướn cổ xem mà không muốn rời khỏi. Dừng tay. Lúc này hơn chục viên cảnh sát đã xông vào. Đây là đại đường hôn lễ của Nam Vân gia tôi, các anh ra ngoài. Chúng tôi đang biểu diễn quốc thuật của Trung Quốc chúng tôi. Vốn là muốn mời cao thủ của Thiếu Lâm tự đến, nhưng đầu bọn họ quá chọc không trang nghiêm lắm, cho nên mời người khác. Rất náo nhiệt, ra ngoài đi. Nam Vân Thiếu Thiếu đột nhiên hét lên rất to. Đám cảnh sát nhìn chủ tịch thành phố Kim Lăng Chu Thành Đông, thấy ông ta khẽ gật đầu tất cả liền rút ra ngoài. Bảo bọn họ ra sau núi. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Diệp Phàm theo hướng giọng nói phát ra muốn tìm người đó, tuy nhiên, dù có đôi mắt chim ưng cũng khó nhìn thấy được. Diệp Phàm liền tròn mắt,
thầm nghĩ sao lại gặp phải một cao thủ thế này chứ, hôm nay có thể sẽ có nguy hiểm. Chàng thanh niên, muốn giải quyết thì ra phía sau. Nam Vân đột nhiên nói, khoát tay ra hiệu cho tất cả dừng lại. Được. Diệp Phàm cũng gật đầu, bởi vì hiện trường cũng đã bị phá tương đối rồi. Nếu lại phá nữa thì có thể đối phương sẽ gọi cảnh sát thật. Hôm nay cũng sẽ mất thể diện của hai nhà cổ Nam, thực sự khi dép người đến mức cùng đường thì mọi việc sẽ khó mà giải quyết được. Một đám người chạy thẳng ra phía sau núi. Phía sau của Hoàng Thanh Viên này có một triền núi, trên đó còn có hơn chục cây trăm năm tuổi. Môi trường rất tốt, đánh cho tàn phế rồi vứt ra ngoài. Không ngờ vừa chạy vào đến rừng cây, nét mặt thân thiện của Nam Vân Tiếu Tiếu đột nhiên đanh lại, trong nháy mắt biến thành một người truyền mệnh lệnh xuống dưới. Lập tức, hơn chục tên đeo kính đen xông ra, tất cả đều cầm gậy gộc hung hăng lao về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu rằng, đám người đeo kính đen này có lẽ là đệ tử của Nam Vân gia. Thân thủ của mỗi tên đều là khoảng nhị đẳng, đương nhiên, ngũ, lục đẳng cũng có. Có hiệu lệnh của lão gia Nam Vân Tiếu Tiếu phát ra, bọn chúng căn bản đều không cần biết đám người Diệp Phàm là thế nào mà cứ thế hung hãn ra tay. Hay lắm, đánh đi, đánh hay lắm. Tuyết Hồng đang đứng bên cạnh xem, vừa xem đánh nhau vừa vỗ tay hò hét. Còn vệ sĩ của cô ta Tuyết Nha lại đứng bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, có hai tên đeo kính dâm đuôi mù một gậy hướng về phía Tuyết Hồng. Bốp, bốp hai tiếng. Hai tên này lập tức biểu diễn động tác chó gặm bùn. Tức là miệng của chúng cắm vào vũng bùn cách đó mấy chục mét không thể đứng lên được nữa. Con bé kia là một cao thủ, đến thêm vài người nữa đi. Có người hét lên, cổ dũng cũng bảy, tám người bao vây lấy Tuyết Hồng và Tuyết Nha. Đánh đi, đánh đi. Tuyết Hồng vung tay đánh thẳng vào đám người đó. Hiện trường lập tức biến thành một trận hỗn chiến. Hai người Diệp Phàm và Sa Thiên lại lạnh lùng chằm chằm nhìn Nam Vân Tiếu Tiếu, lão già này vẫn thản nhiên ngồi trên ghế thái sư. Hơn nữa một nữ đệ tử bên cạnh còn cung kính đưa lên một tẩu hút thuốc phiện, giống như chiếc tẩu thuốc của Kỷ Hiểu Lam trên truyền hình. Tuy nhiên chiếc tẩu thuốc này hình như được làm từ thúy trúc, xanh mướt, hơn nữa bề mặt không hề có một vết gì khác, cũng không hiểu ở đâu lại có loại trúc này. Lão già rít vào rồi nhả khói ra. Ba người Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân và Phí Nhất Độ dốc hết sức đánh tới, những tên đệ tử nhị đẳng của Nam Vân gia mỗi tên chỉ một đấm là có thể giải quyết xong. Không lâu sau, chúng đều đã ngã xuống đất, ôm chân, xoa bụng. Tuy nhiên, không có tên nào kêu đau. Xem ra về mặt kỷ luật của Nam Vân gia đã rèn rất tốt. Ngay cả đau cũng không cho người ta kêu, người của gia tộc như thế này đều rất kiên cường, đúng là một cục xương khó gặp. Hừ, một đám tôm tép mà cũng đánh đấm cái gì. Lúc này Nam Vân Cương chủ nhân hiện tại của Nam Vân gia đã ra tay. Một quyền đánh ra, bốp, bốp, bốp. Ba người Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa thì ngã như chó gặm bùn. Ba người xoay người cùng đánh Nam Vân Cương. Diệp Phàm quan sát một chút, có lẽ thân thủ Nam Vân Cương đã đạt được mức cao nhất của cửu đẳng, cao hơn ba người Vương Nhân Bàng. Hơn nữa còn chiếm ưu thế tương đối lớn, bởi vì trong ba người thì Vương Nhân Bàng là cửu đẳng, còn Lam Tồn Quan mới bát đẳng, Phí Nhất Độ thì chưa qua lục đẳng, kém xa. Tuy nhiên, tạm thời vẫn có thể đấu một trận. Còn Tuyết Nha chỉ bảo vệ Tuyết Hồng. Những việc khác cô ta căn bản không quan tâm. Có hai tên ngũ đẳng định đánh trộm, kết quả là bị cô ta đạp cho mấy cái người đập vào thân cây rơi xuống bất tỉnh, sau đó không còn tên nào dám tìm vận đen ở cô ta nữa. Cô ta rất thoải mái đứng nhìn mọi người đánh nhau. Về phần thiên thông, mỗi một quyền của hắn đâm ra thì có thể hạ gục mấy tên kính đen. Hắn đánh rất hứng khởi, vừa la hét vừa vung tay vung chân đấm đá rất thoải mái. Gã trai trẻ. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể bước ra khỏi Hoàng Thanh Viên này thì ngươi có thể dẫn Phi Phi theo. Tuyệt đối không có người nào của Nam Vân gia ngăn cản ngươi. Lúc này, Nam Vân Tiếu Tiếu gõ gõ cái tẩu thuốc, ánh mắt lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Dường như đây là việc căn bản không thể xảy ra. Hôm nay không dẫn đi không được. Diệp Phàm thể hiện thái độ kiên quyết, liếc nhìn mọi người nói. Tuy nhiên, tôi thực sự không ngờ. Xem tình hình thực lực của Nam Vân gia không đơn giản. Có lẽ lịch sử của gia tộc này cũng phải hơn nghìn năm rồi. Như thế cũng là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời rồi, sao lại có thể làm ra cái việc điểm huyệt ép hôn như thế? Nếu truyền ra ngoài, thế chẳng phải là làm mất mặt giới quốc thuật Trung Quốc chúng ta hay sao? Dừng lại! Nam Vân Tiếu Tiếu đột nhiên đanh mặt lại hét lên, lập tức như một tiếng sấm vang lên trong đầu mọi người. Rất lợi hại, có lẽ còn đáng sợ hơn cả hóa âm mê thuật của ta.
Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Lập tức tất cả đều dừng lại. Vân Cương, việc này là do ai làm? Nam Vân Thiếu Thiếu đanh mặt hỏi. Việc này con cũng không rõ lắm, hôm nay cũng mới biết, là Cáo Hoành hồ đồ. Tuy nhiên, nếu không phải gã thanh niên kia càn quấy trở thành người thứ ba nhúng tay vào thì hôm nay căn bản không xảy ra chuyện này. Nam Vân Cương dường như có chút sợ hãi, hai chân đứng nghiêm, lưng hơi cong vẻ cung kính trả lời. Xem ra, Nam Vân Tiếu Tiếu chính là quyền uy của Nam Vân gia. Không hỏi ngươi nhiều như thế. Bốp một tiếng, Nam Vân Cương liền bị Nam Vân Tiếu Tiếu tát một cái, người lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Một chút máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Sau đó, Nam Vân Tiếu Tiếu nói với Nam Vân Cáo Hoành. Nói, ai làm? Ông nội, việc này, cháu biết lỗi rồi. Nam Vân Cáo Hoành liền sợ hãi sắc mặt tái nhợt, chân mềm ra quỳ xuống, miệng liên tục nhận lỗi. Chương 2563, đờm cũng có thể đả thương người khác. Ông nội, cháu không nhút nổi cục tức này. Trước kia khi tên này chưa xuất hiện cháu và Phi Phi rất tốt. Bọn cháu quen nhau, tâm đầu ý hợp từ bé. Tên này chính là muốn chọc gậy bánh xe, hắn đã lừa Phi Phi. Hắn có thể cho Phi Phi cái gì, một cán bộ quèn của nhà nước, tiền lương một tháng không đến 2.000 đồng, có thể nuôi được Phi Phi sao? Phi Phi sẽ sống cuộc sống như thế nào, cô ấy nhất thời hồ đồ, cháu phải cho cô ấy hạnh phúc. Không thể để cô ấy bị tên này mê hoặc mà hối hận cả đời. Nam Vân Cáo Hoành chỉ Vương Long Đông trừng mắt hét lên. Lại là một tiếng bốp. Nam Vân Cáo Hoành cũng bị Nam Vân Thiếu Thiếu tát cho một cái. Diệp Phàm nhìn rõ Nam Vân Cao Hoành đã rơi hai cái răng xuống đất. Diệp Phàm trong lòng không khỏi ớn lạnh, Nam Vân Thiếu Thiếu ra pháp nghiêm khắc, có lẽ việc sau đây mình sẽ khó giải quyết. Loại người này, trị ra xong nhất định sẽ nghiêm trị đối phương. Đã có thể ra tay độc ác với người của mình, lẽ nào còn có thể đối xử tử tế với kẻ thù. Sau này phải nhớ. Nam Vân gia đội trời đạp đất ở Kim Lăng đã hơn 1.000 năm rồi. Con gái nào mà chưa thấy qua, con gái nào mà không muốn vào cửa chính của Nam Vân gia. Như thế chỉ có thể nói bọn họ đã mở mắt, Nam Vân gia chúng ta muốn đều phải cưới một cách quang minh chính đại, hôm nay coi như trừng phạt nhẹ đối với các ngươi. Lần sau phải nhớ cho ta, gia phong của Nam Vân gia không phải chỉ là viết trên giấy tờ, mà phải nhớ rõ ở trong đầu. Nam Vân Tiếu Tiếu đứng dậy nghiêm khắc giáo huấn quát nạt một trận sau đó đột nhiên hai tay giang ra. Diệp Phàm cảm thấy một luồng sức mạnh lớn truyền đến, cơ thể vô định bay về phía Nam Vân Tiếu Tiếu. Hắn vội vàng muốn giữ vững cơ thể lại, nhưng cơ thể vẫn cứ di chuyển, chỉ là chậm lại một chút mà thôi. Sa Thiên nhìn thấy vội vàng dùng hoan hỉ Phật điệp khiêu của y bay lên không trung, hai tay hướng vào Nam Vân Tiếu Tiếu bổ tới. Hai luồng nội công như hai cây phong đao sắc bén bổ tới Nam Vân Tiếu Tiếu. Hôm nay, Nam Vân Tiếu Tiếu ta phải cho các người thấy. Hoàng Thanh Viên dễ vào không dễ ra, hễ là đối thủ của Nam Vân gia chúng ta, kết cục phải tàn phế. Chàng thanh niên, ta sẽ không cần mạng của các người. Tuy nhiên, sau này các người sẽ sống phần đời còn lại ở trên giường. Đây chính là kết cục của kẻ đến gây phiền toái cho Nam Vân gia. Về việc của Phi Phi Nam Vân gia làm sai. Nhưng cũng không đến lượt đám thanh niên các người đến chỉ trích. Đến đi, hôm nay hãy lấy dốc toàn lực của các người ra. Nếu không, các người sẽ phải nằm cáng đi về đấy. Sắc mặt của Nam Vân Tiếu Tiếu lạnh như băng, lúc này đột nhiên giống như biến thành một ác ma tàn khốc. Chỉ thấy lão vừa nói xong, một phá thiên quyền hướng vào không trung đánh ra. Bốp, bốp một tiếng, Sa Thiên và cả đôi cánh đã bị một cú đấm của Nam Vân Tiếu Tiếu bắn thẳng lên trời. Đó đương nhiên không phải do Sa Thiên tự bay, mà là phải lui bước. Đến khi bay cao lên khoảng 50-60 mét phía dưới lại có một luồng sức mạnh xé tới. Sa Thiên giống như bị trúng bom rơi thẳng xuống đất. Diệp Phàm lo lắng không xong rồi, cố gắng lao đến đón lấy Sa Thiên. Tuy nhiên, Nam Thiên Tiếu Tiếu dùng một tay kia của lão ngăn không cho Diệp Phàm vào. Bỏ ra! Diệp Phàm hét lên một tiếng, hơn chục cây phi đao quăng ra. Cái này không là gì đâu chàng trai trẻ. Nam Vân Tiếu Tiếu thản nhiên cười xoay bàn tay, tất cả hơn chục cây phi đao đã nằm trong tay lão. Lão gì còn cố ý nhìn và nắm bàn tay xoa xoa một chút. Liễu Diệp phi đao là hợp kim cứng hơn những kim loại cứng nhất nào khác sớm đã biến thành một đống bụi. Bởi vì Liễu Diệp phi đao được đặc chế từ một loại xương đặc biệt, vì thế Nam Vân Tiếu Tiếu mở miệng thổi một cái, nắm bụi xương đó liền bay mất. Một hồi chuông vang lên. Một sợi dây nhỏ bay về phía Sa Thiên.
trong phút chốc chụp lấy đôi cánh giả của Sa Thiên. Đương nhiên đó là Tuyết Nha đã ra tay. Ngươi là người của Tuyết gia sao? Nam Vân Tiếu Tiếu lạnh lùng liếc nhìn Tuyết Nha, tuy nhiên tay vẫn không dừng lại. Một luồng sức mạnh nhẹ nhàng truyền tới, khi vừa xé tới Tuyết Nha và Sa Thiên cùng bị đánh văng đi rất xa. Mấy người Vương Nhân Bàng, Lam Tổn Quân và Thiên Thông muốn lao tới cứu người. Nhưng rõ ràng Nam Vân Tiếu Tiếu ra tay ngăn cản không để cho họ làm được. Tuyết Di, Tuyết Hồng vừa nhìn vội vàng lao đến muốn tìm người. Hừ, ba người một lúc càng tốt. Nam Vân Tiếu Tiếu nghiêm mặt ra cuộn tay lại, không khí đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, giống như rồng cuốn cuốn lấy Tuyết Hồng ném vào thân cây. Người dám làm bị thương tiểu thư nhà ta Tuyết gia sẽ tiêu diệt Kim Lăng Nam Vân gia các ngươi. Nhìn thấy Tuyết Hồng sắp bị đập vào cây, Tuyết Nha đang bị quấn vào Sa Thiên ở trên không trung không có cách nào cứu Tuyết Hồng được, chỉ biết cố gắng giãy giụa hét lên. Tuyết gia thì làm gì, lão phu Nam Vân Tiếu Tiếu bất cứ lúc nào cũng chờ sự chỉ giáo của Tuyết Thanh Hồng. Nam Vân Tiếu Tiếu căn bản không nể mặt, đến cả tên Tuyết Thanh Hồng mẹ của Tuyết Hồng cũng gọi ra. Xem ra, Nam Vân gia nắm rất kỹ tin tức và cũng rất hiểu những động thái của giới quốc thuật. Ầm một tiếng, Tuyết Hồng bị trưởng lực của Nam Vân Tiếu Tiếu cuốn bay đập và mắc lên cành cây. Dường như cơ thể đã bị thương nặng, bộ dạng không rõ sống chết ra sao. Lão bệnh phu, ta liều mạng với ông. Tuyết Nha ở trên không đột nhiên ra tay một cách kỳ lạ, một viên trân châu màu đỏ bay về phía Nam Vân Tiếu Tiếu. Tuyết Hồng, ta đến đây. Diệp Phàm trong lòng đau xót, cảm thấy rất có lỗi với các anh, em. Hai tay hắn múa lên cuồng loạn, mấy chục cây phi đao liền bay ra. Tuy nhiên vẫn không có tác dụng gì, ngay cả can tương được giấu trong những cây phi đao ấy cũng đều bị một sức mạnh vô hình ngăn lại. Căn bản không thể tiếp cận được Nam Vân Tiếu Tiếu. Cách lão khoảng 1 mét là dùng lại rồi, toàn bộ nội công của Diệp Phàm đều không mang lại hiệu quả. Việc này đương nhiên là bởi vì nội công kém xa Nam Vân Tiếu Tiếu. Đây chính là thực lực là nền tảng cơ bản. Nền tảng không tốt thì phần mềm có mạnh cũng không ra gì. Những cây đao nhỏ này cũng không tồi, kỹ thuật phi đao cũng không tồi. Vừa khéo có thể cho Cương Nhi dùng. Nam Vân Tiếu Tiếu cười lạnh lùng. Tay vung ra một cái thì can tương đã nằm trong tay lão. Thuận thế lão day day can tương trong tay, Diệp Phàm chợt có cảm giác tim mình đang bị người ta bóp nghẹt. Vật yêu quý của mình đã bị người khác phá hoại. Kỳ thực, việc sử dụng lâu dài như thanh kiếm này đương nhiên đã khiến cho Diệp Phàm có cảm giác như vậy. Toạc! Đúng lúc này, một tiếng vải bị xé rách truyền đến. Giỏi lắm, vẫn còn có thủ đoạn. Sắc mặt Nam Vân Tiếu Tiếu chợt trở nên biến sắc. Bởi vì áo choàng trên người lão đã bị lạc bảo kim tiền của Diệp Phàm chém rách một lỗ dài 10 mấy cm. Có lẽ là vừa rồi trong lúc lơ là mất cảnh giác đã để cho lạc bảo kim tiền thay đổi phương hướng một cách kỳ dị chui được vào chỗ trống. Xẹt một tiếng rất lạ, Nam Vân Tiếu Tiếu phẫn nộ. Lập tức dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm sợ hãi phát hiện nội lực đáng sợ của Nam Vân Tiếu Tiếu đã biến thành một sợi dây xích sắt trong suốt đang như một con rắn bay đến quấn lấy mình. Diệp Phàm vội vàng mở rộng vai, hai tay vẽ lên một trận thái cực. Trong nháy mắt, không khí xung quanh cùng với hơi nước cuộn lên, giống như lúc trời sắp mưa. Nam Vân Tiếu Tiếu vốn mắt một mí đột nhiên trợn to mắt, dường như lão cảm thấy có gì đó ngoài dự liệu chằm chằm nhìn Diệp Phàm. Sợi dây xích nội công trong suốt đã dừng lại ở không trung. Dường như lão muốn xem Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng lúc này, độ ẩm quanh người Diệp Phàm càng ngày càng lớn. Mắt thường không thể nhìn thấy được gì. Còn đám đệ tử của Nam Vân gia đều sợ hãi, có người hét lên. Quái lạ, lẽ nào là mưa nhân tạo? Quái lạ, người xem, dường như xung quanh tên tiểu tử đó mới mưa. Ở chỗ chúng ta không mưa, thật là kỳ lạ, việc này là sao vậy? Một tên đệ tử cũng sợ hãi kêu lên. Một chút thủy công mà thôi, tiểu tử, hôm nay ta phải cho ngươi thấy rõ cái gì gọi là thủy công. Cái gì gọi là thủy công chính tông? Múa rìu qua mắt thợ, nực cười. Nam Vân Tiếu Tiếu hừ một tiếng lạnh lùng, tuy âm thanh phát ra nhỏ nhưng đám đệ tử đều nghe thấy hết. Nam Vân Tiếu Tiếu vừa nói xong, sợi xích nội công liền tản ra. Không lâu sau một luồng nội công trào lên vừa cuộn vừa xoay trong không khí. Lập tức, xung quanh đột nhiên nổi lên hơn chục cột lốc xoáy. Đám đệ tử cách Nam Vân Tiếu Tiếu cả 100 mét cũng đều có thể cảm thấy được hàn khí của luồng nội công đó quét qua mặt. Độ ẩm không khí càng ngày càng lớn, không lâu sau, trước mặt Nam Vân Tiếu Tiếu đã có mưa. Hạt mưa to như hạt đậu, lợi hại hơn rất nhiều so với cơn mưa Diệp Phàm tạo ra.
Không lâu sau đó, chỉ nhìn thấy Nam Vân Tiếu Tiếu tay xuất một chiêu vào trong cơn mưa. Trong nháy mắt, những hạt mưa trong bán kính hơn chục mét liền ngưng tụ lại với nhau. Một quả bóng nước kỳ lạ màu xanh to như quả bóng chuyền xuất hiện trên không trung. Ông nội thật lợi hại, đã có thể cách không sinh nước, ngưng khí thành quả bóng. Có người tỏ ra khâm phục nói, đương nhiên cũng là nịnh hót mà thôi. Còn của cầu nước của Diệp Phàm lại là trong suốt, không lâu sau, một đốm lửa xuất hiện. Quả cầu nước cũng lóe lên, chỉ có điều là mang một chút màu hồng nhạt. Tên tiểu tử kia cũng biết cái này, tuy nhiên, quả cầu quá nhỏ, chỉ to bằng quả bóng bàn, có là cái rắm gì chứ? Một tên đeo kính râm kéo dài giọng ra nói, lập tức một trận cười vang lên. Quả cầu tuy nhỏ cũng có thể nổ chết ngươi. Vương Nhân Bàng cười nói. Quả cầu nhỏ của Diệp Phàm bị quả cầu màu xanh của Nam Vân Tiếu Tiếu bao vây. Diệp Phàm dốc toàn lực muốn khống chế không để quả cầu nước bị nổ. Tuy nhiên, rõ ràng là không có hiệu quả, cũng không hiểu Nam Vân Tiếu Tiếu dùng cách gì đã khóa chặt quả cầu nước của Diệp Phàm vào bên trong quả cầu nước màu xanh. Diệp Phàm cảm thấy dường như cơ thể mình bị con chăn lớn cuốn chặt lấy. Quả cầu nước màu xanh từ từ nhỏ lại, cùng với đó mặt của Diệp Phàm cũng đỏ bừng lên. Cảm giác càng ngày càng khó thở, bởi vì quả cầu hồng nhạt được liên kết với khí lực trong cơ thể Diệp Phàm. Quả cầu nước bị Nam Vân Tiếu Tiếu khống chế cũng coi như khống chế cơ thể Diệp Phàm. Chỉ thứ đồ chơi nhỏ này, ha ha, không là gì cả chàng thanh niên à. Nam Vân Tiếu Tiếu thể hiện một tư thế của kẻ chiến thắng, liếc nhìn mọi người và nhếch miệng cười, lão tỏ ra đắc ý. Sau đó, nét mặt lão đanh lại, tay vừa cử động, quả cầu nước màu xanh càng thít lại chặt hơn. Bùm! Sau khi nín thở một hơi Diệp Phàm mở miệng, độc trong đan điền đột nhiên phun ra một viên đạn màu đen bay thẳng đến chỗ của Nam Vân Tiếu Tiếu. Hừ, đờm cũng có thể làm bị thương đối thủ sao? Chàng thanh niên, ngươi chưa đạt đến trình độ đó đâu. Nam Vân Tiếu Tiếu đưa ngón tay ra vẽ phức qua hướng bay của viên đạn đen. Chương 2564, cứu tinh đến. Bằng, viên đạn đen đã nổ. Lập tức một màn xương đen lớn bốc lên. Tiểu tử, ngươi dám phóng độc. Xương hết, tuy nhiên nhìn người rất thảm hại, tóc rối tung lên như tổ chim, hơn nữa vì phòng độc. Lão phải dùng đến nội công thuần khiết nhất, nội công này lại được tiềm ẩn trong tim. Chính là nơi tinh hoa của cơ thể con người, gần giống như máu. Thứ này một khi bị mất thì khó bổ sung lại được. Chỉ có thể trải qua khổ luyện mới gia tăng được, không giống với nội công. Tuy nhiên, vẫn bị dính một chút trên mặt, má trái bị xương độc làm sưng lên một cục mủ, to bằng chiếc bánh bao vượng tử nhỏ. Diệp Phàm quyết không nương tay. Thừa cơ Nam Vân Tiếu Tiếu vừa ló đầu ra khỏi đám xương độc đã làm cho quả cầu nước to bằng quả bóng bàn nổ trúng lão. Bùm một tiếng, Nam Vân Tiếu Tiếu đã bị quả cầu nước nổ khiến lão bay lên không rồi rơi xuống đất cách đó mấy chục mét. Hơn nữa lại rơi thẳng vào hố bùn, toàn thân dính đầy bùn. Còn Diệp Phàm vì dùng lực quá sức, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Cha! Nam Vân Cương nhìn thấy liền lao tới. Lùi sang một bên. Nam Vân Tiếu Tiếu tức giận. Loáng một cái cơ thể đã đến trước mặt Diệp Phàm, tung một cước đá vào chân Diệp Phàm. Lần này hai bên đánh giáp lá cà, chỉ trong mấy phút đã liên tiếp đọ mấy chục cú đấm. Cuối cùng một tiếng pâng, Diệp Phàm bị Nam Vân Tiếu Tiếu đạp bay đi mấy chục mét, đập thẳng vào thân cây. Quần áo của hắn cũng bị rách hết, nhìn cũng thảm hại không kém gì Nam Vân Tiếu Tiếu. Cha, hãy lui lại trị thương, nếu không thì phiền đấy, loại độc này rất lợi hại. Đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói rất vang. Giọng nói phát ra là nữ giới, Diệp Phàm vội vàng xoay người thi triển mắt chim ưng tìm kiếm. Hừ, người phụ nữ này lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy mắt bị đau dữ dội, người choáng váng đang muốn thoát ra, tuy nhiên đã muộn rồi. Một luồng sức mạnh hất tung Diệp Phàm lên không trung, luồng sức mạnh này giống như đang làm xiếc với khỉ, cứ lắc lư lung tung ở trên không. Còn Diệp Phàm cũng theo luồng sức mạnh đó mà cứ bị tung lên lộn xuống trên không trung. Nam Vân Tiếu Tiếu thì được người đỡ lui về phía sau trị thương, còn đám người Sa Thiên thì vội vàng lao tới muốn cùng chống lại luồng sức mạnh kỳ lạ không biết đến từ đâu kia. Liên tiếp một loạt tiếng nổ vang lên, Vương Nhân Bang, Lam Tồn Quân, Sa Thiên và cả Tuyết Nha cũng đều bị luồng sức mạnh kia đánh bay đi mấy chục mét, xếp chồng chất lên nhau. Mọi người đều khiếp sợ nhìn lên khoảng không gian trống rỗng. Toàn thân dường như đều sắp gãy ra, muốn bỏ lên cũng không bỏ được. Luồng sức mạnh kia trêu đùa Diệp Phàm, hắn bị xoay tròn trên không cũng sắp không xong rồi. Mũi, tai,
miệng đều luồng áp lực quỷ dị đó làm cho chảy máu. Diệp Phàm hiểu rằng, người này muốn mình sống để hành hạ mình ở trên không. Có lẽ xương cốt cũng sẽ bị cô ta bẻ gãy. Đây là một cách gây nên cái chết tàn nhẫn nhất đối với cơ thể con người. Diệp Phàm muốn dùng sức lực cuối cùng để chống lại, nhưng, giống như sức nặng của núi Thái Sơn, sự cố gắng của Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói là sự vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Tiếp theo, người này có vẻ như chơi chán rồi. Diệp Phàm bị đánh rất mạnh bay đập vào thân cây. Người này chưa muốn giết ngay Diệp Phàm, chỉ là việc va đập vào thân cây đã khiến cho toàn thân Diệp Phàm đều đã nhuộm màu máu đỏ. Không được làm tổn thương anh ta. Tuyết Hồng sống chết lao bổ đến nhảy lên định ôm lấy Diệp Phàm. Tiểu nha đầu, không ở trường học mà đến đây làm gì? Nếu đã thích anh của ngươi rồi thì các ngươi hãy làm thành một đôi đi. Người con gái kia lạnh lùng hừ một tiếng, một luồng sức mạnh truyền đến đánh Tuyết Hồng đập lên người Diệp Phàm. Tuyết Hồng lúc này như giống như một quả đạn pháo, nếu đập trúng người Diệp Phàm thì có lẽ cả hai người sẽ không xong. Không được làm bị thương anh của ta. Tuyết Hồng đang bay trên không vẫn tiếp tục hét lên, tỏ ra rất phẫn nộ, sống chết dẫy dụa muốn thoát khỏi luồng sức mạnh đó. Tuy nhiên, giống như châu chấu đá xe, không hề có chút hiệu quả nào hết. Em gái, em mau chạy đi. Diệp Phàm hét lên, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Xung quanh hơn chục mét đều nhuốm màu đỏ. Anh, nếu anh chết em sẽ tiêu diệt Nam Vân gia. Tuyết Hồng hét lên. Thế thì ngươi chết trước đi, tiểu nha đầu giọng điệu không hề nhỏ. Ngươi muốn tiêu diệt Nam Vân gia chúng ta vẫn còn chưa ra đời. Dựa vào ngươi, một tiểu nha đầu sao? Người kia tỏ ra giận dữ, Tuyết Hồng bị đánh đập vào một cây cổ thụ cách đó rất xa. Không được làm bị thương em ta. Mắt Diệp Phàm đỏ lên, cố gắng ép một ngụm đờm độc cuối cùng phun ra nổ bừa trong không trung. Bởi vì không nhìn thấy người kia, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cho nổ tung sự trói buộc bởi sức mạnh của người hung hãn kia mà thôi. Nha đầu, khẩu khí lớn lắm. Tuy nhiên, tiểu công chúa của Tuyết gia nhà ta cũng không phải để ngươi có thể bắt nạt. Để ta tát vỡ mồm. Đột nhiên một giọng nói lạ thản nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một bóng áo trắng dường như đã bị một cái gì đó đánh bay ra từ trong rừng cây. Bốp một tiếng. Bóng áo trắng đó bị. Thiên mi. Nam Vân Cương gọi thảm thiết một tiếng rồi lao đến. Chưa đến lượt ngươi. Lại bốp một tiếng, Nam Vân Cương cũng bị một cái tát mạnh, miệng liền sưng lên giống như mõm heo rồi đập xuống hố cỏ bên cạnh người mặc áo trắng gọi là Thiên mi kia. Nhà đầu, ta đã chút giận cho con rồi. Giọng nói đó lại vang lên, mấy chục tiếng bốp vang lên, người của Nam Vân gia đều bị đánh ngã xuống đất. Lúc này trên mặt đất đã không còn người nào đứng được nữa. Bởi vì bên này Diệp Phàm cũng đã vật người mặc áo trắng gọi là Thiên mi kia nằm dưới đất. Nhìn qua mấy chục người đang nằm dưới đất, hiện trường không thể không nói là rất hùng tráng. Còn Tuyết Hồng cũng đã nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhà đầu, cũng không tồi, đã đạt được ngũ đẳng rồi. Ai? Tặng ngươi 10 năm công lực để giúp ngươi đạt được khởi nguồn của lục đẳng, ngươi học cho tốt nhé. Người này vừa dứt lời thì toàn thân Tuyết Hồng run lên. Tiền bối, 10 năm công lực hãy tặng cho Diệp Phàm anh tôi đi. Tuyết Hồng vội vàng nói. Nhà đầu ngươi thật là, tiểu tử kia rất là trang hoa ngươi còn nghĩ cho hắn. Tuy nhiên, cho hắn cũng không có tác dụng. Người kia trách móc, sau đó Tuyết Hồng lại run lên, hơn chục phút sau Tuyết Hồng hồi phục lại bình thường. Nhưng nhìn thần thái thì đã có sự khác biệt lớn. Người nào mà lại lợi hại như thế, mẹ ơi, nói làm cho người ta đột phá là đột phá ngay. Sao ông đây không có được vận may như thế? Cho ông đây đột phá lên thập nhị đẳng thì tốt rồi, tiếc thật. Thiên Thông lẩm bẩm có chút bất mãn. Tát vào miệng. Bốp một tiếng, Thiên Thông bị người đó tát cho một cái. Sao lại đánh tôi? Thiên Thông xoa lên chỗ bị sưng rất to trên mặt mình tức giận hỏi. Hừ. Quy định của Tuyết gia quên rồi sao? Còn ông này ông nọ, ngươi là ông của ai? Ta cho ngươi một cái tát cũng là nhẹ rồi. Nếu không có bẻ gãy xương của ngươi cũng không phải quá đáng. Quay về nói với Thanh Hồng một tiếng, bảo cô ta quan tâm đến ngươi một tháng ta sẽ trừng phạt. Giọng nói đó lại vang lên. Nhưng tôi không biết phải xưng hô thế nào với tiền bối. Thiên Thông lập tức cung kính, y còn thể hiện vẻ mặt rất oan ức. Thanh Tuyết sẽ biết. Người đó hừ một tiếng rồi không nghe thấy gì nữa. Tiền bối, tôi muốn gặp người để cảm ơn, người đã đối với Tuyết Hồng thật là tốt. Tuyết Hồng nhảy lên gọi, hướng về bốn phía xung quanh nói. Ha ha, nhà đầu, ta thương ngươi. Người kia nói, sau đó lại nói tiếp.
Nam Vân gia nghe ta nói đây, trả tân nương lại cho người ta. Nếu không, ai, ta đi đây. Người kia nói xong thì không nghe thấy tiếng gì nữa, dù Tuyết Hồng đã gọi rất lâu nhưng cũng không thấy người đâu nữa, có lẽ thực sự đã đi rồi. Được rồi, các người đưa Cổ Phi Phi đi đi. Nam Vân Cương thở dài một hơi khoát tay, biết rằng vị tiền bối không nhìn thấy mặt kia nếu không dừng tay thì Nam Vân gia hôm nay thực sự là gặp phiền phức rồi. Ôi, ông nội, ông đi đâu rồi? Nhà chúng ta sắp bị người ta tiêu diệt rồi, Nam Vân Cương thở dài, trong lòng rất buồn bực. Lúc này, người mặc đồ trắng cựa quậy trong hố đất cuối cùng đã đứng lên được. Sau khi rũ bùn đất trên người, Diệp Phàm lập tức trợn mắt há mồm. Bởi vì, cao thủ thần bí như vậy lại là một cô gái. Có lẽ không lớn lắm, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Người mặc đồ trắng này bên khóe miệng tuy là dính máu, nhưng nét mặt đích thực có thể nói là tuyệt sắc. Người này sống mũi dọc dừa, như được khảm trên nét mặt trắng như ngọc, giống như tuyết trắng trên trời khiến cho người ta vừa cảm thấy thần bí vừa cảm thấy gần gũi. Cặp mắt xích lúc này tỏ ra không dịu dáng mà là một sự lạnh lùng nghiêm nghị giống như cung nguyệt hằng Nga. So với Kiều Viên Viên, Phượng Khuynh Thành thì người con gái này đặc biệt hơn nhiều. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt của cô ta liếc nhìn Diệp Phàm rồi không nói câu gì quay mặt bỏ đi. Thiên Mi, có bị thương không? Nam Vân Cương vội vàng hỏi. Lo cho con trai của anh đi. Người con gái lạnh lùng nói, xoay người chậm rãi bước đi không nể mặt Nam Vân Cương. Còn Nam Vân Cương chỉ có thể cười đau khổ lắc đầu nhìn theo bóng áo trắng đang biến mất trong rừng cây. Đám người Diệp Phàm dựa vào nhau đi ra từ cửa sau, đương nhiên, Cổ Phi Phi cũng đi theo. Cảm ơn. Giọng nói của Vương Long Đông có chút nghẹn ngào. Chúng ta là anh em mà. Diệp Phàm đưa tay vỗ vai Vương Long Đông. Phi Phi, con có muốn đi cùng bọn họ không? Lúc này Cổ Thiên Tắc lạnh lùng nhìn con gái. Cổ gia, không quay về cũng được, các anh ấy đã có thể làm được chuyện như thế này, con còn gì để mà nói nữa. Cổ Phi Phi vẻ mặt phẫn nộ nhìn bố mình. Đây là do con nói nhé, ta hỏi lại con một lần nữa. Nét mặt Cổ Thiên Tắc lộ rõ sự lạnh lùng. Cha, con đi đây. Cổ Phi Phi lạnh lùng. Ta không phải là cha ngươi. Cút, từ nay về sau không cần trở về cổ phủ nữa. Cổ Thiên Tắc ta không có đứa con gái này, cút. Cổ Thiên Tắc chỉ Cổ Phi Phi tức giận. Yên tâm, từ nay về sau con sẽ không bước vào cổ phủ một bước. Thái độ lần này của Cổ Phi Phi rất kiên quyết. Chương 2565, sự đãi ngộ của Diệp Phàm rất tốt. Phi Phi, con thực sự nhẫn tâm bỏ đi sao, Phi Phi? Lúc này một phụ nữ tướng mạo tương đối giống Cổ Phi Phi chảy nước mắt nói, sau đó nhìn chồng là Cổ Thiên Tắc nói. Thiên Tắc, Phi Phi chỉ là nhất thời hồ đồ, anh đừng nói những lời đó. Không phải nói nữa, từ nay về sau, Cổ Thiên Tắc tôi không có đứa con gái bất hiếu này. Cút, Cổ Thiên Tắc chỉ Cổ Phi Phi quát. Con đi đây. Cổ Phi Phi xoay người bỏ đi. Phi Phi mày sẽ phải hối hận, đến khi đó đừng có cầu xin cổ gia, ta sẽ không gặp mày đâu. Mày có chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì đến tao. Cổ Thiên Tắc quát, xem ra rất là tức giận. Yên tâm, tôi tin người anh em của tôi Vương Long Đông sẽ làm cho cô ấy sống những ngày tốt đẹp. Về cổ gia, tôi chỉ muốn nói một câu, nhất định hối hận sẽ là các người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi là cái quái gì mà ở đây nói lung tung? Cổ Tráo Đức mắng Diệp Phàm. Chủ tịch của kinh đô Cổ Tráo Đức có phải không? Lúc này, Phí Nhất Độ đột nhiên lên tiếng hỏi Cổ Tráo Đức. Chàng trai trẻ, cậu định làm gì? Cổ Tráo Đức càng hung hăng hơn hừ với Phí Nhất Độ một tiếng. Tôi không muốn làm gì, tuy nhiên ngày này năm sau kinh thành sẽ không còn thấy khách sạn Kim Đô nữa. Phí Nhất Độ vẻ mặt lạnh lùng nói. Dựa vào ngươi sao? Cổ Tráo Đức tỏ vẻ khinh thường nhìn Phí Nhất Độ. Không sai. Phí Nhất Độ cười khẩy. Có khí phách, Cổ Tráo Đức ta sẽ đánh cược với tiểu tử ngông cuồng, kiêu ngạo không biết trời cao đất dày là gì. Cổ Tráo Đức đã bị chọc tức, mồm miệng đã không còn tỉnh táo nữa. Chắc chắn tôi thắng thôi. Phí Nhất Độ thản nhiên nói. Kim Đô sẽ mãi mãi sừng sững ở kinh thành, ngày này năm sau nếu không thấy Kim Đô nữa. Cổ Tráo Đức ta sẽ viết ngược lại. Cổ Tráo Đức tỏ thái độ kiêu ngạo. Ngày này năm sau nếu kinh thành còn có khách sạn kinh đô của các người thì ngươi gọi ta là Độ Nhất Phí là được rồi. Phí Nhất Độ cũng lạnh lùng nghiêm mặt nói. Đồng ý. Cổ Tráo Đức đưa tay ra, Phí Nhất Độ cũng không chậm trễ. Bộp một tiếng, bàn tay của hai người đập vào nhau kêu trên không trung. Tôi làm chứng.
Lúc này Nam Vân Cương ánh mắt khinh thường liếc nhìn Phí Nhất Độ. Tôi cũng làm chứng, ngày này năm sau nếu kinh thành vẫn còn khách sạn Kinh Đô, các người gọi tôi là Phạm Diệp cũng được. Diệp Phạm thản nhiên nói. Chúng tôi đều làm chứng, gọi tôi là Bàng Nhân Vương. Vương Nhân Bàng vẻ mặt tươi cười nói. Gọi tôi là Quân Tồn Lam. Lam Tồn Quân cũng nói. Chỉ cần các người có bản lĩnh làm việc này, gọi tôi là Hồng Tuyết cũng được. Tuyết Hồng cũng thêm vào, bên dưới Sa Thiên cũng nói xen vào. Thấy đám người bên kia đồng lòng như thế, Nam Vân Cương và Cổ Thiên Tắc sắc mặt u ám. Nam Vân Thiên Mi, cái tên này nghe rất hay. Quái lạ, cô ta và Nam Vân Cương có quan hệ gì? Hình như không thích hắn ta. Vừa ra khỏi Hoàng Thanh Viên, Thiên Thông không khỏi thắc mắc. Người con gái này rất lợi hại, Diệp Phàm, anh đoán xem thân thủ của cô ta đạt đến trình độ nào. Lam Tồn Quân cũng không kìm nổi hỏi. Thân thủ của Nam Vân Tiếu Tiếu có lẽ là thập nhị đẳng, còn cô gái đó chắc chắn còn lợi hại hơn cả ông ta. Diệp Phàm suy nghĩ nói. Trời ạ, lẽ nào là cảnh giới trong truyền thuyết? Thiên Thông thè lưỡi, vẻ mặt hâm mộ. Tôi cảm thấy sự khống chế và vận dụng nội công cấp độ cao nhất của thập nhị đẳng không thuần thục bằng cô ta. Có lẽ tiền bối Xa Nhất Đao cũng không làm được, cô gái đó, nếu đoán không nhầm có lẽ không thua kém gì Tiêu Sát Nhất của phái Hoa Sơn. Bán tiên thiên cường giả trong truyền thuyết. Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Ha ha ha, Thiên Thông với cái mặt sưng cười ầm lên. Cười cái gì chứ? Vương Nhân Bàng không bằng lòng lườm Thiên Thông đang cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là cười anh, là tôi cười anh Diệp, có thấy không? Trước khi cô gái này xuất hiện thì anh Diệp tài sắc của chúng ta có thể gọi là đẹp trai lại có tài. Bây giờ thì sao, so không bằng với cô gái đó rồi có phải không nào? Tuổi tác của người ta như thế, có lẽ gần bằng anh Diệp. Người ta lợi hại như thế, anh Diệp bị cô ta đùa giỡn như làm xiếc với khỉ. Thực sự là khiến người ta hả lòng hả dạ. Thiên Thông nhếch miệng cười. Không chừng cô ta chỉ là bảo dưỡng tốt, biết đâu đã 50, 60 tuổi rồi. Làm sao có thể so sánh được với Diệp ca ca của ta được. Tuyết Hồng bất mãn trừng mắt lườm Thiên Thông, ánh mắt nhìn liếc qua Tuyết Nha, bởi vì Tuyết Nha cũng hơn 30 rồi, nhìn thì lại như một cô bé. Đây là có liên quan với mặt đồng tử của Tuyết gia. Không thể nào, cô gái đó, chắc chắn không thể quá 30 tuổi. Trước mặt cô ta Diệp Phàm cái gì cũng không bằng. Hôm nay Thiên Thông không ép chết Diệp Phàm thì sẽ không im miệng. Ta cái gì cũng không bằng. Tuy nhiên nếu muốn đùa giỡn Thiên Thông cậu thì năng lực này có thể có phải không nào, hay là chúng ta chơi một chút ở đây nào? Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn y, hừ nói. Hơn nữa, cổ tay Diệp Phàm động đậy, khiến Thiên Thông sợ vội vàng nấp phía sau Tuyết Nha, nói. Ai nói muốn đánh với người biến thái như anh, tôi lại chẳng phải là kẻ tự làm khổ mình. Im cái miệng thối của cậu lại, nếu không, cậu sẽ biết thế nào là vui mừng đấy. Diệp Phàm đột nhiên bực tức. Chỉ biết ăn hiếp những người thật thà chúng tôi. Thiên Thông lẩm bẩm một câu bất mãn, tuy nhiên cũng không dám chọc tức Diệp Phàm nữa. Các anh nói người thần bí xuất hiện sau cùng đó là ai? Đó mới là đại cao thủ thực sự. Có nhìn thấy không, người gọi là Nam Vân Thiên Mi trước mặt người đó cũng như khỉ làm xiếc mà thôi. Ôi, thời buổi giờ thân thủ chúng ta cũng bình thường, phải đột phá và đột phá thì mới được. Vương Nhân Bàng có chút buồn bực nói. Ôi! Bán tiên thiên cũng là một con khỉ, thất, bát đẳng như chúng ta đến con khỉ cũng không bằng. Lam Tồn Quân cũng có chút buồn bực thở dài. Nam Vân gia thật là thần bí, đã có cao thủ như thế có lẽ thực lực cũng không thua gì cái gọi là danh môn đại bang phái Hoa Sơn. Kỳ lạ, trước kia chưa từng nghe nói về gia tộc này. Diệp Phàm có chút khó hiểu. Chân nhân bất lộ tướng, giống như Nam Vân gia, tuy nhiên, mối thù này đã kết rồi. Tôi đoán rằng Nam Vân gia sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Hôm nay chúng ta đưa được Phi Phi đi, Nam Vân gia cũng đã bị mất mặt rồi. Chúng ta trở về phải tăng cường luyện công, càng sớm càng tốt phải tăng được cấp độ mới được. Bằng không bị đánh sẽ là chúng ta. Lam Tồn Quân vẻ mặt rất thận trọng nói. Khi trời chập choạng tối ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng chạy đến Phong Châu. Nghe nói đế vương giám đã được mang về rồi, Hoa Đông Thành rất cảm động chảy nước mắt. Hoa Gia Viện và khu Nguyệt Hồ đều treo đèn lồng lớn màu đỏ. Làm long trọng giống như đón năm mới. Cảm ơn anh trợ lý Diệp, Đông Thành suốt đời không quên ơn của trợ lý Diệp đối với Hoa Gia. Hoa Đông Thành quá cảm động, nước mắt chảy ra khi đón lấy đế vương giám từ tay Diệp Phàm. Hơn nữa, ông ta lập tức quỳ xuống. Đừng làm thế Hoa Đương gia,
xin ông đứng dậy nhanh đi. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ngăn Hoa Đông Thành không để ông ta quỳ. Không được, trợ lý Diệp, anh hãy để Đông Thành tôi cảm ơn anh một chút. Tâm nguyện hàng trăm năm của Hoa gia chúng tôi xem như đã được hoàn thành. Trợ lý Diệp, anh là đại ân nhân của Hoa gia chúng tôi, ba bái này không thể không bái. Đây là tôi thay mặt cho Hoa gia cảm ơn trợ lý Diệp. Hoa Đông Thành vô cùng cứng rắn, nhất định phải quỳ xuống. Trợ lý Diệp, anh hãy để cha tôi hoàn thành tâm nguyện này đi. Hoa Hướng Bắc cũng đã quỳ xuống. Cứ như thế đỡ đế vương dám quỳ từ trên cầu đá của Nguyệt Hồ đi về đến đại sảnh trong nhà. Còn mấy trăm nhân mã của Hoa gia nhìn thấy đương gia Hoa Đông Thành làm như vậy thì ai còn dám đứng nữa, lập tức mấy trăm người cùng quỳ xuống đi. Tất cả đều tỏ ra rất long trọng và thành kính rước đế vương dám về. Ôi, một cái chìa khóa bằng xương để mở huyết trích tử mà thôi. Bọn họ cũng làm như là bảo bối, cho rằng thực sự là của hoàng thượng gì gì đó nữa. Người đời đều buồn cười, chỉ có mình tôi là tỉnh táo. Nhìn cảnh tượng long trọng đó, Diệp Phàm trong lòng cũng cảm thấy rất xúc động. Tên này cũng thật là kỳ lạ, không ngờ đã giúp Hoa gia tìm lại được đế vương giám. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc địa ủy Phong Châu Thái Quy Diêu có chút buồn bực lắc đầu liếc nhìn nhân vật số một Thái Lượng một cái. Dẫm phải phân chó mà thôi. Phó chủ tịch thường vụ Trương Yểu lạnh lùng nói. Thế thì phải làm thế nào? Thái Lượng tức giận nói, uống một ngụm trà lớn. Bí thư Thái, anh không thấy sự cung kính của Hoa Đông Thành đối với tên đó hay sao? Thiếu chút nữa thì gọi là ông nội Diệp rồi. Có lẽ, từ nay về sau họ Diệp kia đã khuất phục được Hoa gia rồi. Việc này nếu xảy ra, dưới sự giúp đỡ to lớn của Hoa gia, nếu thực sự thống nhất được thị trường vật liệu ra. Lại thêm tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đầu tư vào, vậy chúng ta chẳng phải là thua cờ rồi sao? Ủy viên địa ủy Phó Chủ tịch Trần Bân có chút lo lắng. Lo cái gì, một mình Hoa gia muốn thống nhất thị trường vật liệu ra ở Phong Châu cũng không phải dễ dàng. Việc này nói thì dễ làm thì khó. Hoa gia tuy có danh tiếng về vật liệu gia, nhưng cạnh tranh quá quyết liệt, những hộ kinh doanh khác chưa chắc đã đồng ý chịu thua thiệt. Đến lúc đó, việc này có lẽ lại có kịch hay để xem. Thái Quy Diêu có cách nhìn của riêng mình lắc đầu. Ôi! Thái Lượng thở dài, liếc nhìn mọi người nói. Thực ra, việc này nói ra trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn. Từ thực tế bản thân mà nói chúng ta nên hỗ trợ hắn ta hoàn thành việc này. Nói tóm lại cũng đều là vì địa khu Phong Châu của chúng ta. Nhưng, nói đến đây Thái Lượng dừng lại. Tên đó thực không thức thời, đến lúc thực sự hoàn thành việc này có lẽ chúng ta một ngụm canh cũng không có để mà húp. Việc này nhất định phải làm, nhưng không phải do hắn làm chủ soái, mà phải do Phong Châu chúng ta, do anh Bí Thư Thái đứng đầu đi làm mới đúng. Hắn là cái quái gì, cho rằng khoác lên vỏ trợ lý là có thể đến chỗ 5, 6 người chúng ta. Phong Châu này còn có Bí Thư Thái chủ quản, không phải là Diệp Phàm hắn. Trương Yểu rất kích động, tự nhiên nịnh nọt. Trương lão đệ, không thể nói như vậy được, tốt xấu gì cũng là trợ lý chủ tịch tỉnh, quan lớn hơn một cấp đè chết người lẽ nào cậu chưa nghe thấy sao? Hơn nữa, hắn cũng là lãnh đạo của Thái Lượng ta, chúng ta phải tôn trọng lãnh đạo mới được. Thái Lượng vẫn tỏ ra đạo mạo giả tạo. Hoa gia đã tổ chức rất náo nhiệt, nghe nói Hoa Đông Thành lão đồ cổ này đã quỳ trước mặt trợ lý Diệp. Xem ra, năng lực của trợ lý Diệp cũng không phải là bình thường đâu. Trưởng ban tuyên giáo địa ủy Phong Châu Đồng Thanh Thanh tỏ ra khâm phục nói với chủ tịch địa khu Lâm Cường. Chương 2566, thống nhất và lập uy cùng tồn tại. Thực tại khiến người ta không ngờ, vốn cho rằng hắn sẽ lặng lẽ trở về đồng lĩnh. Không ngờ mấy ngày không gặp, đã ngược lại. Hơn nữa, vừa trở lại đã mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Việc này... chỉ cần Hoa Đông Thành hết sức tương trợ thì tám phần có thể thành công. Lâm Cường tôi đã sớm mong đợi ngày này rồi. Ánh mắt Lâm Cường trở nên kiên nghị, tuy nhiên, ánh mắt của ông ta lại nhìn Đồng Thanh Thanh. Bầu trời của Phong Châu, lẽ nào thực sự phải thay đổi rồi? Đồng Thanh Thanh giống như tự nói với mình một câu. Tạm thời lật trở lại những ngày cũ thì cũng tương đối khó, tuy nhiên ít nhất vận mệnh cũng mong chờ vào phương hướng phát triển của chúng ta. Đây là một tình thế tốt. Hãy xem kết quả sau này như thế nào. Lâm Cường khẽ lắc đầu và uống một ngụm trà. Chủ tịch Lâm, liệu chúng ta có nên làm gì đó không? Đồng Thanh Thanh hỏi. Là phải làm cái gì? 2 năm nay, tôi sắp bị chết nghẹt rồi. Thái độ của Lâm Cường càng kiên quyết hơn. Sáng ngày hôm sau,
Diệp Phàm bảo phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vạn Đạt Thành tập hợp các thành viên của tổ thu hút đầu tư và phòng thương mại đến. Tuy nhiên, sắc mặt của Vạn Đạt Thành có chút khó coi. Thế nào hả đồng chí Đạt Thành, có phải là gần đây đã mệt mỏi vì công việc rồi? Đồng chí Đạt Thành, phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Diệp Phàm liếc nhìn Vạn Đạt Thành. Danh thiếp của những người được điều động đều đã được làm xong rồi. Tuy nhiên, hình như họ đều có việc, đi công tác làm việc này việc kia, hơn nữa, trong những người được điều động đã có hơn một nửa ốm xin nghỉ rồi. Vạn Đạt Thành vẻ mặt buồn bực. Vẫn có mấy người còn sống chứ? Diệp Phàm nghiêm nghị hừ nói, biết rằng do Thái Lượng đứng phía sau giật dây. Vâng vẫn còn, tuy nhiên, chỉ có 3 người, chỉ có mấy người như vậy thì triển khai công việc thế nào? Lẽ nào thực sự muốn chơi chúng ta? Vạn Đạt Thành hơi tỏ ra phẫn nộ. Bí thư Thái nói thế nào? Diệp Phàm hỏi. Còn có thể nói thế nào, dù sao cũng đang chơi trò giật dây. Hơn nữa bề ngoài tỏ ra rất tích cực, đề nghị chúng ta nếu thay những người bị ốm này cũng được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thay người cũng không phải là việc chính. Hơn nữa, lần này điều động người đều là tôi dựa trên ý kiến lấy từ các ban, ngành. Đã chọn ra những cán bộ chủ chốt của các ban, ngành khác nhau. Nếu những cán bộ chủ chốt đó đều không thể đến thì còn có thể làm được việc gì? Chúng ta lần này phải đánh một gậy thật đẹp, quyết không thể vì một đời thấp hèn vô dụng mà làm hỏng đi đại sự của chúng ta, từ đó lại phụ lòng mong đợi của lãnh đạo tỉnh ủy. Vạn Đạt Thành nói, anh lại đi thông báo, yêu cầu những nhân viên của các ban, ngành được điều động một tiếng sau phải có mặt. Có bệnh thì chúng ta sẽ mời chuyên gia đến chữa cho họ. Nói với bọn họ, một khi chuyên gia đến khám không có bệnh gì nghiêm trọng mà không làm được việc, Diệp Phàm tôi sẽ đưa ra kỷ luật. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Vạn Đạt Thành gật đầu, sau đó nói. Chỉ sợ những chuyên gia đó cũng không dám nói sự thật. Ha ha, chúng ta sẽ mời vài chuyên gia thực sự từ Sở Y tế tỉnh xuống mới được. Những chuyên gia này thực sự là cao thủ, có bệnh hay không có bệnh nhìn một cái là có thể phát hiện ra. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Vậy thì được, tôi lập tức đi sắp xếp. Vạn Đạt Thành dường như lấy lại hứng thú, vội vàng đi. Vạn Đạt Thành, con người gian manh xảo quyệt, muốn châm ngòi giữa ta và Thái Lược, chỉ điều động có mấy người mà Vạn Đạt Thành ngươi cũng không làm được vậy mà vẫn ngồi vào chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vậy phải chuyển tổ đi thôi. Hơn nữa lão Vạn trước đến giờ vẫn nhờ cần cù tháo vát mà nổi tiếng, lại là thân tín số một của tỉnh ủy, cấp dưới nào dám đối đầu với hắn ta, thì đó không phải là tự tìm điều không vui. Việc này, rất có khả năng là Vạn Đạt Thành cố ý làm. Chờ mình đắc tội với Thái Lượng mà thôi, chơi thủ đoạn hay lắm. Diệp Phàm nhìn theo phía sau Vạn Đạt Thành trầm ngâm suy nghĩ. Trước 9 giờ sáng, Hoa Đông Thành dẫn đầu đoàn người Hoa gia đã đến trước cửa phòng làm việc tạm thời của Diệp Phàm. Hoa Đương gia, việc của các ông bên đấy đã sắp xếp xong xuôi chưa? Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười đưa tay bắt chặt tay Hoa Đông Thành. Trợ lý Diệp, việc của chúng tôi ổn thỏa rồi. Hôm nay đến chủ yếu là muốn trao đổi việc triển khai công việc thế nào với nhân viên tổ chủ bị thu hút đầu tư của các anh một chút. Tuy chúng tôi đều là những lão già thô lỗ, có vài người còn gọi tôi là lão đầu cổ. Tôi biết tật xấu của mình, so với thời đại mà nói, tôi cũng có chút không theo kịp. Tuy nhiên, một khi khúc mắc được tháo bỏ, Hoa Đông Thành tôi vẫn thực sự không già. Việc hợp tác đầu tư lần này tôi giao toàn quyền cho con trai thứ hai của tôi Hoa Hướng Bắc. Có việc gì cụ thể sẽ do nó giải quyết, nếu cần Hoa Đông Thành tôi xuất hiện thì xin trợ lý Diệp nói một tiếng là được rồi. Hoa Mỗ chỉ cần còn một hơi thở cũng phải đến. Hơn nữa, ở khu vực địa bàn Phong Châu này, trên thị trường vật liệu ra thì cái mặt này của Hoa Đông Thành tôi cũng có chút tác dụng. Hoa Đông Thành thể hiện thái độ ra mặt. Hoa Đương gia quá khiêm nhường rồi, trước kia chỉ là ngang tàng một chút. Bởi vì khúc mắc trong lòng chưa được giải tỏa. Bây giờ thì không như thế nữa rồi. Trở nên rộng rãi, Hoa Đương gia ông vẫn có thể trấn áp được nhiều người. Thị trường vật liệu gia ở Phong Châu vẫn cần Hoa Đương gia ông dẫn đầu. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi một chút, việc này có lẽ các ông tối qua các ông đã tổng kết rồi. Tôi cần một khoản tiền lớn, phải làm một số việc quan trọng. Ảnh hưởng lớn hay nhỏ không quan trọng, bây giờ là thời đại nói về quy mô và hiệu quả. Diệp Phàm nói đến đây liếc nhìn Hoa Đông Thành hỏi. Các ông có thể đầu tư được khoảng bao nhiêu? 3 tỷ. Hoa Đông Thành hơi có vẻ đắc ý nói. Tối qua tôi đã gọi những người có cổ phần ở Hoa gia đến, tính toán tổng thể. Mọi người nói cơ hội lần này rất khó có được,
đều muốn đánh cuộc một lần. Bọn họ nói rằng tin tưởng vào tầm nhìn của trợ lý Diệp, vì thế, bỏ ra toàn bộ số tiền nhàn rỗi. 3 tỷ này là tiền mặt, nếu muốn hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của Pháp. Giá trị của xưởng hoa gia chúng tôi thực sự không ít tiền. Tính ra thấp nhất cũng có thể được mấy tỷ. Hơn nữa, nếu thực sự cần hoa gia chúng tôi còn có một ít ngọc. Mang ra một bộ trị giá cũng phải mấy chục triệu, bên này xem như có thể gom góp được một ít tiền đầu tư. Việc đó, Diệp Phàm gật gật đầu nói. Xưởng của các ông, thực ra tôi còn có một ý tưởng khác. Xưởng của các ông không thể bỏ đi được, phải giữ lại. Ở đó có thể làm nơi xử lý tinh phẩm vật liệu ra. Hơn nữa, còn là biểu tượng của Phong Châu, có thể làm một địa điểm du lịch, ví dụ như nhà bảo tàng tham quan mua sắm vật liệu ra. Hơn nữa, ngành thủ công chế tác vật liệu da của hoa gia các ông cũng là bí mật của các ông. Về xử lý như thế đến lúc đó sẽ do các ông và tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân bàn bạc cụ thể là được. Về việc bảo mật tôi có thể cung cấp cho các ông một số cách. Đến lúc bàn bạc sẽ nói tiếp về chuyện này. Trợ lý Diệp, bây giờ chúng tôi là lo lắng là người ta không để ý đến chúng tôi. Lúc này Hoa Hướng Bắc có chút lo lắng nói. Đúng vậy trợ lý Diệp, chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân là doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Là doanh nghiệp có thể xếp trong 100 doanh nghiệp lớn nhất trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp trên thế giới của Forbes. Công ty còn có mặt ở nhiều quốc gia, hơn nữa, sản phẩm về vật liệu da rất nhiều. Chế tác tinh xảo, giá cả đương nhiên cũng không xa xỉ. Vậy thì một xưởng ở nơi khó khăn này của Phong Châu chúng ta thì làm sao người ta có thể để mắt tới? Hoa duy nhất người ủng hộ Hoa Đông Thành thành thực nói. Không thể nói như vậy được, đất có chỗ tốt của đất. Ví dụ lấy các ông ra mà nói, lịch sử sản xuất vật liệu da có thể đạt tới thời kỳ Đường Tống. Hơn nữa thời kỳ Minh Thanh vật liệu da của hoa gia càng tuyệt nhất Trung Quốc. Là cống phẩm cho Hoàng thượng, những cái này đáng để tự hào, hơn nữa ai nói thủ công không đáng tiền. Ví dụ nói về ô tô, vì sao Rolls Royce lại được tôn sùng như vậy? Đó là vì người ta làm ra rất tốt. Hơn nữa, thủ công chiếm phần rất lớn trong đó. Quần áo do máy móc sản xuất ra chắc chắn không đắt tiền bằng may đo. Bởi vì, người ta đo số đo cơ thể để may ra. Hơn nữa, đồ chế tác thủ công luôn có tính đặc thù, không giống những sản phẩm phổ thông đại chúng giá trị kém hơn nhiều. Diệp Phàm cười nói. Hai bên nói chuyện khoảng 40 phút, Vạn Đạt Thành lại nói. Trợ lý Diệp, thành viên của tổ kế hoạch tổng cộng 20 người. Ngoài hai đồng chí đi công tác ở tỉnh Tây Lâm, 18 người đồng chí khác đều đã đến. Vạn Đạt Thành vẻ mặt tươi cười nói. Đến rồi thì tốt, chúng ta đi xem. Diệp Phàm nói, sắp xếp cho người của Hoa Đông Thành nghỉ ngơi một chút, sau đó đi thẳng đến phòng họp. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, 18 đồng chí được điều động đều cung kính đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Hôm nay thấy tinh thần của các đồng chí có lẽ rất tốt đấy. Diệp Phàm cười nói. Trợ lý Diệp, mấy ngày trước thực ra là bị ốm. Tuy nhiên sau khi đã uống thuốc cảm thấy sức khỏe tạm ổn. Vì thế chúng tôi đã trả phép rồi, có thể được làm việc dưới tay trợ lý Diệp đó là vinh hạnh của tôi. Phó thường trực phòng công an địa khu Phong Châu đồng chí Trần Thu nói. Thực sự là khỏi bệnh rồi, tôi đã nhờ chuyên gia của Sở Y tế tỉnh về khám bệnh cho các thành viên của tổ công tác chủ bị. Diệp Phàm trong lòng nghĩ không chắc đâu, ánh mắt lại liếc qua lão ta, khẽ cười nói. Đúng vậy, trợ lý Diệp nghe nói thành viên của tổ chủ bị hơn một nửa bị ốm đã rất lo lắng. Các anh đều là thành viên của tổ chủ bị, thiếu các anh thì công việc làm sao mà triển khai được. Vì thế đã mời chuyên gia đến khám cho các anh, hy vọng có thể sớm bình phục trở lại để tập trung làm việc. Việc hình thành thống nhất thị trường vật liệu da ở Phong Châu chúng ta không thể thiếu các đồng chí. Vạn Đạt Thành thầm hừ một tiếng. Trợ lý Diệp, trưởng ban thư ký Vạn, bệnh của tôi thực sự là khỏi rồi, đã đến kiểm tra ở bệnh viện của địa khu rồi. Không cần các chuyên gia khám lại đâu. Cảm ơn ý tốt của trợ lý Diệp, chúng tôi sẽ tập trung 12 phần tinh thần để làm tốt việc thu hút đầu tư và điều chỉnh thống nhất thị trường. Phó thường trực phòng xúc tiến đầu tư Lưu Bình vội nói. Người này đương nhiên biết trò của mình và những người khác đều đã sớm bị con mắt tinh tường của trợ lý Diệp nhìn ra rồi. Bây giờ nếu không lập tức bày tỏ thái độ thì sợ cục u nhọt trong lòng lãnh đạo ngày càng lớn sau đó đến lúc không thể điều hòa được nữa thì mình và mọi người có lẽ sẽ bị đưa xuống nơi nào đó mát mẻ. Mời chuyên gia đến chính là đòn sát thủ của trợ lý Diệp. Cũng là một lần cảnh cáo đối với những đồng chí không hợp tác. Thực tế,
lão Lưu và những người khác cũng như là nhân bánh bích quy. Thật khó mà được, nếu anh làm thì trợ lý Diệp khen ngợi, nhưng Thái Lượng lại không vui vẻ với anh. Nhưng, nếu anh không làm thì trợ lý Diệp là cửa ải đầu tiên đã không qua khỏi. Vì thế lão Lưu và những người khác đã tính toán thống nhất, quyết định trước hết hãy vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt rồi tính sau. Chương 2567, gác lại việc xử lý. Khi đến làm việc thì tiếp tục quan sát tình hình để quyết định. Đương nhiên, nếu thái độ của trợ lý Diệp kiên quyết thì chỉ có thể làm việc trước đã. Còn về việc tính sổ của Thái Lượng thì chỉ có thể chờ vào ai thì người ấy chịu mà thôi. Những đồng chí khi bị điều động vừa nghe thấy tên mình là ai cũng ngơ ngác, đều thầm kêu lên khổ rồi. Đúng vật trợ lý Diệp, bệnh của chúng tôi thực sự là khỏi rồi. Cùng lúc có nhiều người cùng bày tỏ thái độ. Trợ lý Diệp, anh xem, nếu bệnh của các đồng chí ấy đều đã khỏi rồi. Việc này, chuyên gia của Sở Y tế không cần làm phiền người ta nữa có phải thế không? Đường xá của Phong Châu không dễ đi, đến một chuyến cũng không dễ dàng gì. Nếu các chuyên gia có chuyện gì không tốt xảy ra thì làm thế nào? Phó Bí thư Địa ủy Chu Sương Trung cười giảng hòa. Tôi hỏi lại một câu, các đồng chí thực sự không cần các chuyên gia của Sở Y tế xuống nữa có phải không? Sợ là đến khi đồng chí nào đó vẫn chưa khỏi hẳn bệnh trước khi làm việc lại ốm trở lại thì phiền phức. Tôi thấy hay là kiểm tra một chút cũng tốt, nếu đồng chí nào kiểm tra ra có bệnh thì trước hết phải nghỉ ngơi. Tổ chủ bị chúng ta cũng dễ thay người trước có phải thế không nào? Các đồng chí, có bệnh nhất định phải điều trị, hơn nữa phải điều trị cho khỏi. Công việc mà, chờ cơ thể khỏe mạnh trở lại rồi nói có phải thế không? Diệp Phàm đương nhiên muốn mỉa mai đám người này một chút, vẻ mặt của hắn thân thiện nói. Thực sự không cần nữa, chúng tôi đều đã kiểm tra qua rồi, thật sự khỏe rồi trợ lý Diệp à. Trần Thu vội vàng bổ sung nói. Chúng tôi đều hy vọng có thể lập tức tập trung vào công việc. Một người trung niên nói. Vậy thì tốt, nếu bệnh của các đồng chí đều đã khỏi rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu, tổ chủ bị của chúng ta chính thức được thành lập. Hy vọng các vị có thể chân thành đoàn kết, góp sức vào làm việc, đưa thị trường vật liệu ra Phong Châu đi vào quỹ đạo lấy Hoa Đông thành Hoa Gia là đầu tàu. Thế này đi, người của Hoa Gia cũng đến rồi. Đồng chí Đạt Thành, anh gọi họ vào đây. Chúng ta cùng ngồi bàn một chút. Diệp Phàm nói, một lũ đớn hèn, Trương Yểu không chịu được, đập chiếc bật lửa lên bàn. Vội vàng lén liếc nhìn Thái Lượng, vẻ mặt ngượng ngùng. Chỉ mấy chuyên gia đã có thể dọa được một đám người, muốn dựa vào những người này thì có thể làm nên việc gì? Đỡ làm sao được? Thái Quy Diêu có chút buồn bực lắc đầu. Người ta là quan tỉnh, có thể đè chết người. Nói gì đến đám tôm tép bọn họ, ngay cả chân của chúng ta còn muốn bỏ chạy. Thái Lượng lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt nặng xuống đang sợ. Đương nhiên là lời nói ngược với suy nghĩ của mình rồi. Nghe nói buổi chiều Chủ tịch Lâm và Chu Sương Trung phải tham gia hội nghị thành lập Hiệp hội Vật liệu Gia Phong Châu. Đến khi đó, các lão tổng của các nhà máy liên quan đều sẽ tham gia. Việc làm của thằng nhãi này không hề đơn giản, hành động lại rất nhanh. Thái Quy Diêu nói. Làm đi, cũng không nhất định thành công. Thái Lượng nói, nhìn bộ dạng của Trương Yểu và Thái Quy Diêu đều không hiểu. Không kìm được nói. Hồng Phách Thiên Chân chỉ là đến tham quan, người ta sẽ nhắm vào chúng ta ở đây, tôi rất không tin tưởng. Người ta là nhà máy đẳng cấp thế nào chứ? Đừng nói là Phong Châu chúng ta là nơi kinh tế không phát triển nhất. Cho dù là có là thành phố Long Giang của tỉnh người ta cũng chưa chắc đã để mắt đến. Đầu tư vào đây sao bằng được ở khu vực Duyên Hải phát triển? Ở đó người ta đã có dây chuyền chế tác vật liệu ra hoàn chỉnh. Phong Châu chúng ta tuy lượng chế tác vật liệu ra tương đối lớn, nhưng chưa hình thành được thị trường cũng càng không có quy mô. Làm vài món đồ chơi cầu thả còn được, muốn cùng hợp tác với những người tai to mặt lớn trong ngành vật liệu ra, căn bản không đủ đẳng cấp. Tôi thấy, cho dù là có thể thành công, có lẽ cũng sẽ trở thành cơ sở sản xuất của bọn họ mà thôi. Còn thương nhân của Phong Châu chúng ta ở đây trên thực tế lợi nhuận có thể kiếm được không thể bằng bên đó được. Hơn nữa, còn có khả năng bị người ta nhuốt trắng mất, đến cả những thứ đồ chơi truyền thống của chúng ta cũng mất đi. Về việc thống nhất, Thái Lượng tôi không phải chưa nghĩ đến, chỉ sợ thống nhất không hợp lý kết quả ngược lại cái được không bù đắp nổi cái mất. Nếu như dễ dàng thống nhất như thế không sớm hình thành dây chuyền sản xuất. Việc này ở đâu cũng không dễ dàng, ở Phong Châu chúng ta càng khó. Đối đầu, đầu bên kia mới là nặng nề, vẫn là bí thư Thái nhìn xa trong rộng có thể nhìn thấu tất cả. Xem ra chúng tôi đều mù quáng hết cả rồi.
Tinh thần Trương Yểu lại thoải mái trở lại. Bí thư Thái nói rất hợp lý. Rất có khả năng sẽ tạo nên kết cục này. Ủy viên địa ủy chúng ta nhất định phải nhắc nhở một số đồng chí đừng vì chỉ huy sai lầm. Đó như là một tai nạn đối với thị trường vật liệu da của Phong Châu chúng ta. Thị trường của chúng căn bản đã yếu đuối rồi, sẽ chịu không nổi đâu. Bí thư Thái, chúng ta phải phản ánh vấn đề này với lãnh đạo cấp trên. Không thể tiếp tục để một vài đồng chí khinh suất xuống làm rối loạn lên được. Anh tìm chiến tích vẻ vang cũng được, nhưng không thể làm bị thương Phong Châu chúng tôi. Hắn có thể phủi mông mà bỏ đi, chỉ một câu đóng học phí là rủ bỏ tất cả. Còn chúng ta sống ở Phong Châu lâu dài, có lẽ chỉ có thể lấy cục bông nhét vào lỗ tai mà thôi. Thái Quy Diêu vẻ mặt u buồn nói. Lần này hắn có muốn phủi mông bỏ đi cũng không thể được, việc lần này khác rồi. Bí thư tỉnh ủy La đang chú ý theo dõi. Đến khi hắn muốn phủi mông thì sẽ là lúc ông ấy mất chức. Tuy nhiên, đối với một vài đồng chí chúng ta nhắc nhở một chút cũng là nên làm. Đến khi đó ghi chép vào hồ sơ, xảy ra chuyện thì chúng ta cũng dễ nói có phải thế không nào. Thái Lượng lạnh lùng nói. Đúng đúng, phải nhắc nhở, nếu không lại cho rằng tất cả chúng ta đã đồng ý. Với cách làm của hắn, vốn rất nhiều đồng chí đều không thuận mắt. Quá ngạo mạn, quá lộn xộn, căn bản là không để ý đến tình hình thực tế của Phong Châu chúng ta. Còn nói làm lớn, làm mạnh, làm cái rắm, đến khi bụng to lên rồi hắn có thể tiêu giảm đi được không? Chỉ là đang phá hoại mà thôi. Trương Yểu đặc biệt có thành kiến với Diệp Phàm, nét mặt y rất tức giận. Buổi chiều khi cắt băng khánh thành xong, Diệp Phàm vừa trở lại phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Mễ Nguyệt, nói rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Thiên Cảnh Đinh Đồng Sơn đã giao toàn quyền đàm phán và ký kết hạng mục đầu tư khu du lịch ở trại Hồng Cốc cho Trần Hùng. Con đường thì nói thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ nói 2/3 số tiền cần để làm con đường ở trại Hồng Cốc sẽ được tính cùng với hạng mục xây dựng khu du lịch. Còn lại 1/3 bọn họ kiên quyết để lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết, đây là công trình dân sinh. Chính phủ bỏ ra 1/1 cũng là việc nên làm và nói lung tung gì đó nữa. Việc này xử lý thế nào thì vẫn phải xin chỉ thị của trợ lý Diệp. Mễ Nguyệt nói. Bọn họ nói cũng có chút lý lẽ. Đúng là công trình dân sinh. Cho dù không có bọn họ đầu tư thì chúng ta cũng phải sửa lại nó. Đương nhiên chất lượng thấp hơn rất nhiều. Việc này tôi thấy có thể đồng ý. Tuy nhiên, cô đã hỏi qua Chủ tịch thành phố Khổng chưa? Diệp Phàm đồng ý. Đã hỏi rồi, Chủ tịch Khổng nói việc này chỉ cần Chủ tịch Ngọc quyết định là được rồi. Tuy nhiên, còn Tập đoàn Thủy Trao Bàn Đế và Công ty Truyền thông Giang Nam, chúng ta có cần phải đưa ra hình thức đấu thầu để quyết định việc này hay không? Mễ Nguyệt hỏi. Đương nhiên phải đấu thầu. Hơn nữa phải làm cho thật hoành tráng mới được. Có cạnh tranh thì mới có thể có nhiều tiền mà. Nếu không chỉ định một công ty thì làm sao có thể thu hút được nhiều hơn nữa Kim Phượng Hoàng. Một khi mở đấu thầu bàn tới điều kiện chúng ta càng có thể kiếm được hơn nữa. Diệp Phàm nở một nụ cười. Rõ rồi, tôi sẽ bàn bạc việc này với Chủ tịch Ngọc một chút. Mễ Nguyệt nói. Đúng rồi, trạm điện Hồng Cốc đưa vào hạng mục khu du lịch việc này thái độ của Tập đoàn Thiên Cảnh thế nào? Diệp Phàm lại nghĩ đến việc này. Bọn họ cũng đồng ý rồi, dù sao trạm điện Hồng Cốc cũng là một trạm điện có thể kiếm ra tiền. Việc không bị lỗ thì bọn họ nhất định sớm điều tra ra. Huồng chi, trạm điện Hồng Cốc lại chứa phần lớn nước cần thiết của khu du lịch, không có nước thì khu du lịch giống như bị người ra chặn cổ họng lại. Có lẽ sau khi trở về bọn họ liền triển khai điều tra rồi, thấy rằng vừa có thể kiếm tiền lại là thứ dễ dàng nắm bắt, đưa vào quy hoạch của khu du lịch thì tốt hơn. Chỉ có điều trước mắt đối với họ mà nói chỉ là phải đầu tư nhiều hơn mà thôi. Việc này đối với Tập đoàn Thiên Cảnh mà nói chỉ là số lượng ngân hàng cho vay được bao nhiêu mà thôi. Mễ Nguyệt nói. 5 ngày sau Diệp Phàm hết bận việc ở Phong Châu lại vội vàng trở lại Đồng Lĩnh. Tại phòng họp thường vụ, các ủy viên thường vụ đều đã có mặt. Diệp Phàm liếc nhìn đồng chí Chỉ Hạo Cường, bí thư đảng ủy công an thành phố Đồng Lĩnh. Phát hiện người này mặt cúi gằm xuống giống bộ dạng như không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Còn Tất Phân Lý lại tỏ ra đắc chí ngửa cổ lên hút thuốc. Thời gian này tôi luôn bận việc ở Phong Châu, hôm nay trở về chủ yếu là muốn nghe mấy công trình lớn của thành phố đã tiến hành như thế nào rồi. Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp, tôi chưa làm xong. Chỉ Hạo Cường nói trước. Không nhìn thấy lão tổng Tống Hương Quân của Thần Lộ. Diệp Phàm hỏi. Căn bản là cô ta trốn tránh không muốn gặp người khác, chúng tôi không có cách gì. Người ta là nữ giới, không
không thể nào xông đến nhà cô ta được, ôi, việc này. Chị Hạo Cường vẻ mặt hổ thẹn. Lúc đầu chẳng phải nói là nội trong 3 ngày, bây giờ cũng kéo dài sắp được 1 tháng rồi. Trợ lý Diệp việc này chắc là không kéo dài được nữa. Nếu như vài đồng chí cứ kéo dài thì phải gánh lấy trách nhiệm này. Đây là đại công trình 50 tỷ, trên tỉnh theo dõi rất sát sao. Lão Tất kiên quyết không bỏ qua Trì Hạo Cường, đương nhiên là muốn trả mối thù trước kia bị làm nhục. Trợ lý Diệp thời gian này luôn bận việc ở Phong Châu, việc này, tôi phải chờ anh ấy trở về để báo cáo có phải thế không nào. Trì Hạo Cường trừng mắt tức giận nhìn Tất Vân Lý. Ha ha, trong tình hình đặc biệt có thể gọi điện để báo cáo mà. Tôi không thể không nói, đây là thái độ của một số đồng chí đã có vấn đề. Anh đã không làm được việc cũng không kịp thời báo cáo có phải không? Làm sao có thể mang đại công trình 50 tỷ ra mà đùa được? Đây hoàn toàn là coi thường lãnh đạo trên tỉnh. Mâu thuẫn của Tất Vân Lý với Trì Hạo Cường là không thể giảng hòa được. Khổng Đoan tức giận chép miệng nhưng lại cảm thấy không thể nào mở lời được lại ngậm miệng lại. Bởi vì hai người đều là đường dây của mình, nói ai đây? Qua điện thoại một lúc không thể nói rõ hết được, tôi sợ lại ngược lại. Hơn nữa, muốn nói gánh trách nhiệm, vậy tôi xin hỏi. Giai đoạn đầu của hạng mục công trình là do lão Tất anh gánh trách nhiệm. Thời gian anh kéo dài còn dài hơn so với tôi, Trì Hạo Cường tôi có thể gánh trách nhiệm, nhưng lão Tất lẽ nào lại không phải gánh trách nhiệm trước sao? Trì Hạo Cường tấn công trực tiếp. Bây giờ không phải là lúc nói đến trách nhiệm, trợ lý Diệp. Tôi thấy việc này trước tiên hãy gác qua một bên. Mấu chốt của chúng ta bây giờ là giải quyết việc của lão Tổng Tống Hương Quân Thần Lộ trước đã. Hôm nay vừa khéo các ủy viên đều ở đây, chúng ta hợp mưu hợp sức đưa ra một biện pháp khả thi. Nếu không, cứ ở đây hàng ngày lải nhải về trách nhiệm cũng chỉ là việc vô nghĩa. Huống chi, việc này thực sự rất gấp rồi. Hạng mục lớn như thế này cũng phải mất mấy tháng thậm chí là mấy năm mới hoàn thành. Thời gian chỉ 1 tháng cũng thực sự là gây khó khăn đối với các đồng chí của chúng ta. Việc này cần các đồng chí thông cảm mới được. Khổng Đoan cuối cùng không kìm được mở lời muốn trước tiên gác chuyện này lại đã. Khi Phong Ba đã dừng lại có nhắc lại cũng nhẹ hơn một chút. Dù muốn xử lý cũng sẽ nhẹ đi nhiều. Chương 2568, bị cắn ngược lại một cái. Dự án đường cao tốc này là bàn đạp của dự án nhà máy điện, nếu như dự án đường cao tốc bị khựng lại thì sẽ kéo theo cả dự án nhà máy điện cũng phải ngưng theo. Đến lúc đó lẽ nào các lãnh đạo trên tỉnh lại buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy? Chỉ sợ lúc đó các đồng chí ngồi đây đều bị ăn gậy. Chúng ta không phải sợ bị đánh mà vì chúng ta không xử lý được việc này nên bị đánh là đúng. Việc này nói khó nghe hơn chút là không làm tròn trách nhiệm. Các đồng chí, tôi thấy, việc này không thể gác lại như vậy được. Nhất định phải giải quyết nghiêm túc, đây là vấn đề về thái độ và tư tưởng. Nếu xảy ra hậu quả mà lại không chịu trách nhiệm thì sau này, còn có trên có dưới, làm sao chúng ta triển khai tốt công việc được đây? Các đồng chí cấp dưới lại làm loạn, rồi bên trên không tha thứ cho chúng ta vì chúng ta không chịu trách nhiệm. Vì thế, không thể nào để như vậy được. Không ngờ Sa Quân lại nhắc đến quân của Khổng Đoan. Đồng chí Sa Quân, tôi không phải không suy nghĩ đến trách nhiệm. Chỉ là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta hiện nay là hợp tác với tập đoàn Thần Lộ. Nếu như cứ nghĩ đến trách nhiệm mà quên đi việc chính như vậy thì mới đúng là không có trách nhiệm với nhân dân và với toàn đồng lĩnh này. Khổng Đoan tức giận lại chọc về phía Sa Quân. Đúng, công việc cũng phải phân biệt rạch ròi. Tôi thấy giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, như Chủ tịch Khổng đã nói giờ việc quan trọng là tìm tập đoàn Thần Lộ. Bằng không nếu vì vấn đề tập đoàn Thần Lộ mà khiến cho dự án nhà máy điện bị ngưng trị, thì chúng ta ngồi đây cũng đều đắc tội với nhân dân đồng lĩnh. Lúc này, đồng chí Thiên Cản Khẩn bí thư quận ủy đồng lĩnh bổ sung. Không thể nói như vậy được, nếu không truy cứu trách nhiệm thì tôi nghĩ không hoàn thành được. Như vậy thì tư tưởng cũng thoải mái, không áp lực gì. Lúc này trưởng ban tổ chức Trần Đại Hải cũng ra mặt giúp đỡ Sa Quân. Đồng chí Trần Đại Hải, lẽ nào đồng chí còn không hiểu về việc nào là nặng, nhẹ, gấp, chậm sao? Khổng Đoan tức giận, nói thẳng với Trần Đại Hải. Điểm này không cần Chủ tịch Khổng phải nhọc tâm lo lắng, Đại Hải tuy chẳng có gì giỏi giang, nhưng ít nhất cũng vẫn là TQ chúng ta. Dù sao đều không cần chịu trách nhiệm, đồng chí nào đi cũng có thể ôm tư tưởng đó. Việc này nhìn thì như giải quyết việc nhỏ nhưng thực ra lại là một chuyện lớn. Còn anh khi nói đến phân tích lý luận, người ta còn là phần tử tri thức cao hơn, có thể mạnh hơn cả ai đó nữa kia. Trần Đại Hải miệng lưỡi cũng sắc bén nói lại,
châm chọc người cầm trong tay bằng của trường đảng. Nặng, nhẹ, nhanh, chậm, ha ha. Nói hay lắm, đúng là cần phải phân biệt việc nào là nặng, nhẹ, nhanh, chậm. Nhưng cũng phải chú ý sự tồn tại của chúng. Nếu nói về việc này thì đồng chí Sa và đồng chí Trần nói có lý. Vẫn là việc kéo lấy tập đoàn Thần Lộ. Hơn nữa lúc đầu trong hội nghị thường ủy cũng đã ngắt lời. Nếu trong vòng 3 ngày không thể gặp được Tổng Giám Đốc Tống Hương Quân của tập đoàn này thì coi như thua. Mà nếu thua thì ngay lập tức báo cho hội nghị thường vụ. Một vài đồng chí tư tưởng có vẻ mất tập trung rồi. Sao lại không chú ý quên cả ghi chép lại nội dung cuộc họp chứ? Vương Long Đông đột nhiên chen vào, nhắc nhở một đồng chí nào đó bên cạnh. Lúc này Sa Quân liền vui mừng khôn tả nói. Đúng, đúng, cuộc họp còn có ghi chép mà. Tôi còn nhớ khi đó trợ lý Diệp vỗ bàn, nói cho đồng chí Chỉ Hạo Cường thời gian 3 ngày mà. Lúc đó còn nói nếu trong 3 ngày mà không có kết quả gì thì phải ngay lập tức tìm cách khác. Tôi thật không nghĩ tới đồng chí Chỉ Hạo Cường lại không xem hội nghị ra gì. Hội nghị thường vụ là làm gì chứ, tôi nghĩ trong lòng đồng chí Chỉ Hạo Cường biết rõ. Đã biết rõ rồi mà còn phạm phải sai lầm lớn như thế thì đó thuộc về vấn đề tư chất rồi. Việc này không phải đồng chí Chỉ Hạo Cường sơ suất gây ra mà là cố tình làm. Nói đến đây, Sa Quân dừng lại nhìn vào khuôn mặt càng ngày càng xám xịt lại của Chỉ Hạo Cường rồi hỏi. Đồng chí Chỉ Hạo Cường, rốt cuộc đồng chí muốn làm gì? Lẽ nào lại muốn dự án đường cao tốc Kinh Ngân dừng lại sao? Về sau cũng sẽ khiến dự án nhà máy điện gặp rắc rối như vậy sao? Tôi không có ý nghĩ như vậy, là một đảng viên Chỉ Hạo Cường tôi kiên định theo nguyên tắc của đảng. Có tư tưởng cống hiến bản thân cho đảng, cho dân, tôi một lòng một dạ muốn làm tốt việc của tập đoàn Thần Lộ. Thời gian gần đây không ngày nào tôi không cân nhắc chuyện này. Tôi đã đi tới tập đoàn Thần Lộ cả N lần. Giày tôi đi cũng đã mục nát cả vài đôi, tôi đâu có làm sai chỗ nào. Làm sao lại có tư tưởng như vậy được? Xin Bí Thư Sa đừng có ngậm máu phun người thế. Chỉ Hạo Cường giận, đứng phát dậy, nói còn không được lưu loát. Muốn hoàn thành việc về tập đoàn Thần Lộ, có trời mới hiểu được trong lòng anh nghĩ gì. Đừng tưởng những người ngồi ở đây đều là ngu ngốc. Cái anh muốn làm là kéo, sau đó vẫn là kéo, kéo đến cuối cùng thì làm thế nào, rồi quốc lộ Kinh Ngân sụp đổ, thì nhà máy điện cũng chẳng còn. Đến lúc đó gậy của tỉnh sẽ giáng vào ai? Lẽ nào trợ lý Diệp là trợ lý của chủ tịch tỉnh, lại là nhân vật số một của đồng lĩnh sẽ không khỏi bị liên can sao? Còn nữa, trách nhiệm quan trọng hơn chính là chủ tịch Khổng, dự án nhà máy điện là do ông ấy đứng đầu. Rồi cả đồng chí Vương Long Đông phó chỉ huy cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Dã tâm của một vài đồng chí, Sa Quân tôi không thể không nói, việc này nhất định phải được xử lý nghiêm túc. Xử lý nhanh chóng, trợ lý Diệp, chủ tịch Khổng, rõ ràng buổi họp ngày hôm nay phải xử lý việc này trước xong giải quyết việc về Thần Lộ. Chúng ta cùng tiến hai đầu, như đồng chí Vương Long Đông đã nói. Nếu như không truy cứu trách nhiệm thì không hoàn thành được công việc. Sa Quân càng lúc càng hung, và hướng về phía Diệp Phàm, ngay cả Khổng Đoan cũng bị liên lụy. Trợ lý Diệp, đồng chí Chỉ Hạo Cường xử lý việc này có chút không hợp lý. Tư tưởng đã sơ suất, nhưng cũng là có lòng muốn hoàn thành tốt việc này. Kết quả là lòng tốt lại làm việc không thỏa đáng. Tôi thấy hãy cứ để việc xử lý gác lại một bên, chúng ta còn đang lo dự án nhà máy điện thì nên tập trung trước. Khổng Đoan nhanh chóng lên tiếng. Đúng, dự án nhà máy điện là dự án lớn của thành phố chúng ta nên không thể qua loa được. Như đồng chí Sa Quân nói, hai đầu cùng tiến, cùng giải quyết hai việc. Đương nhiên, vì đồng chí Chỉ Hạo Cường cầu thắng, nôn nóng quá nên làm hỏng việc, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các đồng chí, dự án nhà máy điện quan trọng như thế nào cũng không cần tôi nói nhiều nữa. Tổ chuyên gia của tỉnh cũng đã ở đồng lĩnh, họ đến là giúp chúng ta. Nếu như không xử lý thì họ cũng sẽ gây khó khăn. Sẽ khiến cho lãnh đạo trên tỉnh có ấn tượng không tốt về việc chính quyền chúng ta làm việc qua loa, không có trách nhiệm. Xử lý nhất định phải làm. Nhưng xử lý như thế nào? Diệp Phàm nói đến đây rồi dừng lại, hình như đã khát và múa uống trà. Tay liền cầm chén trà lên. Thực ra hắn ta chỉ hoãn lại là để xem Chỉ Hạo Cường thế nào. Thực ra chỉ cảnh cáo miệng thì sao? Mà không cần phải ghi chép vào hồ sơ. Về việc này chúng ta yêu cầu đồng chí Chỉ Hạo Cường phải cố gắng lập công chuộc tội. Nếu như sau có biểu hiện tốt thì hoàn toàn có thể bỏ đi được cảnh cáo này đúng không? Khổng Đoan nhìn đã thấy không được. Xem chừng Diệp Phàm như vậy như đã cầm dao giết, Chỉ Hạo Cường chắc chắn là ăn dao rồi.
vì Sa Quân cũng đang làm loạn lên, đương nhiên sẽ cho phát dạo nhẹ nhất. Tôi hoàn toàn phục tùng quyết định của tổ chư C, trợ lý Diệp, tôi sẽ khắc trong tim lời cảnh cáo này. Sau này sẽ dốc hết sức lực để lập công chuộc tội. Hy vọng trợ lý Diệp cho tôi một cơ hội. Chị Hạo Cường cũng thấy không ổn nên đã chủ động nói. Tổ chức quyết định, đồng chí chị Hạo Cường, ý đồng chí là gì? Sa Quân đột nhiên lớn tiếng. Tôi có ý gì, chính là chấp nhận theo quyết định của tổ chức, lẽ nào làm theo quyết định của tổ chức cũng là sai sao? Bí thư Sa, dù anh làm công tác tư tưởng, nhưng nếu nói làm theo quyết định của tổ chức cũng là sai thì xin anh cho một giải thích chính đáng. Lẽ nào phải phục tùng theo quyết định cá nhân của đồng chí Sa Quân sao? Nếu như đồng chí đại diện cho tổ chức thì tôi không còn gì để nói. Chị Hạo Cường vẫn không bỏ qua cơ hội cắn lại Sa Quân một nhát. Tự nhiên ám chỉ Sa Quân muốn ngồi vào vị trí của Diệp Phàm. Chương 2569, họa từ miệng mà ra. Bộp, bộp. Hai tiếng vang lên, Sa Quân đập bàn, quay người trừng mắt nói. Đồng chí Chị Hạo Cường, đồng chí đã sai, quá sai rồi. Sa Quân tôi đương nhiên không thể đại diện cho tổ chức. Nhưng đồng chí Khổng Đoan có thể đại diện cho tổ chức không? Tôi không nói chủ tịch Khổng đại diện cho tổ chức, bí thư Sa, xin anh đừng có động chạm vào người khác. Vấn đề của tổ chức rất nghiêm túc, bí thư Sa như vậy là đã đem tổ chức thành trò đùa trên miệng của bí thư rồi, đây là hành vi không nghiêm túc đối với tổ chức. Huống chi, chị Hạo Cường tôi không phải là dễ bị hù dọa như vậy. Đúng là hôm nay chị Hạo Cường chơi lại Sa Quân bằng bất kỳ giá nào. Dù sao cũng đều là trở mặt rồi, da mặt cũng dày rồi. Bởi vì chị Hạo Cường biết, Sa Quân muốn dùng ông ta để ép Khổng Đoan thôi. Chỉ cần bản thân ông ta ra thái độ kiên quyết thì Khổng Đoan cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là loại cỏ cứu mạng của chị Hạo Cường. Ở đây ngoài Khổng Đoan ra không thể tìm thấy người nào khác giúp được ông ta. Còn nói về Diệp Phàm, chị Hạo Cường không tin rằng hắn ta có thể giúp được. Anh không nói, những người ngồi đây đều nghe hết rồi. Sa Quân lạnh lùng nói. Đồng chí Sa Quân ăn nói phải chú ý chứ, vừa rồi Khổng Đoan tôi đây không phải điếc cũng không mù, đồng chí Chỉ Hạo Cường nói ra lời đó khi nào. Đồng chí Sa Quân, đây là hội nghị thường vụ, cần phải nghiêm túc, chú ý ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với những người làm công tác tư tưởng như anh, càng cần phải chú ý đến tính nghiêm túc. Khổng Đoan lạnh lùng nói. Vừa nãy không phải chủ tịch Khổng hỏi trợ lý Diệp rằng anh làm vậy thì sẽ cảnh cáo miệng sao? Còn kiến nghị của chủ tịch Khổng, trợ lý Diệp đã trả lời đâu? Sa Quân lạnh lùng nhìn Chị Hạo Cường nói. Việc này, việc này. Chị Hạo Cường ấp úng, toát cả mồ hôi. Hừ, đồng chí Chị Hạo Cường, trợ lý Diệp còn chưa trả lời anh đã lập tức nói phục tùng quyết định của tổ chức. Rốt cuộc là anh muốn phục tùng quyết định của đồng chí nào thay mặt tổ chức? Như vậy chẳng rõ rồi sao? Tôi thật không nghĩ tới tổ chức còn chưa có quyết định vậy mà anh đã giành nói trước. Đương nhiên nếu trợ lý Diệp cũng có cách nghĩ như vậy thì tôi Sa Quân cũng đồng ý đồng chí Khổng Đoan có thể đại diện cho tổ chức có phải không? Sa Quân đúng là không phải không suy xét gì, đã lôi cả Khổng Đoan vào đối mặt với Diệp Phàm. Đối với những việc lớn như này Diệp Phàm không thể mềm mỏng được. Bởi vì có thể thay mặt tổ chức ở đây chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Đồng chí Hạo Cường, anh đúng là quá nóng ruột rồi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng rồi bốc một cái. Chiếc bật lửa sau khi dùng để châm thuốc đa bị hắn ta ném lên trên mặt bàn. Đây đương nhiên là cảnh cáo chỉ Hạo Cường rồi, đồng chí chỉ vội vàng nói. Trợ lý Diệp, tôi không có ý đó. Thật sự tôi không có ý đó. Khi nãy tôi đã quá hồ đồ, đã quá nóng nảy rồi, nhất thời đã nói sai rồi. Chỉ Hạo Cường ấp úng nói, sắc mặt đỏ ửng lên. Còn hơn cả máu gà. Nhưng chỉ Hạo Cường lại không phát hiện được trong lòng Khổng Đoan không suy nghĩ gì. Anh cũng không cần phải toàn tâm đặt tôi vào vị trí đó, dù sao Khổng Đoan tôi cũng là phó bí thư địa ủy mà. Vì thế mà việc xử phạt đồng chí Chỉ Hạo Cường phải cộng thêm việc không làm rõ ràng quan hệ tổ chức. Bất kính với lãnh đạo, tôi thấy xử như vậy là quá nhẹ rồi, phải lấy danh nghĩa đảng ủy để báo lên tỉnh ủy. Sa Quân vẫn quyết tâm bày tử trận cho Chỉ Hạo Cường. Chỉ là nói một câu không đúng thôi mà, đồng chí Sa Quân làm gì mà suy xét, không buông tha như vậy. Hơn nữa đồng chí ấy cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi. Khiêm tốn chịu nhận phê bình của tổ chức, lẽ nào vẫn muốn giáng một gậy chết tươi sao? Đồng chí Sa Quân làm công tác tư tưởng thì cũng không phải làm như vậy chứ. Khổng Đoan thản nhiên nói. Một câu nói, lại còn không đúng. Chủ tịch Khổng nói nhẹ quá nhỉ.
Có những câu chỉ nói ra thôi là không thể thu lại được rồi. Hơn nữa đây lại là sai sót về tư tưởng một cách nghiêm trọng. Lẽ nào đồng chí Chỉ Hạo Cường không biết thế nào gọi là tổ chức sao? Tôi thấy là anh ta cố ý như vậy. Như thế đã biến trợ lý Diệp của chúng ta xếp vào vị trí nào? Lẽ nào Chủ tịch Khổng cũng đồng ý với lời nói của đồng chí Chỉ Hạo Cường sao? Sa Quân lôi Diệp Phàm ra để ép người. Khổng Đoan còn có thể nói gì nữa, nếu cứ tiếp tục thì chỉ đi xuống mà thôi. Được rồi, thế này. Lấy danh nghĩa tập thể đảng ủy thành phố Đồng Lĩnh cảnh cáo đồng chí Chỉ Hạo Cường. Còn có ghi vào trong hồ sơ không thì tạm thời không ghi. Tôi muốn xem biểu hiện của đồng chí ấy trong thời gian này. Nếu có thể lập công chuộc tôi, các đồng chí thấy sao? Diệp Phàm ra vẻ như đang hỏi người khác, Sa Quân tức đến vẹo cả mũi đi rồi. Trong lòng nghĩ hắn ta đã quyết định như thế lại còn hỏi chúng tôi làm gì nữa. Mà hôm nay anh ta đã đập bàn, thì một mình Khổng Đoan cũng không thể phản đối được. Sau rồi Khổng Đoan liếc sang Sa Quân nói. Được, được, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của trợ lý Diệp. Để xem biểu hiện sau này của đồng chí Chỉ Hạo Cường xem sao. Nếu đồng chí Chỉ Hạo Cường còn cứ tiếp tục thế này. Sa Quân với bộ dạng không nói được gì, trong lòng Diệp Phàm thầm chửi một câu, lão này đúng là bẩn thỉu, lại còn định ly gián sao. Biểu hiện có thể méo, tròn. Về sau đồng chí Chỉ Hạo Cường không thể không hướng về Diệp Phàm. Bằng không cũng là biểu hiện không tốt, còn Khổng Đoan nghĩ thế nào, cũng không thể dập đầu với Diệp Phàm được. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, xui xẻo. Vương Long Đông nhìn thấy Chỉ Hạo Cường gục đầu xuống bàn. Trong lòng Vương Long Đông nghĩ, đồ hay kiêu ngạo như hắn cũng có ngày hôm nay. Rồi còn việc làm thế nào để thuyết phục được tập đoàn Thần Lộ đã quên đi. Nhưng khi Diệp Phàm về đến phòng làm việc, uống được ngụm trà thì thư ký điền vào nói có Chủ tịch Khổng đang ở bên ngoài. Ông ta đến làm gì? Lẽ nào đúng là nói cho Chỉ Hạo Cường? Ông ta không thể ngu ngốc như vậy chứ, đây đều là việc của hội nghị thường vụ, Diệp Phàm nghĩ đi ra ngoài mời Khổng Đoan vào trong phòng. Trợ lý Diệp, tôi đến đây là muốn báo cáo với anh về việc của tập đoàn Thần Lộ. Khổng Đoan vào ngay vấn đề. Vậy thật tốt, chắc chắn Chủ tịch Khổng đã biết bí mật nào đó mà khi nãy ở cuộc họp không tiện nói ra đúng không? Diệp Phàm gật đầu cười. Cũng không nói là bí mật. Chủ yếu là nghe ngóng được chút tin tức muốn nói cùng với trợ lý Diệp. Nếu như có thể giúp cho chúng ta triển khai công việc thì càng tốt. Khổng Đoan nói. Anh nói tiếp đi. Diệp Phàm nói. Người phụ nữ Tống Hương Quân kia thường xuyên ở nước ngoài cho nên trong mắt cô ta vốn không có khái niệm về quan hệ, giao lưu với người trong nước chúng ta. Cô ta chỉ có lợi nhuận, lợi ích mà thôi. Là chủ tịch của công ty thuộc tập đoàn Thần Lộ. Cô ta chỉ muốn làm cho công ty của cô ta hùng mạnh hơn. Còn những việc như nói tình cảm với cô ấy cũng chẳng có ích gì. Về vấn đề này, thì cả Tất Phân Lý và Chỉ Hạo Cường cũng đã cất nhắc, thậm chí là tìm cả một vài quan hệ để áp chế cô ta. Nhưng kết quả chẳng tốt tí nào, mà còn làm cho cô ta tức giận. Vì vậy, người ta kiên quyết không gặp. Khổng Đoan nói, nếu như thế thì hình như tình hình của tập đoàn Thần Lộ không giống như đồng chí nào đó trước đó đã tìm hiểu, không có một quan hệ về quan chức gì cả. Tôi tin rằng đồng chí Tất Phân Lý và Chỉ Hạo Cường đã tìm được quan hệ quan chức thì cũng phải là người cấp tỉnh rồi. Nhưng họ đều không thành công, xem ra, chúng ta thật khó để giành được dự án này. Diệp Phàm nói, thái độ rất nghiêm túc. Tuy hai người họ đều đã nói ra quan hệ với cán bộ cấp cao đều là cấp tỉnh nhưng như vậy vẫn chưa đủ lớn, người ta cũng cho nói nhưng rốt cuộc nói như thế nào thì chúng ta không hiểu rõ. Miệng của lãnh đạo đương nhiên nói ra những ý nghĩa sẽ không không nhau. Quan trọng là thái độ của lãnh đạo không ra sao. Ví dụ như tiện hỏi anh một câu, như vậy thì có ích gì? Khổng Đoan buồn bực nói. Chủ tịch Khổng là người phụ trách chính quyền Đồng Lĩnh và cả dự án nhà máy điện, nên có phương pháp giải thích cho họ nên có biện pháp nào chứ? Mặc dù Chủ tịch Khổng là người chịu trách nhiệm về dự án nhà máy điện nhưng dự án đường cao tốc lại là nền tảng cho dự án nhà máy điện này. Quan hệ giữa lợi, hại trong đó chắc chắn Chủ tịch Khổng sớm đã nhìn ra. Diệp Phàm thản nhiên nói, tự nhiên đã có ý ép thực lực của Khổng Đoan. Việc này, tôi cũng đã nói với họ, lại còn tìm quan hệ cho họ nhưng nói thực, đến cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được Vô Tống Hương Quân này. Khi người ta không đồng ý thì đương nhiên không thể gặp rồi. Ôi, nói ra thì thật mất mặt, tôi thực không còn cách nào cả. Nếu không tôi đã không muốn đến làm phiền bí thư Diệp thế này. Anh còn bao nhiêu việc, lại còn trên tỉnh nhìn ngó. Trưởng ban thư ký Thôi Dương thời gian này cũng đã đi công việc một chuyến.
Lần này nghe nói nếu vẫn chưa liên hệ được với tập đoàn Thần Lộ thì sẽ mất mặt trước cuộc họp. Nghĩa là cái bàn chủ tịch của Khổng Đoan tôi đây cũng sẽ bị anh ta đập đi thôi. Chỉ trách do tôi không chú ý đến việc này, không nhiệt tình với việc này. Đây là chỗ nào chứ, Khổng Đoan tôi phải thế nào đây, lẽ nào phải bỏ thành phố này để quản Ngưu Gia Bình sao? Họ thật quá đáng, không phải Khổng Đoan tôi cào nhau mà là đồng chí nào đó đã quá đáng lắm rồi. Dù gì tôi cũng là chủ tịch tỉnh, lại là lực lượng chủ đạo của tổ chủ bị dự án nhà máy điện. Các đồng chí trên tỉnh xuống cũng là thứ yếu thôi. Xuống địa phương của chúng ta không những khua tay múa chân mà còn chỉ đạo ngang ngược. Sau đó tôi tức quá đã bảo trưởng ban thôi để ông ta ra mặt nói với tập đoàn Thần Lộ. Anh đoán kết quả thế nào? Cứ nói đến đây là người ta lại lắc đầu. Nói họ đến là giúp chúng ta triển khai công việc, chủ yếu là xây dựng Ngưu Gia Bình theo tiêu chuẩn. Còn dự án đường cao tốc Kinh Ngân không có liên quan gì đến ông ta. Lại nói đến đó, đường cao tốc Kinh Ngân có liên quan đến dự án nhà máy điện. Thế sao cứ nói đến việc thuyết phục tập đoàn Thần Lộ lại chỉ nói đó là việc của chúng tôi? Ngày tháng này ai lại muốn đâm đầu vào chỗ khổ, ai chả muốn làm ông nọ bà kia ngồi đấy mà chỉ trỏ. Những lời nói hôm nay của tôi với trợ lý Diệp xuất phát từ đáy lòng. Lẽ nào Khổng Đoan tôi lại không muốn có được dự án lớn này sao? Có thể như vậy không? Tôi là người dân Đồng Lĩnh chính gốc mà. Tôi còn muốn, còn cấp bách hơn cả họ ấy chứ, nhưng việc này không phải chúng ta muốn mà được. Tôi thực sự đã cố gắng nhưng cũng không có cách nào nữa. Vì vậy tôi muốn nói với trợ lý Diệp, hy vọng trợ lý Diệp có thể tìm ra cách để có được dự án này. Việc này không thể kéo dài mãi được, Chủ tịch Điền đã đích thân gọi điện cho tôi rồi, yêu cầu trong vòng một tuần phải giải quyết dự án nhà máy điện và đường cao tốc Kinh Ngân đi qua Đồng Lĩnh. Khổng Đoan vừa tức vừa thấy đau xót, và đương nhiên Diệp Phàm lại nghĩ người này có khiếu diễn kịch. Đúng là vở bi tình bài. Chương 2570, người đàn bà kiêu ngạo. Nhưng Khổng Đoan đều nói đến thân phận, là nhân vật số một của Đồng Lĩnh đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa, đều là vì nhân dân Đồng Lĩnh, chứ không phải vì cá nhân. Diệp Phàm trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Khi nãy anh nói có nghe ngóng được chút tin tức, cứ nói ra xem đã. Hai chúng ta cùng nhau nghĩ xem có cách nào mà có hiệu quả không. Là như thế này. Nghe nói cha của Chủ tịch Tống Đăng Vân là ông Tống Mậu Lâm một năm trước mắc phải căn bệnh khó chữa. Khổng Đoan nói, nếu đã nói là bệnh nan y thì nhà họ Tống có giàu cỡ nào, mời bác sĩ giỏi đến nhưng đều không khỏi. Xem ra bệnh đó đúng là bệnh nan y khó chữa rồi. Nhưng Chủ tịch Khổng có thể nói rốt cuộc bệnh đó là gì không, cứ như một câu chuyện vậy. Diệp Phàm nói, hình như là miệng không khép lại được, theo lý mà nói thì hình như xương ở dưới cằm bị tách ra. Bác sĩ có kinh nghiệm vỗ một cái thì có thể dính liền lên trên. Chính là ở chỗ vỗ đấy nếu như có thể có khung xương thì chắc sẽ khỏi được. Nhưng lạ là miệng ông ta vừa mới ngậm lại được thì lại há ra. Miệng không ngậm lại được nên nước dãi cứ chảy ra và cũng không thể nói được. Đúng thật là hỏng bét. Nhà họ Tống đã mời không ít bác sĩ nổi tiếng, kể cả bác sĩ nước ngoài cũng mời đến nhưng đều không tác dụng gì. Thấy cha khó chịu như vậy nên Tống Đăng Vân bỏ ra 50 triệu thưởng cho ai chữa được bệnh cho cha mình. Nhưng một năm nay rồi chưa ai nhận được 50 triệu này. Khổng Đoan nói, ý anh là nếu như chúng ta tìm được người trị khỏi bệnh cho ông ta thì chúng ta sẽ có hy vọng rồi đúng không? Diệp Phàm hỏi, thành công đến 80%, chỉ có điều không dễ gì mà tìm được bác sĩ giỏi, tôi cũng đã nghĩ đến việc này, và đồng chí Tất Phân Lý cùng chị Hạo Cường cũng đã nghĩ rồi. Nhưng bác sĩ mà họ có thể mời thì cũng đã đến rồi. Đúng là nhiều khi có tiền mà cũng không làm gì được đúng không? Khổng Đoan trao mày nói. Vậy thì còn cách nào nữa, nếu dựa vào tài sản nhà họ Tống thì họ đương nhiên đã mời hết những bác sĩ nổi tiếng giỏi tới rồi. Diệp Phàm có chút không hiểu Khổng Đoan nói là có ý gì. Cũng không hẳn như vậy, nghe nói có Cục Bảo vệ Sức khỏe Trung Hải. Bác sĩ trong cục này đều là những người đã được tuyển chọn. Được cho là những đồng chí tư tưởng đáng tin nhất. Những người này phụ trách công việc chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo trong quân đội và tổ chức đảng trung ương nên lập ra một bệnh viện riêng biệt là Bệnh viện Dân quân Hoa Hạ. Khổng Đoan hí hửng nói. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ, nếu là bệnh viện đó thì hắn ta vào dễ như đi nhà vệ sinh vậy. Nhưng hắn ta đương nhiên không thể nói ra, nét mặt khó coi nói. Nói những lời này cũng chẳng ích gì. Có thể dựa vào tài sản nhà họ Tống cũng không dễ gì mà mời được những bác sĩ đó. Đương nhiên là vậy,
nghe nói Tống Đăng Vân đã tìm mọi cách nhưng cũng không mời được một ai trong số đó cả. Xem ra trong một vài trường hợp thì tiền cũng chẳng là gì. Không phải cứ có tiền là làm gì cũng thành. Khổng Đoan có vẻ như vui khi người khác gặp họa, nói. Vậy thì chúng ta cũng coi như hết cách rồi đúng không? Việc này đúng là khó giải quyết, nhưng... Diệp Phàm nói đến đây thì thấy sắc mặt Khổng Đoan càng ngày càng trầm lại. Đương nhiên là hắn ta đã đi guốc trong bụng Khổng Đoan rồi. Có phải trợ lý Diệp có cách không? Khổng Đoan trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm, như thể điều này là không thể. Có thể thử xem sao nhưng cũng không biết là có kết quả gì không nữa. Diệp Phàm thản nhiên nói, đương nhiên là nắm rõ biểu hiện của Khổng Đoan rồi. Ôi, xem ra tôi đúng là gặp đối thủ rồi. Không biết trợ lý Diệp có thân quen với vị chuyên gia nào. Nếu như có thể giúp được thì chúng tôi cũng nên chuẩn bị chút, có thể nói với nhà họ Tống xem thái độ của họ thế nào. Tôi nghĩ lúc này đúng là cơ hội tốt. Trong mắt Khổng Đoan như hiện lên tia hy vọng. Được, Chủ tịch Khổng cứ đi nói với nhà họ Tống đi, xem họ cần chuyên gia như thế nào. Diệp Phàm nói với bộ dạng rất nhẹ nhàng, khiến Khổng Đoan nghĩ anh ta như đang nói khoác, mà không sợ mất mặt. Trong lòng nói, giờ ta đi nói với người nhà họ Tống trước, sau này mà anh không làm được thì anh mất mặt trước, vì thế mà Khổng Đoan nói. Vậy tôi sẽ đi nói với nhà họ Tống trước. Được. Diệp Phàm lại gật đầu lần nữa. Khổng Đoan đúng là hoài nghi rồi ra về. Buổi chiều khi gần tan làm, Khổng Đoan lại đến. Nhưng đi cùng ông ta lại có vài người nữa và Diệp Phàm cũng không nhận ra là ai. Nhưng trong đó có một phụ nữ mặc chiếc áo khoác da quý phái. Khuôn mặt miễn cưỡng. Nhưng có vẻ như Diệp Phàm đã cảm nhận được, khí chất của người phụ nữ này khiến người khác phải sợ hãi. Mà cũng khiến người ta khó có thể nói ra những điều kỳ lạ. Trợ lý Diệp, đây chính là chủ tịch của tập đoàn Thần Lộ, cô Tống Hương Quân. Khổng Đoan nhiệt tình giới thiệu. Xin chào trợ lý Diệp. Tống Hương Quân nhanh chóng đưa tay ra bắt tay Diệp Phàm. Nhưng thái độ không phải rất nhiệt tình, khiến cho Diệp Phàm có cảm giác như người phụ nữ này làm việc công, như lãnh đạo gặp đồng chí cấp dưới vậy. Chủ tịch Tống, chúng ta vào trong uống chén trà đã. Hai bên đều chào hỏi xong, Diệp Phàm cũng đưa tay ra rồi cười. Nhưng cũng chỉ là lời nói mời mọc xã giao, tự nhiên cô không vui vẻ thì tôi cũng chẳng thế nào. Trước giờ Diệp Phàm cũng có chút kiêu kỳ mà. Trợ lý Diệp. Ý của Chủ tịch Tống là chúng ta đến lầu Thiên Nhai nói chuyện. Giờ cũng đã đến giờ ăn rồi, vừa ngồi nhâm nhi chén rượu, vừa nói chuyện cũng rất thú vị đúng không? Đây gọi là vừa vui vẻ, vừa công việc mà. Khổng Đoan cười nói. Vậy được, đến Thiên Nhai lầu. Chủ tịch Khổng, anh sắp xếp đi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ rồi nói. Chúng tôi sớm đã sắp xếp rồi. Tống Hương Quân nói, ra vẻ hống hách. Diệp Phàm trong lòng không được thoải mái. Cô sắp xếp là đương nhiên rồi, nhưng thái độ phải là mời, chứ không phải ra lệnh như vậy. Cứ như là ta đây nhất định phải đến ăn cùng cô không bằng. Hay là muốn ta phải la liếm cái mông lạnh của cô. Các vị là khách, chúng tôi coi như là chủ. Việc này nên để chúng tôi sắp xếp mới đúng chứ. Còn gì vui hơn khi có khách từ xa tới. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nhìn Khổng Đoan nói. Thế này đi Chủ tịch Khổng, tôi thấy nhà hàng Đồng Lĩnh cũng không tồi. Hay là chọn chỗ đó nhé. Việc này, Khổng Đoan ngây người không biết nói thế nào, ngầm cảm thấy Diệp Phàm không thoải mái. Nhưng người họ Tống kia cũng thật khó khăn mới mời được. Giờ nếu như làm cô ta tức giận thì dự án cao tốc coi như đứt. Nếu dự án cao tốc trắc trở thì dự án nhà máy điện coi như mất đi một lợi thế lớn. Khổng Đoan đang tức giận Diệp Phàm không nghĩ tổng thể, và cũng đang tức Tống Hương Quân quá kiêu ngạo. Diệp Phàm dù gì cũng là nhân vật quan trọng ở Đồng Lĩnh. Cô có kiêu ngạo thì cũng không thể kiêu ngạo trước mặt anh ta chứ. Hơn nữa nay cô đến là để cầu cứu anh ta mà. Đương nhiên là Khổng Đoan chỉ nghĩ chứ chưa nói ra. Có thể là người họ Tống này không mấy tin tưởng rằng Diệp Phàm có thể mời được đồng chí trong Viện Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia nhà được. Lần này nể mặt gặp cũng là thử xem sao. Chắc cũng không thành ra sao được. Trợ lý Diệp, nghe nói Đồng Lĩnh các anh đang có dự án quy hoạch, kiến thiết đường cao tốc Kinh Ngân phải không? Không ngờ Tống Hương Quân lại ra chiêu bào này, mà lời nói còn có chút như uy hiếp, có ý là nếu anh không theo sắp xếp của chúng tôi thì dự án Kinh Ngân cũng coi như không cần phải bàn tính. Cơn giận của Diệp Phàm cuối cùng cũng đã bị châm ngòi. Trong lòng nói không ngờ cô này lại vênh váo như vậy. Chẳng trách mà Tất Phân Lý, Chi Hạo Cường, ngay cả Khổng Đoan cũng đều bó tay. Vì thế mà Diệp Phàm nhìn Tống Hương Quân cười nói. Đúng là có chuyện đó, đang quy hoạch.
Đúng là trùng hợp, công tu chúng tôi cũng phụ trách đường cao tốc Kinh Ngân này. Mà lại còn là nhà đầu tư lớn nhất trong dự án cao tốc đó. Tống Hương Quân biết người họ Diệp kia đang giả ngốc, nên nói thẳng ra để ép người. Ha ha, tôi xin chúc mừng Chủ tịch Tống đã nắm trong tay dự án đó, vậy thì tiền vào như nước rồi. Diệp Phàm có chút châm chọc nói, chẳng nói gì đến đường cao tốc của Đồng Lĩnh. Câu nói này khiến cả Khổng Đoan đều toát cả mồ hôi ra. Lúc này ông ta không thể chen lời vào được, đứng bên cạnh mà mồ hôi cứ tuôn ra. Nhưng trong lòng ông ta cũng biết, Diệp Phàm chắc không gấp gáp gì việc này. Dù sao thì dự án nhà máy điện cũng do ông ta đứng đầu, anh ta không gấp nhưng bản thân Khổng Đoan không thể không lo, vì vậy mà ông ta không chịu nổi nói. Chủ tịch Tống là công ty lớn, một tài chính lớn. Trong quy hoạch đường cao tốc Kinh Ngân của Đồng Lĩnh chúng ta cũng có ý tiếp giáp với đường cao tốc Kinh Ngân, hình thành nên một mạng lưới cao tốc liên tỉnh. Đến lúc đó hy vọng Chủ tịch Tống có thể ủng hộ chúng tôi việc này. Trong lòng Diệp Phàm thầm chửi một câu đúng là đồ nhu nhược. Việc này, Tống Hương Quân kéo dài nói, cố ý dừng lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Có thể suy xét được, nhưng đứng ở đây mà nói thì cũng không bàn được gì phải không? Tống Hương Quân lại phát ra hiệu lệnh, có ý là phải nghe theo những gì mà cô ta đã sắp đặt. Trợ lý Diệp, anh thấy thế nào? Khổng Đoan cũng không dám nói trực tiếp ra là đến Thiên Nhai Lầu, nhưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có thể là hy vọng hắn ta có thể vì tập thể, đừng có gây sức ép với đại gia kia. Mà lúc này Tống Hương Quân cũng giả cười mà nhìn Diệp Phàm cùng Khổng Đoan, nghiễm nhiên như đạt được thế thắng. Ha ha ha, Chủ tịch Khổng, anh tiếp cô Tống đi, còn về việc đường cao tốc thì anh nói chuyện với cô ấy. Đây không phải việc của tôi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Vậy đi Thiên Nhai Lầu. Khổng Đoan trong lòng như hụt hẫng. Ha ha, vậy các vị đi đi, tôi có việc phải đi trước. Diệp Phàm cười rồi bước chân đi. Trợ lý Diệp, ngồi lại đã. Chủ tịch Tống cũng có thành ý phải không? Khổng Đoan biết là Diệp Phàm không nể mặt rồi nên khẩn trương nói lại. Không phải tôi đã nói với chủ tịch rồi sao, đây không phải việc của tôi. Anh muốn nói gì thì nói, không sao. Đến lúc đó nói trong hội nghị thường vụ là được rồi. Diệp Phàm cũng không quay lại, mà đi về phía trước. Nhưng lại liếc nhìn thấy vẻ mặt Tống Hương Quân không mấy dễ nhìn. Trợ lý Diệp, anh xem, nếu như Thiên Nhai Lầu không hợp khẩu vị thì chúng ta chuyển sang nhà hàng Đồng Lĩnh cũng được nhưng để chúng tôi thanh toán. Và mời trợ lý Diệp đến. Lúc này tiểu thúc Tống Phong đứng bên Tống Hương Quân không chịu được nữa phải lên tiếng. Cùng với ánh mắt liều lĩnh nhìn cô cháu gái Hương Quân. Chương 2571, đối đầu khốc liệt. Đúng, đúng nhà hàng Đồng Lĩnh cũng rất tuyệt. Khổng Đoan lập tức lên tiếng. Đồng Lĩnh thì Đồng Lĩnh, nhưng chú, cháu thích món ăn ở Thiên Nhai Lầu. Chú sắp xếp bảo người ta mang đồ ăn đến nhé. Tống Hương Quân hừ nói, đương nhiên làm thế là để lấy lại chút thể diện thôi mà. Vậy được, chúng ta đi, trợ lý Diệp, mời. Tống Phong nói, thực ra Diệp Phàm không muốn kỳ kèo chuyện nhỏ này nhưng chỉ vì Tống Hương Quân quá ngạo mạn nên hắn ta làm vậy để rèn cô ta. Mà mạng sống của lão gia nhà họ Tống đang nằm trong tay hắn ta nên không sợ nhà họ ép. Nếu như gặp người này không được thì Diệp Phàm vẫn còn nước cờ khác là chào hỏi vị thứ trưởng bộ giao thông họ Tống kia, chỉ cần phê không thể qua hải quan thì tập toàn thần lộ có thể làm được gì chứ. Trên đường đi Tống Hương Quân không nói nửa lời, thỉnh thoảng Tống Phong lại nói dăm ba câu xã giao. Sau khi vào phòng của nhà hàng Đồng Lĩnh, mọi người đều ngồi xuống. Uống xong chén trà Khổng Đoan vội vàng cười nói. Chủ tịch Tống, tôi sớm nghe danh chủ tịch của tập đoàn thần lộ đã lâu, nay mới được gặp mặt thật đúng là diễm phúc của tôi. Chủ tịch, tôi mời cô một chén. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, sao lại nói là diễm phúc được? Phải nói là muốn gặp được quan chức cán bộ như các anh đây mới là khó. Ví dụ như một vài lãnh đạo đâm cả trời xanh, là đầy tớ của dân nhưng tôi thấy có vài lãnh đạo chẳng làm đúng cái vị trí đó. Vốn vẫn là chủ của dân mà. Những thường dân như chúng ta đây không thể dựa dẫm được. Tống Hương Quân hàm ý châm chọc nói. Để Chủ tịch Tống chê cười rồi, trong số những cán bộ của chúng tôi có rất ít cán bộ như vậy. Nhưng một là một, hai là hai. Như tôi và trợ lý Diệp đây không dám nói mình là chủ, là cha của dân đúng không? Chúng ta đều là vì nhân dân mà. Ví dụ ngay từ đầu dự án đường cao tốc Kinh Ngân không đi qua Đồng Lĩnh như vậy là không công bằng với nhân dân Đồng Lĩnh. Xây dựng đường cao tốc là để làm gì? Đương nhiên là vì phục vụ cho nhân dân. Làm thế nào có thể làm gì đó cho nhân dân Đồng Lĩnh?
nhưng lực bất tòng tâm. Tống Hương Quân nói trước mục đích là để ép Diệp Phàm phải cầu xin cô ta. Nhưng Diệp Phàm lại chẳng màng tới, thản nhiên nhâm nhi chén trà, đặt chén trà xuống rồi nói với Tống Phong. Trà này quả là ngon, vị rất đặc biệt. Trợ lý Diệp, nói thực, tôi rất lo. Tống Phong nhanh muốn chuyển chủ đề. Ồ, nếu có gì thì cứ nói, dù sao cũng chưa mang đồ ăn lên. Nhàn rỗi chúng ta nói chút cũng được. Diệp Phàm cố ý nhìn Tống Phong, thản nhiên nói. Ông cụ nhà tôi vẫn nằm trên giường. Có nghe nói qua, chúng tôi biết những chuyên gia trong Cục Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia đều là những cao thủ về y học. Tống Phong vào đề luôn. Điều đó là đương nhiên rồi, bằng không sao lại gọi là Cục Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia chứ. Nghe nói tất cả nhân viên làm việc trong đó đều là những nhân vật nổi tiếng, uy tín trong lĩnh vực y học. Nếu nói về bệnh tình của ông Tống chắc chắn cũng sẽ có những hy vọng và giúp đỡ nhất định. Nhưng tôi cũng nghe nói, hình như ông Tống không phải người trong thể chế đúng không? Diệp Phàm cố ý hỏi. Anh lại còn giả bộ không biết, Tống Phong tức giận thầm nói trong lòng. Những sắc mặt lại ra vẻ tươi cười nói. Không, cha tôi xuất thân trong giới buôn bán, là một nhân vật cũng nổi tiếng trong giới làm ăn. Mà cha tôi cũng đã từng là ủy viên tỉnh Tấn Lĩnh, từng đảm nhiệm một vị trí nhỏ phó hội trưởng hội thương nhân tỉnh. Thế thì việc này khó khăn đây, vì ngay cả những cán bộ trong thể chế cũng phải yêu cầu có một cấp bậc nhất định mới được, bằng không một vị chủ nhiệm thôn thôi mà cũng yêu cầu chuyên gia đền thì chắc mấy chục người kia mệt bằng chết. Diệp Phàm nói ý, không nói rằng bản thân hắn có thể giúp được. Ai nói không phải, chúng ta là những người dân thì có cách gì chứ? Không có quan hệ nhất định gì thì chúng ta không thể mời được những thần tiên đó. Tống Phong có chút tức giận nói. Những người dân bình thường, hiện giờ đương nhiên các anh đã vượt lên tầng này rồi chứ. Nhưng đến các anh cũng không có cách gì như vậy thì việc này quả thật rất khó khăn, đúng là bó tay rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Không khó khăn thì tao đến tìm mày làm gì chứ? Tống Phong lẩm bẩm trong lòng, sắc mặt khó coi, trầm lắng một lúc rồi cũng dày mặt nói. Việc này tôi nghe Chủ tịch Khổng nói trợ lý Diệp có bạn cho Ninh Cục Bảo vệ Sức khỏe đúng không? Bạn, tôi không có. Diệp Phàm lắc đầu luôn, nhìn Tống Phong rồi nói. Nhưng, việc này. Nói đến đây Diệp Phàm lại dừng lại, nâng chén trà lên rồi từ từ nhấp môi. Ồ, đúng là loại trà này rất ngon. Chủ tịch Khổng, hỏi chủ nhà hàng xem trà này ở đâu vậy? Diệp Phàm đặt chén trà xuống rồi hỏi. Phát hiện ra Tống Phong luôn nhìn về phía cô cháu gái. Trợ lý Diệp nếu đã thích uống, chỗ tôi còn có trà Long Tỉnh Tây Hồ Thượng Hạng. Cần bao nhiêu mai tôi sẽ mang tặng. Tống Hương Quân cuối cùng cũng đã mở miệng. Trà Long Tỉnh Tây Hồ. Ồ, tôi không thích những loại xa xỉ, vẫn thích loại trà dễ uống này. Diệp Phàm lắc đầu. Loại hảo hạng nói thực tôi cũng không làm được, nếu có làm thì cũng chỉ là hàng giả, lấy cho trợ lý Diệp dùng thì cũng không quen. Tống Phong nói. Trợ lý Diệp, không có bạn trong Cục Bảo vệ Sức khỏe thì có quan hệ với người nào trong đó? Không phải trợ lý Diệp nói với Chủ tịch Khổng là có bạn trong Cục Bảo vệ Sức khỏe sao? Nên hôm nay chúng tôi mới tới, giờ anh lại nói không có bạn, lẽ nào, tôi không thể ngờ được, trợ lý Diệp là trợ lý của Chủ tịch tỉnh mà cũng là kẻ lừa dối hay sao? Tống Hương Quân đã tức giận, biết rằng những ý đồ của họ Diệp kia là nhằm vào cô ta. Lừa người, tôi nói là lừa người lúc nào? Diệp Phàm có bộ dạng như chẳng có gì xảy ra. Không phải là lừa dối thì sao lại nói không có bạn trong Cục Bảo vệ Sức khỏe? Tống Hương Quân nói như chất vấn. Không có bạn cũng không thể nói là không thể mời được họ chứ. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Trợ lý Diệp đúng là có thể mời được họ sao? Tống Phong vội vã hỏi. Ha ha! Diệp Phàm cười thần bí, rồi lại uống trà. Tống Phong và Tống Hương Quân đều đã gấp gáp không chịu nổi. Hai người họ đều hận không thể xông lên cho tên giả ngây ngô, ngốc nghếch này một trận. Trợ lý Diệp, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào? Tống Hương Quân thật sự đã tức giận, hung hăng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm chất vấn hắn. Thế nào là thế nào? Đồng chí Chủ tịch Tống có ý gì? Diệp Phàm vẫn thản nhiên liếc nhìn cô nàng này, vẻ mặt điềm nhiên, phải khiến cô ta tức điên lên mới được. Bằng không đã không lấy cán bộ làm lương khô rồi, Khổng Đoan trong lòng cũng đang khó chịu lắm. Nhưng ông ta cũng lo Diệp Phàm khiến cho cô ta tức giận thật thì sẽ hỏng việc nhưng cũng không thể chen mồm vào được, nên đương nhiên tức giận rồi. Có phải trợ lý Diệp đang giả bộ hồ đồ phải không? Tống Hương Quân nghiến răng, giọng điệu nặng nề hơn. Tôi không hiểu Chủ tịch Tống nói ra lời đó là có ý gì.
Cái gì là giả bộ không hiểu? Tôi đúng là bị cô làm cho hồ đồ rồi, xin chủ tịch Tống giải thích rõ. Diệp Mỗ này khó mà bị hồ đồ một lần. Diệp Phàm lại thản nhiên nói. Anh không phải là biết rõ mà vẫn giả bộ không biết sao? Rõ ràng biết hôm nay chúng tôi đến là làm gì. Không ngờ trợ lý Diệp lại chơi trò du kích, muốn coi cả nhà họ Tống chúng tôi thành lũ ngốc sao? Tống Hương Quân tức giận. Đồng chí Hương Quân, cô đã nói như vậy thì Diệp Mỗ tôi cũng phải nói một câu. Diệp Phàm tôi có hiểu biết rõ mà vẫn giả bộ thì có sao? Đừng nói đến nhà họ Tống, tôi đây không dọa. Cô tự nhìn lại bản thân cô đi. Cán bộ đồng lĩnh của chúng tôi 3 lần 7 lượt đến tìm cô, muốn gặp cô chút ấy vậy mà cô kiêu căng. Họ dù sao cũng là 2 cán bộ cấp phó giám đốc sở, vậy mà các cô hống hách. Những đồng chí như chúng tôi đều là lương khô có phải không? Nếu nói đến hiểu mà còn giả bộ thì trước tiên phải nói đến đồng chí Hương Quân đây đầu tiên phải không? Diệp Phàm nói sai chỗ nào không? Cô không tiếp đón đồng chí của chúng tôi không tiếp cô một lần đã không chịu nổi rồi sao? Cô thử đổi suy nghĩ đi xem. Diệp Phàm lên giọng nói. Đó là các anh cố tình gây chuyện. Tập đoàn Thần Lộ chúng tôi là làm ăn kinh tế, không có lợi nhuận, lại còn phải bỏ ra một khoản như vậy thì sao chúng tôi chịu làm? Đổi cách suy nghĩ, nếu anh là chủ tịch thì anh có làm thế không? Người làm ăn nói chuyện làm ăn, nếu như cái gì cũng làm thì tập đoàn của chúng tôi sớm đã đóng cửa rồi, chứ còn nói gì đến phát triển nữa. Chúng tôi không phải kiêu kỳ, mà là chúng tôi không thể đồng ý chuyện này. Vì thế mà tôi không muốn gặp. Nếu trợ lý Diệp thấy tôi nói không có lý thì hôm nay cũng không cần phải bàn bạc gì nữa. Có thể khẳng định một câu, quy hoạch của các anh chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Cần làm đường cao tốc cũng có thể nhưng các anh tự bỏ tiền mà làm. Tập đoàn chúng tôi không phải nhà từ thiện, một chút cũng không thể bỏ ra. Tống Hương Quân cao ngạo nói. Sao lại nói là không có lợi nhuận gì, chủ tịch Tống, đồng lĩnh của chúng tôi là thành phố lớn thứ 3 của tỉnh Tấn Lĩnh, một năm có bao nhiêu xe chạy qua quốc lộ. Chỉ cần xây dựng xong đường, các cô hoàn toàn có thể thắng lợi đúng không? Khi nãy trợ lý Diệp cũng đã nói, đường cao tốc xây ra để làm gì? Cũng là một việc dân sinh đúng không? Nếu đem thành phố lớn thứ 3 của tỉnh Tấn Lĩnh vứt đi thì còn nói gì là phục vụ cho nhân dân Tấn Lĩnh? Người làm ăn nói chuyện làm ăn, các cô kiếm tiền là hoàn toàn chính đáng. Nhưng các cô kiếm tiền cũng phải nghĩ đến thực trạng hiện tại đúng không? Có những việc hoàn toàn có thể thông qua đàm phán mà thành, mà không phải là đánh một gậy là chết. Đến ngay cả cán bộ mà chúng tôi cử đi cô cũng không gặp, như vậy có phải là quá khinh thường cán bộ chúng tôi rồi không? Khổng Đoan cũng tức giận nói. Chương 2572, không thể không phục. Dân sinh, là chuyện của bên chính quyền các vị. Đương nhiên, tập đoàn Thần Lộ của chúng tôi mấy năm qua cũng đã quyên góp số tiền lên đến hơn 1.000 vạn, có thể nói là chúng tôi không quan tâm đến người dân sao. Làm ăn là làm ăn, từ thiện là từ thiện, hai chuyện không thể lẫn lộn làm một được. Tống Hương Quân lạnh lùng nói. Ý của chị Tống là dự án cao tốc Đồng Lĩnh chắc chắn là các anh chưa suy nghĩ xét kỹ đúng không? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt đối không thể suy xét, ngay cả lão gia nhà tôi có tỉnh dậy cũng không thể suy xét việc này được. Thần Lộ cũng không phải là cùng một nhà với Tống gia cũng chỉ là có cổ phần lớn nhất thôi. Căn cứ vào lợi ích và mục đích phát triển của công ty. Chúng tôi không thể chấp nhận kế hoạch vô lý của các vị. Cho nên, đối với việc này, không cần nói thêm nữa. Tôi có thể chắc chắn với các vị rằng, không thể đồng ý yêu cầu vô lý của các vị. Giọng điệu của Tống Hương Quân càng kiên quyết hơn. Người phụ nữ này, xem ra thật quá ác nghiệt, không ngờ lại không quan tâm gì đến chuyện của ông cụ. Vậy thì thật xin lỗi, chúng ta có cần thiết phải tiếp tục ngồi đây nữa không? Diệp Phàm khoát tay nói. Rất cần. Tống Hương Quân nói. Lẽ nào Tổng Giám Đốc Tống còn có biện pháp khác? Khổng Đoan vội vàng hỏi, khi nãy có thể chỉ là chọc tức Khổng Đoan mà thôi. Tận mắt thấy bà ta và Diệp Phàm nâng nhau lên liền muốn chọc rồi. Chúng tôi trả thù lao là được, chỉ cần trợ lý Diệp có thể mời chuyên gia Cục Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia đến đây. Tống gia chúng tôi sẽ thêm 200 vạn coi như là phí trung gian. Như vậy cũng không phải là ít chứ. Tống Hương Quân nói. 200 vạn, nhiều vậy sao? Diệp Phàm nhìn Khổng Đoan một cái rồi thản nhiên nói. Nếu trợ lý Diệp thấy ít thì có thể thêm một chút. Tổng cộng 260 vạn được chứ. Lấy một chút ra đầu tư cũng có thể khiến cho người nhà trợ lý Diệp sống một cách khá thoải mái đấy. Chúng tôi biết, các vị làm quan như thế này kiếm được chút tiền lương cũng không dễ dàng gì.
nếu muốn giơ tay thì lại sợ người ở ủy ban kỷ luật tìm đến tận cửa rồi. Chúng tôi chi phí trung gian cho các vị thì chúng tôi cũng có thể nhận được một cách giải quyết hợp lý việc này. Tuyệt đối sẽ không đưa chuyện này lên ủy ban kỷ luật có phải không? Tống Hương Quân kiêu ngạo vô biên. Ha ha, tuy rằng lương của tôi không cao nhưng bản thân không có hứng thú. Nếu như không còn cách nào khác, thì ăn bữa cơm này cũng chẳng khác là mấy. Chủ tịch Khổng, tôi phải đi trước rồi. Lát nữa nhớ tổng kết lại sổ sách, chính phủ đã không có tiền, nhưng bữa ăn này thì vẫn phải trả đó. Diệp Phàm nói xong liền đứng dậy. Trợ lý Diệp, Tống Hương Quân cũng là hơi nóng vội, anh chớ phật ý. Kỳ thật, lần này chúng tôi đến là có thành ý. Ông cụ bây giờ còn nằm trên giường, nếu như trợ lý Diệp có thể mời chuyên gia Cục Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia tới thì Tống gia tuyệt đối sẽ không hàm hồ đâu. Thêm một chút nữa cũng có thể mà. Tống Phong cũng vội vã. Ha ha, chỉ có một yêu cầu, đem bản quy hoạch cao tốc lên. Về phần bộ giao thông bên đó chúng tôi có thể nói đỡ cho vài lời. Nếu như các vị không thể đáp ứng yêu cầu này, vậy thì không còn gì để nói cả. Diệp Phàm cười nói. Anh, vô liêm sỉ. Tống Hương Quân cực kỳ tức giận, đứng lên chỉ vào Diệp Phàm. Vô liêm sỉ, cô nói đúng, tôi đúng là người như vậy, là hạng người vô sỉ. Tuy nhiên, có thể vì nhân dân mà vô sỉ, Diệp Phàm tôi cam tâm tình nguyện vô sỉ cả trăm lần. Đây gọi là vô sỉ. Cô Tống, cô vẫn chưa đạt tới mức vô sỉ này. Cho nên, cô không thể hiểu được tôi. Diệp Phàm tôi vô sỉ, chỉ có trời mới hiểu. Diệp Phàm lạnh lùng dõng dạc nói, hơn nữa vẻ mặt còn chằm chằm nhìn vào Tống Hương Quân. 11 cao thủ tiến lên, Tống Hương Quân lùi về sau một bước. Dường như cảm thấy người này vô cùng cao lớn đến nỗi có thể làm cho người khác run sợ. Mình làm sao vậy, một tên cán bộ như hắn thì có thể làm được gì? Trong lòng Tống Hương Quân không hiểu nổi sự yếu đuối của bản thân nên khách sáo đứng dậy. Hương Quân, ông cụ còn trên giường. Chuyện kiếm tiền đương nhiên quan trọng, nhưng bệnh tình của ông cụ quan trọng hơn. Huống chi, cao tốc Đồng Lĩnh cũng không thể lỗ vốn. Chỉ có điều đầu tư trước mắt lớn hơn rất nhiều thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể kéo các cổ đông vào vụ này cùng nhau thanh toán đúng không? So với bệnh tình của ông cụ, thì việc này có đáng vào đâu? Tống Phong có chút giận dữ. Hạ giọng nhắc nhở cháu gái. Trợ lý Diệp, có thật là anh có thể mời được chuyên viên y tế không? Chúng tôi khó mà tin được. Tống Hương Quân trầm ngâm trong chốc lát rồi không ngờ lại nói ra những lời đó. Có lẽ cũng đã nghĩ đến tình hình hiện tại. Không cần để ý đến những lời của tôi, đối với một số việc, các vị cho rằng ngàn vạn khó khăn. Nhưng đối với Diệp Phàm tôi, mời một chuyên gia cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Diệp Phàm lên mặt. Hôm nay nhất định phải dạy cho Tống Hương Quân một bài học. Phải dạy cho cô ta chừa cái tính tình ấy đi, đây chính là phong cách của Diệp lão đại. Ngay đến cả Khổng Đoan cũng cảm thấy hắn quá kiêu ngạo rồi, nếu như chuyên viên y tế dễ mời như vậy, người nhà họ Tống đã sớm mời được rồi. Đây là chuyện khó mà tin được, mà chuyên viên y tế kia đâu có phải là người nhà của Diệp Phàm. Tên này chắc chắn là đang khoác lác, Khổng Đoan nghĩ thầm như vậy, trong lòng khá thất vọng. Được. Chuyện này là anh nói đó nhé. Chỉ cần trợ lý Diệp có thể mời chuyên gia đến, chúng tôi đồng ý sửa chữa quy hoạch. Đem cao tốc Đồng Lĩnh tới ngân hàng cao tốc Bắc Kinh, đến lúc đó nếu trợ lý Diệp không mời được chuyên gia tới, Tống Hương Quân tôi sẽ buộc anh phải xin lỗi Tống gia chúng tôi trên tấn lĩnh nhật báo. Tống Hương Quân đánh cược. Những lời này là chính cô nói đó. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tống Hương Quân tôi tuy chỉ là phận nữ nhi. Nhưng so với một số người được gọi là cán bộ chỉ biết khua môi múa mép thì còn mạnh hơn nhiều. Đàn ông các người nhất ngôn cửu đỉnh, Tống Hương Quân tôi cũng có thể làm được, chỉ sợ có người lúc đó không biết làm sao trốn tránh lại kiếm lời biện bạch. Tống Hương Quân thật sự tức giận. Nói hay lắm. Diệp Phàm đột nhiên quay người vỗ tay hai tiếng, sau đó ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tống Hương Quân một cái, thản nhiên nói. Hôm nay một cán bộ như tôi đây sẽ cho cô thấy, cái gì gọi là năng lực. Cái gì gọi là khua môi múa mép? Diệp Phàm nói, lập tức lấy di động ra, tìm số, không lâu sau đã nối được điện thoại, cười nói. Chị Trương, gần đây bận không? Bận lắm. Trương Oánh Nguyệt cười cười, rồi nói. Nghe nói cậu được thăng chức lên là trợ lý chủ tịch à, cậu được thăng quan như vậy, thật đúng là còn nhanh hơn cả tên lửa đó. Chỉ là hư danh thôi, đừng nói đến cấp bậc. Hơn nữa, có quá nhiều chuyện phải giải quyết, bận đến chết. Ngày nào cũng chạy tới chay lui tới mức lao lực rồi. Diệp Phàm nói, tôi cũng muốn có cơ hội như cậu mà không được đây.
Trương Oánh Nguyệt cười nói. Chị Trương nhất định là sẽ có cơ hội mà, tuy nhiên, tiểu đệ muốn nhờ chị một việc. Diệp Phàm cũng không muốn nói chuyện tào lao nữa, nói thẳng vào chuyện. Cậu ấy à, cứ nói thẳng ra, còn quanh co làm gì? Trương Oánh Nguyệt vờ giận dữ. Chuyện là như vậy, tôi có một người bạn họ Tống. Diệp Phàm nói qua tình hình một lượt. Muốn mời chuyên viên cục y tế, chuyện này có chút phiền phức. Nói thực thì cục bảo y tế không phải do tôi quản lý. Tuy nhiên, tôi sẽ nói trước với họ một tiếng, cậu chờ nhé. Trương Oánh Nguyệt nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Phàm ung dung ngồi uống trà. Nơi này tạm thời rất yên lặng, Tống Hương Quân cũng buồn bực ngồi uống trà. Thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hơn nữa, Tống Hương Quân cho rằng Diệp Phàm đang cố gắng kéo dài thời gian, mà Tống Hương Quân tự nhiên lại mỉm cười. Còn Khổng Đoan thì tâm trạng đang bất ổn, về phần Tống Phong, cũng giữ vẻ mặt u buồn. Bởi vì ông ta cho rằng Diệp Phàm đang khoác lác, chỉ sợ tới lúc đó bệnh tình của ông cụ lại quá rồi. 15 phút sau, Trương Oánh Nguyệt gọi tới, nói là ngày mai sẽ xuống, kêu Tống ra chuẩn bị tốt là được. Cảm ơn trợ lý Diệp. Tống Phong cảm động quá, đứng dậy đi tới chỗ Diệp Phàm bắt tay thân mật. Thế nào Tổng Giám Đốc Tống, việc của Diệp Mỗ đã hoàn thành rồi. Tuy nhiên, tôi không dám cam đoan là chuyên gia tới thì có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ. Nhưng cô cũng có thể hỏi xem đồng chí Lưu Phương Hải là ai. Nếu như là người không đủ quyền uy thì Diệp Phàm tôi sẵn sàng lên báo xin lỗi. Còn nếu như người đó đủ quyền uy thì Tống gia phải lập tức cử nhân viên liên hệ với người phụ trách dự án cao tốc Đồng Lĩnh của chúng tôi. Xong việc này, tranh thủ trong thời gian vài ngày quyết định luôn. Đương nhiên, cô Tống cũng có thể quên đi những chuyện vừa nói, Diệp Phàm tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Diệp Phàm nói, cuối cùng vẫn còn muốn kích động con người này một chút. Quả nhiên, Tống Hương Quân vừa nghe, hừ nói. Chỉ cần Lưu chuyên gia đến Tống gia, mặc kệ là có trị khỏi bệnh cho ông cụ hay không. Tôi sẽ lập tức cử phó tổng giám đốc đến chỗ các anh bàn bạc chuyện cao tốc Đồng Lĩnh. 10 giờ trưa ngày hôm sau, Diệp Phàm mới đến tỉnh thành, đang đi trên đường ở Tống gia. Mễ Nguyệt gọi điện, nói là Lưu Phương Hải dẫn theo vài người đang tới Tấn Lĩnh thành phố Long Giang. Tống gia long trọng nghênh đón họ, hơn nữa còn đặc biệt mang xe Mercedes-Benz sang trọng ra sân bay đón. Mà Cục trưởng Cục Y tế cùng với Phó Giám đốc Lý của Sở Y tế tỉnh cũng tới. Bệnh tình thế nào? Diệp Phàm hỏi. Lưu Phương Hải vừa đến Tống gia thì nói là có việc bận, cho nên, lập tức cho người kiểm tra toàn thân Tống lão gia. Tuy nhiên, tình hình không mấy lạc quan. Chủ nhiệm Lưu nói Tống Mậu Lâm tuổi tác đã cao rồi, năm nay cũng hơn 80 tuổi. Con người già đi là theo quy luật tự nhiên, hơn nữa, Tống Mậu Lâm lúc trẻ đã làm việc quá sức nên giờ cạn kiệt tinh lực. Huống chi, lúc còn trẻ miệng của Tống Mậu Lâm chịu quá nhiều tổn thương, xương cốt lúc ấy đã bị thương. Khi còn trẻ thì cơ thể vẫn tương đối tốt. Nhưng giờ thì khác rồi, già đi một chút, da rẻ kinh mạch đều yếu dần đi. Cho nên, mới dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như hiện nay. Chuyên gia Lưu tự mình sờ vào để cho Tống Mậu Lâm tiếp nhận, nhưng miệng vẫn rơi xuống. Sau đó cùng bàn bạc với các đồng chí khác, cho ra kết luận là thần kinh ở cằm có vấn đề. Cơ bản là không có cách nào cả, nếu có gắng thì có thể phẫu thuật, nhưng hiệu quả cũng không được cao. Một khi bỏ giá cố định ra thì miệng sẽ lại rơi xuống. Hơn nữa, xét cho cùng thì Tống lão gia già rồi, nếu mổ thì cũng tương đối nguy hiểm. Làm không tốt thì tình huống có thể sẽ xấu đi. Mễ Nguyệt có chút buồn bực nói. Chuyên gia Lưu có ý là không chữa trị sao? Diệp Phàm hỏi. Thật sự là có ý như vậy, họ cũng muốn xin lỗi. Mễ Nguyệt nói.